Vạn cổ chí tôn, Lý Vân Tiêu. Tập 36. Lý Vân Tiêu lúc này mới quay mặt lại, hết sức khó coi nói. Chúng ta có lẽ thật sự xong đời rồi, nơi này hẳn là một ảo cảnh, không có thực lực võ đế đừng mong ra ngoài được. Ảo cảnh. Viên Cao Hàn đột nhiên nhảy dựng trong lòng, cũng tựa hồ nghĩ tới khả năng này, ánh mắt nhìn xuống, bắt đầu quan sát bốn phía. Nhưng tất cả đều là cát vàng mênh mông, không có bất kỳ vật tham chiếu nào cả, căn bản không nhìn ra được gì. Hắn trầm giọng nói, nếu như là ảo cảnh vậy thì dùng tinh quang hồn thể bát trọng của ta không lý gì lại không cảm giác được cả. Lý Vân Tiêu dừng hổ vương chiến xa lại, đáp xuống trên cát vàng, rồi mới từ bên trong đi ra, nhìn qua trên bầu trời lờ mờ, ngưng giọng nói. Chỉ có thể nói rõ người bày trận thủ pháp cực cao, nhưng đây cũng chỉ là một phỏng đoán của ta thôi, hơn nữa còn là phỏng đoán tốt nhất. Tình huống xấu nhất đương nhiên là không gian độc lập này bành trướng vô hạn. Nếu như là ảo cảnh thì còn một tia hy vọng phá vỡ được, nếu là không gian độc lập bành trướng vô hạn vậy thì thật sự triệt để xong đời rồi. Viên Cao Hàn cũng hiểu rõ đạo lý này, vẻ mặt trầm trọng, đi đến chỗ cách hổ vương chiến xa không xa, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu thi triển ra pháp quyết nào đó, kim quang như hổ điệp bay múa quanh thân hắn. Hắn hiện giờ không có nơi phát ra năng lượng bổ SNG, mỗi một lần thi pháp đều là hao tổn cực lớn, nhưng đã không còn nào để đi nữa rồi. Nếu dừng lại ở đây trong thời gian dài thì chỉ càng bết bát hơn thôi. Lý Vân Tiêu cũng không quấy rầy hắn, hắn biết rõ đây là một loại hồn thuật thập phần cường đại, khiến linh hồn dung nhập vào hoàn cảnh chung quanh, cảm giác tất cả quy tắc và lực lượng thiên địa, kiêng kỵ nhất chính là bị người quấy rầy. Rất nhanh, Viên Cao Hàn đã chậm rãi mở hai mắt ra, ngưng giọng nói. Quả nhiên, nơi này quả thật có trận pháp, ta cảm nhận được âm sát khí bốn phía. Phiến cát vàng này tựa hồ cũng là do ảo thuật biến thành. Lý Vân Tiêu nói, có thể phá vỡ không? Hồn lực Viên Cao Hàn ở hơn xa hắn, nếu Viên Cao Hàn cũng không có biện pháp, vậy thì hắn càng không trông cậy nổi. Viên Cao Hàn nhìn hắn một cái, nói, trận pháp kia đã trải qua thiên thu vạn tái, đã tổn hại không chịu nổi, nhưng vẫn khiến ta cảm thấy tim đập nhanh không thôi. Chỉ bằng vào một mình ta thì không được, ngươi nhất định phải giúp ta. Lý Vân Tiêu hồ nghi nói, ta giúp ngươi, đại ca, ngươi chính là tinh quang hồn thể bát giai, nói đến phá trận, ta ngay cả một góc của ngươi cũng không bằng đấy. Viên Cao Hàn nói, ngươi cũng thấy đấy, hồn lực của ta hiện giờ không đạt được trình độ bát giai, ngươi lúc trước đã dùng qua thiên khu dưỡng thần đan phải không? Lý Vân Tiêu mắt trắng không còn chút máu, hừ lạnh nói. Tiểu tử ngươi ánh mắt còn rất độc a, đáng tiếc chỉ có một viên. Viên Cao Hàn nhướng mày, nói. Vậy phiền toái, trừ phi. Hắn nói đến đây, trở nên có chút quanh co, tựa hồ có chút không tiện. Lý Vân Tiêu nói. Có cái gì nói thẳng đi, đã đến nước này rồi, trừ phi ngươi bảo ta nhặt phân, nếu không cái gì cũng đáp ứng ngươi. Viên Cao Hàn run rẩy, cảm giác một hồi ác hàn, kiêng kỵ nhìn hắn thoáng một phát, sau đó lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, có chút khó có thể mở miệng nói. Trừ phi dùng kim sắc hồn nô trong phệ hồn phiên của ngươi phối hợp ta, bất quá nếu vậy thì kim sắc hồn nô của ngươi có thể sẽ bị trọng thương thật lớn, thậm chí còn tan thành mây khói. Hồn nô chính là chỗ hạch tâm của đệ tử phệ hồn tộc, trên căn bản là phiên còn người còn, phiên vong người vong. Nếu muốn dâng hồn nô ra, quả thực chẳng khác nào giết đi bọn họ. Cho nên Viên Cao Hàn lúc nói ra lời này trong lòng cũng phi thường tâm thần bất định, chỉ sợ Lý Vân Tiêu lập tức trở mặt với hắn. Quả nhiên, sắc mặt Lý Vân Tiêu lạnh xuống, lạnh giọng nói. Ngươi có biết tầm quan trọng của phệ hồn phiên đối với ta không? Viên Cao Hàn cảm nhận được cổ hàn ý trên người hắn, lập tức ngượng ngùng nói. Tự nhiên có biết, nhưng mà, cũng đã đến nước này rồi, không thử một chút thì tất cả mọi người đều phải xong đời. Lý Vân Tiêu vẻ mặt lạnh như băng, chém đinh chặt sắt nói. Mất đi phệ hồn phiên, sống không bằng chết. Trong mắt Viên Cao Hàn hiện lên vẻ thất vọng, kết quả này tuy rằng thất vọng, nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn khổ sở nói. Nếu thế, không mở ra được ảo trận an nì, cũng chỉ có thể yên lặng chờ tiêu vong rồi. Bất quá! Lý Vân Tiêu sắc mặt thoáng hòa hoãn chút ít, lộ ra vẻ thống khổ, nói. Bất quá cũng không thể chờ chết như vậy a, người thân là thuật luyện sư cửu giai của thánh vực, nếu có thể đền bù cho ta chút tổn thất thì ta sẽ nguyện ý kính dâng ra phệ hồn phiên. Dù sao cái nào nặng cái nào nhẹ, ta vẫn rõ ràng.
Viên Cao Hàn sững sờ, lập tức đại hỉ nói. Chỉ cần có thể xuất ra phệ hồn phiên, mọi người thuận lợi chạy khỏi nơi này, người muốn cái gì, cứ việc nói. Lý Vân Tiêu nhìn hắn, nói. Thật sao? Viên Cao Hàn đang muốn đáp ứng, đột nhiên nghĩ đến trước người trước mắt này cũng không đơn giản như vậy, lập tức ngừng lại xúc động, cau mày nói. Trước tiên nói xem ngươi muốn gì đã. Lý Vân Tiêu lộ ra một tia tươi cười thuần khiết nói. Mất đi phệ hồn phiên thật sự là một tổn thất khó có thể đền bù, đặc biệt là đây chính là kim sắc hồn Noah, quan hệ trong đó ngươi cũng rõ đấy. Cho nên bất luận đền bù tổn thất gì đối với ta đều không đủ, đúng không? Viên Cao Hàn cau mày, khẽ gật đầu, hiển nhiên cũng đồng ý với cách nói của hắn. Hơn nữa, Lý Vân Tiêu hít một hơi thật sâu, thở dài. Hơn nữa ta tuy rằng tương giao với người thời gian không gian, nhưng người đối với ta chung quy đã có chút hiểu lầm. Cho dù trốn ra khỏi đây, ta cũng không dám cùng ngươi đi thánh vực đòi hỏi đền bù tổn thất, làm không tốt tổn thất càng lớn, ngươi nói đúng không? Viên Cao Hàn hừ lạnh một tiếng, nói. Cái gì gọi là hiểu lầm, ngươi? Lý Vân Tiêu phất phất tay, trực tiếp cắt đứt lời hắn, nói. Tốt rồi, hiểu lầm dăm ba câu cũng nói không rõ ràng, dù sao chính là tình huống như vậy. Phệ hồn phiên ta quyết không thể lấy không ra được. Như vậy đi, ngươi tự dùng văn ý chừng trăm cái kinh văn thượng cổ trao đổi với ta đi. Chi, kinh văn thượng cổ, chừng trăm cái. Viên Cao Hàn ngược lại hít một hơi lạnh, sắc mặt đại biến, cả giận nói. Ngươi coi kinh văn thượng cổ là thứ gì? Ngươi cho rằng là tiểu hoàng văn xếp đầy đường sao? Tùy tiện lấy ra được mấy trăm hơn một ngàn chữ. Ách, vậy ngươi nói bao nhiêu? Lý Vân Tiêu lau mũi, ngượng ngùng nói. Ta đã dâng ra cả kim sắc hồn nô, ngươi giảng giải mấy cái kinh văn mà thôi, đối với ngươi cũng không chút tổn thất. Ai lợi ai thiệt, chính ngươi ngẫm lại đi. Nếu không cũng không cần bàn nữa, chờ tinh quang hồn thể bát trọng này của ngươi tiêu tán. Để bản tôn kia của ngươi đi nghiền ngẫm kinh văn thượng cổ. Đến lúc đó còn có thể trở lại cửu giai sao? Còn có thể ổn định đỉnh phong sao? Sắc mặt Viên Cao Hàn lập tức trở nên khó coi, mấy câu đó của Lý Vân Tiêu đều đâm vào chỗ yếu hại của hắn. Đối phương một tên tiểu lâu la phệ hồn tộc, chết cũng chẳng có gì lớn, nhưng mình lại khác, mình chính là thuật luyện sư cửu giai của thánh vực A, há có thể dễ dàng bỏ mạng. Sắc mặt Viên Cao Hàn lúc trắng lúc xanh, xoắn xuýt cực độ. Tinh quang hồn thể bát trọng của hắn vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua được, nếu không tu vị sẽ vĩnh viễn ngã về thuật luyện sư bát giai, như thế nào cũng không tiếp thụ được. Nhưng tiết lộ áo nghĩa kinh văn thượng cổ cũng là tội danh lớn lao, một khi bị thánh vực phát hiện thì mặc dù là hắn cũng khó gánh nổi tội. Lý Vân Tiêu trong lòng khẽ động, tựa hồ đoán được khó xử của hắn, thử thăm dò hỏi. Hẳn là bên trên, ánh mắt Viên Cao Hàn lộ ra vẻ sợ hãi, một lòng cực kỳ trầm trọng. Cắn răng nói. Nói điều kiện khác đi, những thứ khác ta đều có thể đáp ứng ngươi. Mặc dù là huyền khí cửu giai, cũng có thể. Lời hắn nói lập tức ngưng lại, chỉ thấy Lý Vân Tiêu phun ra một khẩu chung nhỏ cầm trong tay vuốt vuốt, dùng ánh mắt của hắn, tự nhiên nhìn ra được đó là huyền khí cửu giai, hơn nữa không phải huyền khí bình thường. Cái này, cái khẩu chung này. Viên Cao Hàn há to miệng, hai mắt cũng bắn ra hào quang. Lý Vân Tiêu tiện tay thu vào, nói. Chung gì, tiếp tục nói điều kiện đi, vừa rồi ngươi nói huyền khí cửu giai gì thế? Viên Cao Hàn yết hầu khô khốc một hồi, lắc đầu, ảm đạm nói. Không có gì. Hắn trầm mặc một hồi, rốt cục hạ quyết tâm, cắn răng nói. Ta có thể truyền cho ngươi áo nghĩa một văn tự, nhưng ngươi phải thề quyết không thể truyền ra bên ngoài. Chỉ một cái. Trên mặt Lý Vân Tiêu lộ ra một tầng nộ khí. Khẽ nói. Kim sắc hồn nô tính mạng tương tu của ta cũng cho ngươi, ngươi rõ ràng nói với ta một cái kinh văn thượng cổ, uổng cho ngươi nói ra được, ngươi còn cần mặt mũi không thế. Dù sao không có hồn nô ta cũng không muốn sống nữa, mọi người cùng nhau chết đi. Viên Cao Hàn kinh ngạc nói không ra lời, theo hắn thấy, tiết lộ áo nghĩa một kinh văn thượng cổ đã là phạm vào tội lớn rồi, đối phương lại còn không thèm, nhưng ngẫm lại hắn nói cũng có đạo lý. Người phệ hồn tộc mất đi hồn nô cũng không khác gì hắn rớt xuống bát giai cả. Vậy thì hai cái. Viên Cao Hàn cố lấy dũng khí, vươn hai ngón tay, cánh tay cũng đang run rẩy. 20. Lý Vân Tiêu thốt ra, vẻ mặt kiên định, lạnh lùng quát. Thiếu một cái cũng không được. 2, 20.
Viên Cao Hàn trong mắt cũng lồi ra, giận dữ hét. Thứ ta biết cũng chỉ chừng 20, người hơi quá đáng rồi. Người coi đây là vật gì? Kinh văn từ thượng cổ lưu truyền tới nay, mỗi cái đều ẩn chứa quy tắc, suốt đời có thể nghiên cứu thấu một hai cái, cũng đủ thu được ích lợi vô cùng rồi. Lý Vân Tiêu lãnh đạm nói. Vậy ngươi biết mấy cái? Viên Cao Hàn giận dữ, khẽ nói. Ta biết mấy cái liên quan đến ngươi cái rắm, nhiều nhất ba cái, không thể nhiều hơn được nữa, nếu không thì cùng chết đi. Hắn tức đến toàn thân bốc khó, hồn thể càng lập lòe bất định, đang tiêu hao kịch liệt. Lý Vân Tiêu thấy bộ dáng hắn không sai biệt đã là cực hạn rồi, lúc này mới khó xử nói. Được rồi, ba cái thì ba cái, thiệt tình, nếu không phải bị bước tới tuyệt lộ, ta cũng không đáp ứng ngươi đâu. Hắn trước mắt nắm giữ cũng chỉ tổng cộng có 7 cái, tăng thêm 3 cái này cũng mới chỉ được 10 cái thôi. Nhưng dù vậy hiểu biết về loại văn tự này có lẽ có thể đạt tới một độ cao mới. Mà bản thân Viên Cao Hàn cũng mới chỉ nắm giữ 4 cái rưỡi, cái thứ 5 vẫn mơ mơ hồ hồ, cái hiểu cái không. Nếu hắn biết rõ Lý Vân Tiêu đã nắm giữ 7 cái, sợ rằng sẽ muốn giết người mất. Trước cho ta hồn nô đã. Tựa hồ sợ Lý Vân Tiêu đổi ý, Viên Cao Hàn liền muốn đạt được hồn nô trước, hơn nữa thái độ cực kỳ kiên định, không chịu nhường một bước. Lý Vân Tiêu cũng không sợ hắn quyệt nợ, trực tiếp đưa phệ hồn phiên cho hắn, nói. Hồn nô không còn nữa, ta về sau cũng không cách nào tu luyện công pháp này được, phệ hồn phiên lưu lại cũng vô dụng, tặng cho ngươi đấy. Hừ, quỷ mới muốn phệ hồn phiên của ngươi. Viên Cao Hàn nhận lấy, thần thức điều tra qua, bên trong quả nhiên là kim sắc hồn nô, hơn nữa hồn lực no đủ, thập phần không tệ, hắn lúc này mới yên tâm lại. Nhìn thần sắc bình tĩnh của Lý Vân Tiêu, hắn ngược lại có chút kỳ quái, nhịn không được hỏi. Sau khi mất đi phệ hồn phiên, người định tu luyện thế nào? Đi cách tu luyện dung hợp linh hồn sao? Đó hẳn là lựa chọn tốt nhất rồi. Lý Vân Tiêu không nhịn được nói. Liên quan gì đến ngươi? Cầm đồ rồi. Hiện giờ tranh thủ thời gian dạy ta ba cái kinh văn thượng cổ đi. Viên Cao Hàn khẽ gật đầu, hắn cũng là người nhất ngôn cửu đỉnh, cẩn thận từng ly từng tí thu phệ hồn phiên vào, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, hít mấy hơi thật dài, lúc này mới bắt đầu giảng giải. Lai lịch kinh văn thượng cổ đã không thể khảo cứu được nữa, bởi vì hình dạng giống như nòng nọc, hơn nữa lúc phát ra quy tắc chi lực vàng chói lóng lánh, cho nên rất nhiều chỗ cũng gọi là khỏa đầu kim văn. Số lượng kinh văn hiện có thập phần có hạn, hơn nữa cực ít người đủ năng lực đi nghiên cứu chúng. Những cơ sở thưởng thức này Lý Vân Tiêu cũng biết, nhưng lần này cũng không ngắt lời hắn, mà để hắn nói từng chút một. Viên Cao Hàn nói tiếp. Kỳ thật thánh vực và hóa thần hải, có lẽ từ lâu đã bắt đầu tiến hành thống kê quy nạp các văn tự này, cũng có nghiên cứu. Nhưng thập phần đáng tiếc chính là, mặc dù có thuật luyện sư có thể nắm giữ một ít văn tự trong đó, nhưng cũng không có phương pháp tốt để truyền thừa xuống. Nói cách khác những văn tự này không cách nào tồn thế. Cho nên mặc dù là thánh vực và hóa thần hải, người nắm giữ chúng cũng không nhiều lắm. Lý Vân Tiêu đột nhiên hỏi. Loại văn tự này tổng cộng có bao nhiêu? Đã từng thống kê qua chưa? Viên Cao Hàn cao mày suy nghĩ một hồi, mở miệng nói. Có thể là hơn 1000. Hơn 1000 sao? Lý Vân Tiêu đột nhiên cả kinh. Thiếu chút nữa cả kinh nhảy dựng lên, khó có thể tin nói. Làm sao có thể có nhiều vậy được, quy tắc chi lực ẩn chứa trong loại văn tự này thập phần cường đại, có thể học mấy cái đã được ích lợi không nhỏ rồi, nếu L hơn 1000 cái đều có thể nắm giữ. Vậy thì, hắn thậm chí có chút không dám tưởng tượng rồi. Viên Cao Hàn cũng lộ vẻ cười khổ, nhìn thấu ý nghĩ của hắn, lắc đầu nói. Đừng suy nghĩ, những vật này vốn không nên tồn tại hậu thế. Không phải phàm phu tục tử chúng ta có thể ước đoán được. Lý Vân Tiêu im lặng không nói. Kinh văn trong mấy quyển sách hắn học được, cộng lại cũng chỉ chừng 100 chữ, trong đó lặp lại không ít. Xem ra thế gian này có lẽ còn đại lượng thần quyết khác tồn tại. Muốn hoàn toàn hiểu thấu triệt được chúng, cũng không biết đời này có thể thực hiện không nữa. Viên Cao Hàn lấy lại bình tĩnh, nói. Tiếp theo ta sẽ dạy ngươi ba kinh văn thượng cổ, ngươi nghe cho kỹ. Nội dung quan trọng ta chỉ giảng giải một lần, cũng chỉ biểu thị một lần. Ta nói là dạy, nhưng ta cũng không đảm bảo nhất định dạy được, có lẽ dùng tư chất của ngươi, cả đời cũng không học được cũng không biết chừng. Sau khi hắn nói xong cũng ngơ ngác một chút, nghĩ đến tư chất thiên phú Lý Vân Tiêu, những lời này nói ra chính hắn cũng không tin được.
Lý Vân Tiêu không trả lời, mà đề thăng trạng thái đến mức tốt nhất, bắt đầu lắng nghe Viên Cao Hàn giảng giải. Đây là lần đầu tiên hắn nghe người khác truyền thụ loại vật này, trước đây đều là tự mình lĩnh ngộ, giữa cả hai nhất định sẽ khác nhau rất lớn. Viên Cao Hàn ở trong thánh vực đã đọc qua không ít tư liệu tiền nhân, ở các phương diện đều có ưu thế và giải thích rất riêng, khiến Lý Vân Tiêu cảm thấy cực kỳ vui mừng, còn không ngừng đưa ra các loại nghi vấn, khiến Viên Cao Hàn cũng theo đó ngạc nhiên, càng cảm thấy kinh hãi. Rất nhiều vấn đề ngay cả chính bản thân Viên Cao Hàn cũng không nghĩ tới, sau khi bị Lý Vân Tiêu đưa ra cũng lâm vào trong trầm tư. Nói một chút nghe một chút, hắn từ đầu là một người giảng giải, sau đó biến thành hai người thảo luận với nhau. Viên Cao Hàn cũng từ kinh hãi ban đầu, sau cũng chậm rãi thích ứng, giống như hai bằng hữu cũng nghiên cứu với nhau, đều đạt được ích lợi không nhỏ. Vốn kiến thức của hắn đối với năm cái kinh văn chỉ thuộc loại nửa vời, nhưng qua không ngừng nói chuyện với nhau cũng được gợi ý rất lớn, trở nên trong sáng rộng mở. Thu hoạch của Lý Vân Tiêu lại càng lớn, ba văn tự kia nhìn như là tồn tại cực kỳ thông thường, trong mấy thần quyết hắn thấy qua đều từng xuất hiện, lập tức lý giải đối với mấy thần quyết kia cũng càng thêm sâu sắc, các loại nghi hoặc đều giật mình sáng tỏ, thoáng cái trong đầu dần dần trở nên thanh minh. Tuy rằng chỉ có ba chữ, nhưng nghiên cứu diễn sinh ra được lại vô cùng vô tận, hai người cứ như vậy vong ngã ngồi trong cát vàng, ngươi một lời ta một câu, vừa đàm luận vừa tìm hiểu, cuối cùng sau khi hiểu rõ thấu triệt ba chữ kinh văn kia thì Viên Cao Hàn cũng không nói thêm lời nào nữa. Tuy rằng hắn cũng nhận được chỗ tốt rất lớn, nhưng nghĩ đến mình tùy ý truyền thụ ra áo nghĩa kinh văn thượng cổ vẫn cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Lý Vân Tiêu thấy thật sự không khai thác được thêm gì nữa, lúc này mới bỏ qua, ngồi xếp bằng xuống, tiến nhập tham ngộ. Không biết đã qua bao lâu, rốt cục hắn cũng đã hoàn toàn lĩnh ngộ xong. Viên Cao Hàn ở một bên thấy thế âm thầm kinh hãi, đặc biệt là vẻ hiểu ra trên mặt Lý Vân Tiêu càng khiến hắn cảm thấy thập phần khủng bố, mình học xong ba văn tự này, cũng dùng hơn 10 năm a. Hắn mạnh mẽ đè lại cảm xúc trong lòng, nói. Thiếu niên, tuy rằng ta không biết ngươi tên là gì, nhưng ngươi có bằng lòng gia nhập thánh vực không? Ta dám cam đoan, chỉ cần ngươi nguyện ý thì tất cả tài nguyên có được, sẽ hơn mấy lần, mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần ở phệ hồn tộc. Thiên tài yêu nghiệt như thế khiến hắn nổi lên ý muốn lôi kéo, thậm chí còn muốn không tiếc giá nào cũng phải lôi kéo. Nếu không kẻ này quá mức đáng sợ, có lẽ mấy chục năm sau, toàn bộ thiên võ giới đều phải cúi đầu xưng thần trước mặt hắn rồi. Lý Vân Tiêu cười một tiếng, nội tâm thập phần thỏa mãn, nói. Trước tiên vẫn nên thoát khỏi địa phương quỷ quái này đã nói sau, nếu như không ra được, vậy thì nói trước làm gì? Viên Cao Hàn cũng không biết hắn có ý định gì, tiếp tục nói. Huống hồ phệ hồn phiên của ngươi lát nữa sẽ bị hủy, lại ở lại phệ hồn tộc cũng không cách nào tu luyện tới tầng thứ tối cao. Chỉ cần đi với ta đến thánh vực, nhất định sẽ có hồn chiến kỹ pháp mạnh hơn cho ngươi lựa chọn. Ân, ta sẽ chăm chú cân nhắc. Lão Viên, bắt đầu phá trận đi. Lý Vân Tiêu thúc giục nói, trên mặt không có chút bộ dáng như muốn cân nhắc. Viên Cao Hàn hơi than nhẹ một tiếng, nhân tài như vậy nếu như không thể ra sức vì thánh vực, vậy thì quyết không thể thành địch nhân, thậm chí vào thời điểm mấu chốt cũng cần trực tiếp gạt bỏ. Thánh vực tuy rằng bên ngoài thống lĩnh thiên hạ, nhưng các loại hành động vụng trộm cũng làm không ít. Hắn tiếc hận nói, hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ. Nói xong, Viên Cao Hàn liền lấy ra phệ hồn phiên. Tay phải chỉ bí quyết không ngừng biến hóa, đánh nguyên một đám phù văn vào trong đó. Rất nhanh, trên phệ hồn phiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ, hắn hét lớn một tiếng lao lên không trung, lập tức đón gió phấp phới. Đồng tử Lý Vân Tiêu có chút co rụt lại, vừa rồi Viên Cao Hàn thi triển đúng là cách sử dụng của phệ hồn phiên, xem ra hắn đối với kỹ pháp phệ hồn tộc cũng có nghiên cứu không nhỏ a. Phệ hồn phiên phất phới trên không trung, kim quang như mặt trời bắn ra. Mang đến cho thiên địa lờ mờ một ít hào quang, ấm nhân tâm tỳ. Một đoàn hồn phách màu vàng chậm rãi bay ra từ bên trong, thần sắc trở nên có chút ngốc trệ, mờ mịt nhìn chung quanh. Viên Cao Hàn cau mày nói. Chuyện gì xảy ra, kim sắc hồn nô này dường như không có linh trí. Lý Vân Tiêu biết rõ đây là bởi vì Trương Thiệu Thiên chết rồi, hồn nô đã mất đi chủ nhân, bởi vậy mới khiến linh trí tiêu tán, nói năng bậy bạ nói. Ta là dùng bí pháp để tiến giai đến kim sắc, nếu không bằng vào lực lượng võ tông tứ tinh của ta, ngươi cảm thấy có thể luyện ra kim sắc hồn nô cửu cấp sao? Viên Cao Hàn suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng đúng. Ban đầu hắn vẫn kỳ quái,
đối phương chẳng qua chỉ có thực lực võ tông tứ tinh, sao lại có phệ hồn phiên cửu giai, nhìn bộ dáng này tựa hồ cũng không lợi hại lắm a. Hắn bắt đầu ẩn ẩn cảm thấy hối hận vì bị đối phương uy hiếp, moi ra nhiều thứ quý giá như vậy. Bất quá bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, hắn hét lớn một tiếng, trong tay nặn ra một ấn pháp cổ quái, một cái khoa đầu văn kim sắc hiển hiện trong lòng bàn tay, mạnh mẽ chụp tới chỗ kim sắc hồn nô kia. Khoa đầu văn kim sắc này đúng là một trong ba cái vừa truyền thụ cho Lý Vân Tiêu, đại biểu cho quy tắc chi lực rất mạnh, Viên Cao Hàn vận dụng thập phần thuận buồm xuôi gió, hiển nhiên cực kỳ quen tay. Bí quyết ấn đánh trong cơ thể hồn nô vẻ mặt mờ mịt kia, kim quang lập tức hòa tan ra, khuếch tán trong cơ thể hắn, khiến ban đầu vốn là màu vàng nhạt chợt hóa thành thổ hào kim. Hồn nô lập tức thống khổ hét thảm lên, thanh âm kia giống như ô nha bị bóp nát xương cốt vậy, khiến người nghe được mà toàn thân nổi da gà. Trong mắt Lý Vân Tiêu tràn ngập vẻ nghi hoặc, hắn cũng không rõ ràng lắm Viên Cao Hàn muốn làm gì, nhìn bộ dáng hắn dường như rất kích động, không giống như là tên biến thái thích ngược đãi người a. Ngươi nhất định rất kỳ quái ta muốn làm gì a? Viên Cao Hàn lộ ra vẻ đắc ý, hắn đột nhiên phát hiện, có thể khiến Lý Vân Tiêu nhìn không thấu hành vi của hắn, rất có cảm giác thành tựu, vui vẻ cười nói. Ta muốn triệt để phai mờ đi hồn nô này, luyện chế ngược nó, hóa thành linh hồn chi lực nguyên thủy nhất. Lý Vân Tiêu chấn động, sợ hãi nói. Luyện chế ngược, chẳng lẽ là vị đại nhân kia? Viên Cao Hàn toàn thân khẽ giật mình. Trong mắt bắn ra tinh mang ra, quát lớn. Câm miệng, danh tự vị đại nhân kia há ngươi có thể gọi thẳng. Ngươi ngay cả vị đại nhân kia cũng biết, ngươi không phải là thân nhi tử của Hàn Âm Sơn đấy chứ. Hắn đột nhiên cảm thấy đã hối hận vì bộ dáng đắc ý của mình, ngậm miệng lại không dám nói thêm nữa, nếu để lộ ra tình huống vị đại nhân ca, vậy thì thật sự là tội lớn muôn lần chết khó tử rồi. Phanh! Viên Cao Hàn đột nhiên cảm thấy trên đầu khẽ đau nhức. Quát to một tiếng, phẫn nộ nhìn Lý Vân Tiêu, quát. Ngươi làm gì thế, đánh lén ta? Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Ngươi mới là nhi tử Hàn Âm Sơn, cả nhà ngươi đều là nhi tử Hàn Âm Sơn. Ngươi! Viên Cao Hàn một hồi nghẹn lời, nổi giận đùng đùng nói. Tóm lại ngươi đừng nói chuyện với ta nữa, đừng quấy rầy ta thi thuật. Hắn nói xong cũng toàn tâm tiến vào trong thi thuật, không dám có chút phân tâm. Thần sắc trên mặt Lý Vân Tiêu bất định, quả nhiên không nói thêm gì nữa, nhưng trong mắt lại trở nên ngưng trọng hơn trước. Cái gọi là luyện chế ngược, chính là hành vi nghịch hướng đảo ngược lại một quá TANSF thuật luyện. Cho tới nay đều là nan đề của thuật luyện giới. Ví dụ như người luyện chế 18 loại tài liệu thành một thanh bảo kiếm, nhưng lại không thể khiến bảo kiếm này trở về lại 18 loại tài liệu được. Cho nên thuật luyện giới vẫn một mực đều cho rằng quá trình thuật luyện không thể nghịch chuyển được. Nhưng trong dòng sông lịch sử, cho tới bây giờ cũng không thiếu thiên tài tuyệt thế, vẫn có không ít thuật luyện sư đối với luyện chế nghịch hướng cảm thấy hết sức hứng thú, hơn nữa trong năm tháng dài dòng bốn chán đã tích lũy xuống rất nhiều tư liệu. Tuy rằng luyện chế nghịch hướng đến trước mắt còn chưa hoàn toàn thực hiện được, nhưng qua nghiên cứu cũng đã có tác dụng rất lớn đối với con đường phát triển của thuật luyện chi đạo, hơn nữa cũng đã sáng tạo ra rất nhiều thủ pháp và bí pháp cổ quái. Hiện giờ Viên Cao Hàn làm chính là một loại trong đó. Hơn nữa trực tiếp dung nhập kim văn thượng cổ vào trong pháp quyết, có thể thấy hắn ở lĩnh vực này đã có thành tựu rất sâu. Kim sắc hồn nô ở trên không trung sau khi kêu rên thê thảm đau đớn một hồi, thanh âm dần dần yếu ớt, quang mang màu vàng nhạt tản ra từ trong phệ hồn phiên, hồn nô dần mất đi hình thể, dung thành một đoàn năng lượng thuần túy. Lý Vân Tiêu thấy thế nội tâm ẩn ẩn có chút phát lạnh, loại bí pháp luyện chế nghịch hướng này đã có thể luyện chế ngược hồn nô, vậy thì linh hồn người bình thường thì sao? Có phải cũng có thể trực tiếp luyện hóa thành một đoàn năng lượng? Nếu như có thể vậy thì có khác gì tự hồn đan của phệ hồn tộc? Đều là luyện chế linh hồn sau đó hấp thụ lực lượng trong đó. Viên Cao Hàn thấy đoàn năng lượng kia, trong mắt phát ra hào quang kỳ dị, nói. Năng lượng này cũng quá tạp rồi, cũng không tinh khiết, không thích hợp hấp thu. Chỉ bất quá bây giờ cũng không thể quản nhiều nữa, trước đi xuống đã. Bằng vào đoàn năng lượng này. Ta có lẽ có thể ngắn ngủi đột phá đến hồn thể cửu trọng, phá vỡ phong ấn nơi này. Hắn hét lớn một tiếng, cả người vọt lên khỏi mặt đất, xông tới. Hồn nô kia đã hoàn toàn trở thành một đoàn năng lượng, bay xuống phía hắn, cả hai lập tức dung nhập cùng một chỗ, ở quanh thân Viên Cao Hàn bị năng lượng màu vàng nhàn nhạt bao vây lấy, không ngừng lưu động, giống như một cái áo ngoài do màng nước ngưng tụ thành, bao trùm mặt ngoài thân thể.
Audio điện tử Võ Tấn Bền. Người đi ra xa một chút, xem ta phá vỡ cấm chế nơi này. Viên Cao Hàn cảm nhận được đại lượng hồn lực bổ sung vào, lập tức hào khí ầm ĩ, cười lớn một tiếng sau đó cả người lâm không bay lên, chỉ thấy một đạo kim quang như khói lửa bắn lên bầu trời, lập tức tràn ra một mảnh kim mang cực lớn, ở phía trên ngưng tụ thành một cái trưởng ấn, đình trệ nửa giây liền bắt đầu gào thét xuống. Một chiêu trưởng pháp này không có bất kỳ hoa mỹ, mà là kích không trưởng bình thường nhất của thuật luyện sư. Khác với trưởng lực do võ giả dùng nguyên khí ngưng tụ, loại kích không trưởng này hoàn toàn đều dựa vào tinh thần lực ngưng tụ thành, dùng tinh thần lực đè ép và vặn vẹo không gian, từ đó sinh ra phá hư cường đại. Bản thân trưởng lực này không mang theo tính phá hư. Rất nhiều thuật luyện sư thực lực không tốt, đều ưa thích dùng loại phương thức công kích đơn giản. Lý Vân Tiêu cũng cảm nhận được không gian chung quanh bắt đầu dưới trưởng ấn kia bắt đầu co rút lại, lực lượng không gian cường đại đè ép tới, trên người hắn nổi lên chút ánh sáng màu vàng của chí cường bá thể, lập tức thối lui ra ngoài. Ầm ầm, cát vàng đầy trời vào thời khắc này đều ập tới trung tâm trưởng ấn kia, tất cả chung quanh nhìn qua đều biến dạng như gương vậy, đang không ngừng biến hình, chỗ có không gian phi tốc biến mất dưới một trưởng kia, cảnh sắc chung quanh cũng phải biến đổi. Trong không gian chấn động, từ phụ cận chỗ hai người đứng bay lên 7 cây cột đá cực lớn, không ngừng nhô lên cao. Trên mấy cây cột đá này điêu khắc đủ loại hoa văn, còn có xiềng xích cực lớn nối 7 cây cột lại với nhau, trong quá trình không ngừng bay lên phát ra tiếng chấn động bong bong. Hai người đều bị biến hóa này hù sợ, nhao nhao hướng thối lui về sau. Mà càng khiến hai người trừng to mắt chính là, cột đá chính giữa 7 cây cột đá cực lớn kia, đứng vững một tòa tháp cao, kéo dài tới chân trời. 7 căn cột đá đã đủ lớn rồi, nhưng ở trước mặt tháp cao, lại chỉ là vòng bảo hộ mà thôi. Sự biến hóa này chẳng qua chỉ phát sinh trong mấy hơi thở, khiến hai người triệt để trợn mắt há hốc mồm. Lý Vân Tiêu và Viên Cao Hàn cũng được coi là người có kiến thức rộng lớn, nhưng giờ phút tháp cao và cột đá kia vẫn mang đến cho bọn hắn cảm giác cực kỳ chấn động, thậm chí khiến không người nào dám nhìn thẳng. Hai người ngốc trệ một thời gian ngắn, lúc này mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Viên Cao Hàn nuốt một ngụm nước miếng, mới gian nan nói. Đây là vật gì? Khí tức phát ra bên trong thật là tà ác, khiến tận đáy lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi. Lý Vân Tiêu còn đỡ, chuyện đã trải qua nhiều hơn xa Viên Cao Hàn, sau khi khiếp sợ rất nhanh đã lấy lại tinh thần, bay quanh cự tháp kia một vòng, lúc này mới trở lại chỗ cũ, trầm tư nói. Cái ảo cảnh này, thậm chí cái không gian này đều rất có khả năng là vì phong ấn cổ tháp này mà tồn tại. Viên Cao Hàn thập phần khiếp sợ, sợ hãi nói. Khí vận từ trên cổ tháp phát ra tựa hồ là cửu giai cực phẩm A. Không chỉ cổ tháp này, mà ngay cả 7 cây cột kia, cũng có cửu giai khí vận, hơn nữa đầu đuôi đụng vào nhau, tạo thành một trận pháp, bên trong tà khí tung sinh, thoáng tới gần đã cảm thấy toàn thân lạnh run. Sắc mặt Lý Vân Tiêu càng thêm ngưng trọng, hắn đã phát hiện ở bốn phía cổ tháp vờn quanh lấy một tia năng lượng, hơn nữa đang không ngừng tăng cường, đúng là hắc sắc ma khí. Ọt ọt. Lý Vân Tiêu nuốt ngụm nước miếng, ngưng trọng nói. Chúng ta có thể đã gây ra phiền toái lớn rồi, tranh thủ thời gian xem bên này có chỗ đi ra ngoài không. Nếu như ta không đoán sai thì bên trong cổ tháp nhất định đã trấn áp nhân vật thập phần lợi hại. Hơn nữa ngươi xem những ma khí này, hiện giờ ngày càng nhiều, tựa hồ đang tích góp lại từng chút lực lượng đấy. Ma khí. Viên Cao Hàn cũng chấn động, hoảng sợ nhìn chằm chằm vào năng lượng màu đen kia. Sắc mặt còn khó coi hơn cả Lý Vân Tiêu, thập phần khó có thể tin nói. Thật là ma khí, làm sao có thể, thiên võ giới sao có thể có ma khí được. Lý Vân Tiêu trong nội tâm khẽ động, nói. Ngươi có phải biết chút gì đó không? Viên Cao Hàn quay đầu nhìn hắn một cái, khổ sở nói. Còn có thể biết gì? Ma chính là đại năng nhất tộc thời kỳ thượng cổ, đã bị chôn vùi trong dòng sông lịch sử, cũng giống như những chân linh kia vậy. Hiện giờ đã hoàn toàn không thấy được bất cứ chân linh nào nữa rồi, ngàn vạn đừng nói với ta hôm nay sắp thấy được một ma đấy. Lý Vân Tiêu nói, lúc trước chẳng phải thấy được chân linh ngạc ngư sao? Viên Cao Hàn, chẳng lẽ ma này cũng là do bọn hắn chế tạo ra sao? Trước kia cường giả ở đây không chỉ muốn tạo ra chân linh, hơn nữa muốn tạo ra ma. Hắn cảm giác ý nghĩ này thập phần hoang đường, nhưng những gì nhìn thấy trước mắt đã chứng minh tất cả. Lý Vân Tiêu nói, ngạc ngư kia ngược lại thật sự có thể được chế tạo ra, nhưng ma này thì tuyệt đối không,
hắn là bị cường giả trấn áp ở đây. Đúng như lời ngươi nói, không chỉ cổ tháp, mà ngay cả 7 cây cột đá cũng đều là huyền khí cửu giai a. Lý Vân Tiêu tiến lên nhìn kỹ hoa văn trên cây cột kia, có nhiều chỗ đã tổn hại, lộ ra ngân bạch chi sắc bên trong, tựa hồ là kim loại nào đó. Hắn nhìn chằm chằm vào ngân bạch chi sắc kia lâm vào trầm tư, tựa hồ muốn chứng minh thứ gì đó, vươn tay ra sờ một cái, một loại cảm giác lạnh buốt thấu xương lập tức truyền khắp toàn thân, giống như linh hồn đều như bị đông cứng lại vậy. Chi, Bắc Thiên Hàn tinh thiết, dĩ nhiên là Bắc Thiên Hàn tinh thiết. Lý Vân Tiêu sau khi phát hiện ra tài liệu cây trụ này, trong lòng cực kỳ rung động, cả kinh đến mức mắt chừng lớn như chuông đồng, như muốn lồi ra vậy. Cái gì, đây là Bắc Thiên Hàn tinh thiết, ngươi không nói đùa đấy chứ. Viên Cao Hàn cũng bị dọa cho hoảng sợ, vội bước lên trước cẩn thận kiểm tra một phen, lập tức liên tục hít vài hơi lạnh, cảm giác mình đã có chút đứng không yên được nữa rồi. Hắn kinh ngạc nhìn 7 cây cột đá cao ngất kia, bên trong vậy mà lại ẩn chứa tài liệu cửu giai vạn kim khó cầu. Đây chính là thứ chỉ cần một khối chừng nắm tay là đã có thể luyện chế huyền khí cửu giai a. Lý Vân Tiêu ngược lại rất nhanh tỉnh táo lại, ngơ ngác nhìn cây cột kia, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. 7 cây cột này mặc dù chỉ là trụ tâm, nhưng cũng đã cực kỳ khủng khiếp rồi, so với hắn thiên chiếu khuyết kim hắn gặp phải lúc trước còn xa xỉ hơn nhiều. Khó trách thiên tài địa bảo thiên võ giới càng ngày càng thêm thưa thớt, thì ra đều là do những người đi trước khai thác lọ ẩn không hề tiết chế thế này. Viên Cao Hàn mắng vài câu, lúc này mới lộ ra vẻ mừng như điên, bắt đầy đi quanh đấy giá 7 cây cột kia, nếu không có hàn khí bức người thì hắn thật sự muốn đi lên cắn vài ngụm. Làm sao bây giờ? Lý Vân Tiêu đột nhiên bình tĩnh hỏi, tựa hồ không chút nào vì 7 cây cột này mà thay đổi. Làm sao bây giờ? Viên Cao Hàn sửng sốt một chút, lúc này mới nói. Đi một bước tính một bước thôi, nhưng 7 cây cột này nhất định phải lấy đi. Trong mắt của hắn tràn đầy tham lam và mừng rỡ. Lý Vân Tiêu khẽ thở dài một cái, nói. Bắc Thiên Hàn tinh thiết này ta cũng muốn a, nhưng mà, 7 cây trụ do Bắc Thiên Hàn tinh thiết luyện chế này rõ ràng chính là trận nhãn phong ấn cổ tháp, nếu bị phá hủy thì đại ma trong cổ tháp sẽ đi ra mất. Viên Cao Hàn lúc này mới đột nhiên khẽ giật mình, cũng phát hiện tính nghiêm trọng của vấn đề, sắc mặt có chút trở nên khó coi. Hắn kinh ngạc nhìn qua cổ tháp kia, bên trong để lộ ra từng tia khí tức âm lãnh, ma khí màu đen không ngừng từ trong đó toát ra, nhưng đều bị kết giới do 7 cây cột hình thành ngăn lại, không cách nào tiết ra được. Đúng như lời Lý Vân Tiêu nói, nếu 7 cây cột này bị hủy thì không chỉ ma khí tràn ra, mà trong cổ tháp có trời mới biết có vật gì. Thứ có thể bị đám đại năng thượng cổ kia cẩn thận phong ấn như thế, tuyệt đối sẽ không đơn giản. Viên Cao Hàn liếm lấy bờ môi khô khốc, thấp thỏm nói. Đã nhiều năm vậy rồi, bên trong mặc dù có gì cũng nên tiêu đời rồi chứ. Lý Vân Tiêu trong nội tâm khẽ động, lập tức nghĩ tới đế giả bên trong Tu Di Sơn, hắn chắc cũng là đại ma thượng cổ, bị trấn áp rất nhiều năm, hiện giờ cũng chỉ còn lại thực lực võ tông, ma đầu bị trấn áp trong này nói không chừng cũng chỉ còn hơi tàn cũng nên. Hai người đều là thuật luyện sư cửu giai, sức chống cự đối với loại chân bảo này cơ hồ đều bằng không, đều kiếm lấy cái cớ cho mình, mặc dù biết rõ loại hành vi này thập phần nguy hiểm. Như vậy đi, lão Viên, ngươi trước tiên xem thử không gian này có đường thông ra ngoài tinh không không. Nếu như có thì, chúng ta trước bố trí một cái truyền tống trận cự ly xa, đến lúc đó gặp phải nguy hiểm thì chúng ta lập tức rời đi. Lý Vân Tiêu chậm rãi nói. Viên Cao Hàn con mắt sáng ngời. Lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, nói. Không sai, phải nên như thế. Hắn lâm không cất bước lên, bắt đầu cảm giác bốn phía. Lý Vân Tiêu thì nhìn chằm chằm vào ma khí bốn phía cổ tháp, tâm tình khó có thể bình tĩnh, không biết làm như vậy là đúng hay sai. Có rồi. Viên Cao Hàn đại hỉ nói. Ta cảm nhận được tinh quang chi lực ở xa xa, nhưng thập phần yếu ớt, dường như bị thứ gì đó ngăn trở, không biết có thể đột phá qua không nữa. Lý Vân Tiêu lo lắng nói. Nếu như bên trong chạy ra thứ không cách nào thu thập thì, chúng ta có coi như đã phạm phải sai lầm lớn không? Viên Cao Hàn trong nội tâm khẽ giật mình, lập tức cười nói. Trời sập cũng có người cao chống lấy, ngươi chỉ là một gã võ tông quan tâm làm cái rắm. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Ngươi thân là người thánh vực, mà thánh vực đứng đầu thiên hạ, chẳng lẽ lại không có chút ý thức trách nhiệm nào sao? Viên Cao Hàn ngạc nhiên. Lập tức nghiêm mặt nói. Đương nhiên là có ý thức trách nhiệm,
nhiều Bắc Thiên Hàn tinh thiết như vậy ngươi biết có thể tạo ra được bao nhiêu huyền khí cửu giai không? Thậm chí có thể tăng thực lực toàn bộ cao thủ thiên võ giới lên một cấp bậc. Ta thu hồi những Bắc Thiên Hàn tinh thiết này về thánh vực, đây chính là ý thức trách nhiệm. Về phần bên trong nếu thực sự có thứ gì đó lợi hại, đến lúc đó tự nhiên sẽ có cường giả thánh vực tới thu thập. Lý Vân Tiêu. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Nói xem những Bắc Thiên Hàn tinh thiết này phân phối thế nào đi. Cái gì, phân phối? Viên Cao Hàn trừng lớn mắt, quái gì kêu lên. Ngươi sẽ không phải muốn lấy Bắc Thiên Hàn tinh thiết đấy chứ. Lý Vân Tiêu há to mồm, nhìn hắn một hồi, im lặng nói. Dừng dừng, không còn gì để nói nữa, tự mình ngươi chơi đi, lão tử đi trước, tạm biệt. Hắn quay người muốn rời đi, một mình tìm đường ra. Viên Cao Hàn vội bước lên phía trước ngăn lại, nói. Chậm đã, ngươi không phải mới rồi vẫn còn nói đến ý thức trách nhiệm sao? Ta hiện giờ dùng thân phận thánh vực hạ lệnh, phối hợp ta thu những Bắc Thiên Hàn tinh thiết này chính là trách nhiệm, sứ mạng của ngươi. Lý Vân Tiêu nhìn hắn tựa như kẻ đần, khinh miệt nói. Kẻ lỗ mãng, ngốc ngốc, trông thấy Bắc Thiên Hàn tinh thiết đã khiến đầu óc đông lại mất rồi sao? Viên Cao Hàn giận tím mặt. Nơi này chỉ còn mình hắn, hắn quả thật có chút sợ, hơn nữa vô luận là thu những Bắc Thiên Hàn tinh thiết này hay là bố trí đại trận chạy trốn, đều cần người phối hợp với hắn, hắn lạnh lùng lạnh giọng nói. Người bây giờ không có phệ hồn phiên, thực lực cực yếu, còn dám khiêu chiến ta như thế sao? Lý Vân Tiêu nói. Không có cũng chẳng sao, vật kia vốn là ta lấy được mà. Ngươi không phải đệ tử phệ hồn tông sao? Viên Cao Hàn há to mồm. Chỉ cảm thấy đầu có chút choáng váng, mình dưới dâm uy của phệ hồn phiên kia đã bị lừa đi tinh quang luyện hồn thuật, bị lừa đi áo nghĩa ba kinh văn thượng cổ, giờ hắn vậy mà nói phệ hồn phiên kia là lấy được. Lý Vân Tiêu mắt trắng không còn chút máu, nói. Ta chính là võ tông, làm sao có thể luyện ra được phệ hồn phiên cửu giai, uổng cho ngươi là thuật luyện sư cửu giai. Trước kia nhìn ngươi ngây ngốc, còn tưởng rằng là đại trí giả ngu, hiện giờ mới biết thì ra là ngu thật. Viên Cao Hàn. Vậy là ngươi là đệ tử thế lực nào? Lý Vân Tiêu nói. Nói ra cho ngươi nhớ kỹ, sau đó trở về tìm người thánh vực tới tìm ta tính sổ sao? Viên Cao Hàn. Tốt rồi, tự ngươi đi lấy Bắc Thiên Hàn tinh thiết kia đi, mẹ ta gọi ta về nhà ăn cơm rồi. Lý Vân Tiêu phất tay tạm biệt hắn, sau đó liền bay đi xa xa. Viên Cao Hàn choáng váng tại chỗ, vội vàng đuổi theo nói. Chớ đi. Phân ngươi một cây. Lý Vân Tiêu dừng thân lại, lạnh lùng nhìn hắn, khẽ nói. Bảy cây phân ta một cây. Viên Cao Hàn cố nén nộ khí thật lớn, cắn răng nói. Ngươi sẽ không muốn phân ba bốn với ta đấy chứ. Phải biết rằng những Bắc Thiên Hàn tinh thiết này chính là tài phú của toàn thiên hạ, chúng ta không thể. Tạm biệt. Lý Vân Tiêu trực tiếp ngắt lời, lười lý đến hắn, trực tiếp phi thân rời đi. Viên Cao Hàn chỉ cảm thấy muốn phun máu, nhưng hắn là hồn thể chi thân, thật sự không cách nào phun được, đầu có chút choáng váng, cắn răng nói. Tốt, tốt, ba bốn, phân ba bốn. Lý Vân Tiêu lúc này mới dừng thân, cười lạnh nói. Lão Viên, tất cả mọi người đều là người thông minh, hy vọng ngươi về sau không nên ở trước mặt ta ngốc như vậy nữa, nếu không ta sẽ rất khinh bỉ ngươi đấy. Ngươi, Viên Cao Hàn quả nhiên tức giận không nhẹ. Nhưng lại không thể làm gì. Hai người lúc này mới đi đến chỗ cách cổ tháp hơn 100 mét, bắt đầu bố trí thuấn gian truyền tống đại trận. Loại trận pháp này cực kỳ hao tổn nguyên thạch, hơn nữa yêu cầu đối với người bày trận cực cao. Nhưng đối với Viên Cao Hàn mà nói, tự nhiên không thành vấn đề, hắn hiện giờ có hồn lực thuật luyện sư bát giai, tăng thêm kiến thức của hai vị thuật luyện sư cửu giai, liên thủ rất nhanh đã bố trí xong thành. Cái này càng khiến Viên Cao Hàn đối với thực lực Lý Vân Tiêu cảm thấy một loại khủng hoảng không hiểu, ở một ít chi tiết, sức quan sát và thủ pháp của đối phương thậm chí còn cao hơn mình, khiến hắn có cảm giác thất bại cực lớn. Hơn nữa loại chuyện này vậy mà xuất hiện trên người một thiếu niên mười mấy tuổi, khiến hắn còn thấy kinh hãi hơn so với việc cổ tháp xuất hiện nữa. Ân, nhìn chằm chằm vào ta như vậy làm gì? Sau khi bố trí xong trận pháp, Lý Vân Tiêu nhìn bộ dáng túng quẫn kia của Viên Cao Hàn. Viên Cao Hàn nói, ta đột nhiên nghĩ đến, cái cổ tháp muốn chấn áp lời thì cũng nên chấn áp loại yêu nghiệt như ngươi mới đúng. Lý Vân Tiêu. Hai người chậm rãi thu lại tâm tư bản thân, bay về bốn phía cổ tháp,
bắt đầu cẩn thận quan sát 7 cây Bắc Thiên Hàn tinh thiết kia. Đã dùng loại bảo vật này làm trận nhãn phong ấn, vậy thì phong ấn này tuyệt đối không yếu, mặc dù đã trải qua vô tận 5 tháng nhưng cũng không thể khinh thường. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng điểm xuống phía trước, một đạo quang mang liền từ đầu ngón tay bắn ra ngoài. Hoa văn trên 7 cây cột đá lóe lên, lập tức xuất hiện một đạo phòng ngự vô hình ngăn chặn lại, khiến nó biến mất vô hình. Viên Cao Hàn giận dữ nói. Chớ lộn xộn, ngươi sằng bậy như vậy, ta sẽ bị ngươi hại chết đấy. Lý Vân Tiêu nói. Không cần nhìn nữa, 7 cây cột kết xuống chính là chính kỳ trận, loại trận pháp này tuy rằng đơn giản, nhưng cũng rất thực dụng, không cần bất luận nguyên khí gì cả, bởi vì nhiều nguyên khí hơn nữa cũng sẽ có một ngày hao tổn không còn, mà 7 cây Bắc Thiên Hàn tinh thiết lớn như thế lại có thể trèo chống tuế nguyệt vô cùng vô tận, cho đến khi cổ tháp và thứ bên trong bị chôn vùi mới thôi. Viên Cao Hàn cả kinh, nhìn kỹ một hồi, lúc này mới lộ ra vẻ hoảng sợ, phải biết rằng mỗi thuật luyện sư đều là đại sư trận pháp. Nếu là mình ở mặt trận đạo còn không sánh bằng thiếu niên trước mắt này vậy thì thật sự quá kinh khủng rồi. Nhưng sự thật trước mắt lại khủng bố như vậy. Bắt đầu đi, nếu là chính kỳ trận thì có lẽ không khó phá vỡ đâu. Lý Vân Tiêu đã làm xong chuẩn bị, nói. Sau khi nhổ đi 7 cây trụ này lập tức rời đi. Viên Cao Hàn ngưng trọng nhẹ gật đầu, hai người lập tức tách ra đứng ở hai bên cổ tháp, tăng lực lượng lên đến cực điểm. Bắt đầu đi. Lý Vân Tiêu hét lớn một tiếng, hồn lực lập tức vận chuyển tới cực điểm, đại diễn thần quyết được thi triển ra, lập tức đánh tới 3 cây Bắc Thiên Hàn tinh thiết bên cạnh mình. Viên Cao Hàn đối diện với hắn, bị cổ tháp chặn tầm mắt tự nhiên không thấy pháp quyết của hắn, cũng thi triển ra hồn thuật cường đại, cuốn tới 4 căn. Bị hai người hợp lực ra tay, 7 cây Bắc Thiên Hàn tinh thiết kia rốt cục đã dao động, bắt đầu run rẩy kịch liệt. Yêu Long, lập tức hợp làm một với ta. Lý Vân Tiêu dừng ở trên Bắc Thiên Hàn tinh thiết đang chậm rãi bị rút lên kia, lập tức truyền âm cho Yêu Long, trong giọng nói tựa hồ mang theo một tia cấp bách. Yêu Long đang nhắm mắt tu luyện, chợt kinh ngạc mở mắt ra, khó hiểu nói. Sao thế, cũng không có gì thường a, dùng hồn lực của ngươi cũng đủ thu 3 cây Bắc Thiên Hàn tinh thiết này rồi. Dù sao dung hợp linh hồn không phải chuyện tốt gì, số lần nhiều quá về sau muốn tách ra cũng càng thêm khó khăn. Trong mắt Lý Vân Tiêu lập lòe tinh mang, lo lắng nói. Đừng hỏi nhiều vậy nữa, ta cảm thấy thập phần không đúng, 7 cây Bắc Thiên Hàn tinh thiết này dường như lây dính ma khí, khiến ta thập phần bất an. Yêu Long trong nội tâm khẽ giật mình, không nói hai lời liền lập tức dung nhập vào linh hồn Lý Vân Tiêu, khiến thân thể hắn bắt đầu yêu hóa. Theo linh hồn dung hợp, loại ma khí dục dịch kia hắn cũng cảm nhận được, trong nội tâm kinh nghi bất định. Ở bên khác Viên Cao Hàn cũng không có bao nhiêu phản ứng, bởi vì có cổ tháp che chắn, hắn không thấy được bộ dạng yêu hóa của Lý Vân Tiêu, mà vẫn đang chuyên tâm thu 4 cây cột, hơn nữa trong lòng không ngừng tự đánh giá lấy xem lát nữa sau khi thoát đi làm sao cướp lấy 3 cây kia của Lý Vân Tiêu. Xíu, xíu, xíu. 3 cây ở bên phía Lý Vân Tiêu lập tức bị rút ra, trực tiếp vọt lên, kéo lấy khiến dây xích vang lên bong bong, kéo dài qua trời cao không ngừng lắc lư trên không. Viên Cao Hàn trong nội tâm cả kinh, sao hắn lại nhanh vậy? 3 cây cột kia phóng lên trời, kéo động khiến 4 cây bên hắn hoàn toàn lắc lư, Viên Cao Hàn cả kinh nói. Dây xích này cũng không phải tài liệu bình thường, sợ là không dễ. Long cong! Hắn còn chưa dứt lời, chợt nghe thấy tiếng xiềng xích đứt gãy, Lý Vân Tiêu vậy mà cưỡng ép kéo đứt rồi, 3 cây Bắc Thiên Hàn tinh thiết liền bay lên trời cao. Cái này, sao dễ dàng đứt vậy được? Viên Cao Hàn cả kinh, có loại cố quái nói không nên lời, ánh mắt hắn rơi vào trên xích sắc kia, đích thật là tài liệu cửu giai không thể nghi ngờ, trên đó còn phát ra ô quang, có loại cảm giác âm hàn. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Vân Tiêu mang theo 3 cây Bắc Thiên Hàn tinh thiết kia lao tới chỗ trận pháp thuấn di, đồng tử hắn đột nhiên co lại, lập tức phát hiện dấu hiệu yêu hóa trên người Lý Vân Tiêu, quát lạnh nói. Còn dám gạt ta nói không phải đệ tử Phệ Hồn Tông. Đây không phải hồn chiến kỹ pháp thì là gì? Viên Cao Hàn cũng theo tay vung lên, 4 cây cột kia đã sớm lắc lư không chịu nổi, hiện giờ lập tức bị hồn lực cường đại của hắn kéo lên, cũng lập tức xông lên trên trời, hơn nữa 4 cây một trước một sau, xiềng xích khóa lại ở chính giữa trực tiếp bị bứt đưa trong quá trình phóng lên trời. Tiếng khóa sắt đứt gãy thanh thúy vang lên trong lòng Viên Cao Hàn, đột nhiên tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn lập tức đã hiểu rõ gì đó, ngưng mắt nhìn về phía xích sắt đứt gãy kia. Lập tức hít một hơi lạnh,
toàn thân phát lạnh. Dĩ nhiên đã bị ma khí ăn mòn rồi. Hắn đột nhiên có loại cảm giác như rớt vào hầm băng, hoảng sợ nhìn về phía cổ tháp kia, ma khí không ngừng tuôn ra kia tựa hồ nổi lên biến hóa, dừng lại. Nhưng, đây chỉ là yên lặng ngắn ngủi trước khi bão tố tiến đến. Ma khí đình trệ mấy giây, cổ tháp bắt đầu phát ra rung rung cực lớn, cát vàng gió cuốn, đất rung núi chuyển, bầu trời mãnh liệt âm trầm xuống, tầng tầng mây đen ngưng tụ, không ngừng quay cuồng. Chi! Viên Cao Hàn sợ tới mức vội vàng vọt lên, dùng hồn lực bao vây lấy bốn cây Bắc Thiên Hàn tinh thiết kia nhanh chóng lao lên không trung. Ma khí có thể ăn mòn tài liệu cửu giai, hơn nữa tạo thành dị tượng lớn như thế, thứ bên trong nhất định sẽ không đơn giản, thật sự vô cùng khủng bố. Hắn nhìn Lý Vân Tiêu đã thuấn di đến trên truyền tống trận, từ xa phẫn nộ quát. Có phải ngươi đã sớm nhìn ra thứ gì không? Vậy mà lại không báo cho ta biết. Lý Vân Tiêu đã thu ba cây trụ kia vào trong giới thần bi, hừ lạnh nói. Nói cho ngươi ngươi sẽ bỏ qua không thu sao? Bớt nói nhảm đi, ta không rảnh chờ ngươi, đi trước đây. Hắn nói xong cũng nhanh chóng thi triển ra pháp quyết, bắt đầu khởi động truyền tống trận kia. Viên Cao Hàn lại càng hoảng sợ, dốc sức liều mạng phi hành, cơ hồ là thiêu đốt linh hồn lao đi, trong mấy cái nháy mắt đã đi vào trong truyền tống trận. Nếu thật sự để mình Lý Vân Tiêu truyền đi thì hắn tiêu đời rồi. Sau khi tiến vào trận pháp, trong mắt hắn đều là lửa giận hừng hực thiêu đốt. Lý Vân Tiêu lười quản đến hắn, nhanh chóng khởi động trận pháp, nơi đây mang đến cho hắn cảm giác ngày càng không ổn. Xa xa xê cổ tháp kia lắc lư quá lợi hại. Hơn nữa không ngừng có ma khí lao ra, ngưng tụ trên bầu trời, tình cảm lần này cơ hồ giống như đúc lúc ở thần cung Tu Di Sơn. Chuyện gì xảy ra? Lý Vân Tiêu đột nhiên chấn động, hoảng sợ nhìn trận hình bốn phía, vậy mà bắt đầu bị vặn vẹo, ánh sáng màu vàng phiêu hốt bất định, không gian theo cổ tháp lắc lư mà cũng trở nên run rẩy. Không tốt, là thông đạo không gian do trận pháp mở ra muốn sụp xuống rồi, đi mau. Viên Cao Hàn kinh hãi hét lớn một tiếng. Cũng nhanh chóng kết ấn đánh vào trong trận pháp, đẩy nhanh tốc độ vận chuyển lên. Không gian ở đây một mực đều thập phần ổn định, không thể tưởng được cổ tháp có chuyện đã trở nên yếu ớt không chịu nổi như thế. Ầm ầm, dưới cổ tháp lắc lư kịch liệt, rốt cục không chống đỡ nổi nữa, muốn nổ tung lên. Một cổ lực lượng tuyệt cường dùng cổ tháp làm trung tâm khuếch tán ra, không gian theo đó bị nghiền nát từng khúc, bay múa giống như trang giấy, cuối cùng bị chôn vùi mất. Trận pháp chỗ Lý Vân Tiêu và Viên Cao Hàn lóe lên, lập tức có rút lại thành một quang điểm, mang theo hai người biến mất khỏi không gian, chuyển tới chỗ xa xa, chỗ lúc trước cũng theo đó lập tức bị nghiền nát. Hai người ở trong áp hào quang chịu áp lực cực lớn, loại thuấn di chi lực này có tổn thương rất lớn với thân thể, nhưng tuyệt đối không đến mức không gánh nổi, huống hồ hai người lúc bày trận cũng đã tính toán tốt khoảng cách, nhưng hiện giờ lại cảm thấy như muốn sụp đổ vậy. Chuyện gì xảy ra? Áp lực sao lại lớn như thế? Ngươi choáng nha hỏi ta đi hỏi ai? Ngươi chính là tinh quang hồn thể bát trọng, không phải lúc ngươi bày trận đã động tay động chân gì đấy chứ? Động con em ngươi à? Bản thân ta cũng sắp tan vỡ rồi đây. Ngươi sụp đổ còn có bản thể, lão tử thì xong đời luôn rồi. Nguy rồi, là không gian phong bạo cuốn tới rồi. Hai người trong khi trao đổi thần niệm với nhau, cũng đã chạy ra khỏi vài dặm xa. Lực trùng kích do cổ tháp sụp đổ tạo thành khiến cả không gian đều bị sụp đổ, cuốn đi khắp bốn phương tám hướng. Giờ phút này Ngạc Ngư đang ngủ say trên phế tích đột nhiên dương mắt, tứ chi càng không ngừng rung đùi đắc ý, còn ngẩng đầu lên trời liên tục gào rú, trong đôi mắt bắn ra vẻ thống khổ, hình thể kịch liệt biến lớn. Phanh! Một tiếng nổ tung cực lớn vang lên, cả người nó triệt để nổ ra, hóa thành vô số cương phong lăng lệ ác liệt khuếch tán trên không phế tích. Ở trong hư không tuôn ra đại lượng màu đen, dĩ nhiên là hư không vô tận đang bành trướng. Trong hư không màu đen kia, một đạo quang mang bắn thẳng ra, lập tức xuyên qua cương phong lực, bắn ra xa mấy ngàn thước. Hai đạo thân ảnh từ trong hào quang tách ra, không ngừng quay cuồng trên không trung, chật vật không chịu nổi. Đúng là Lý Vân Tiêu và Viên Cao Hàn, một người sắc mặt trắng bệch, da thịt trên người vỡ ra từng khúc, vô cùng thê thảm. Người khác thì hào quang ảm đạm. Đêm ngày bất định, giống như một ngôi sao chết, tùy thời đều có thể vẫn lạc vậy. Hai người vẻ mặt hoảng sợ nhìn phế tích trước kia đã triệt để bị cuốn vào trong cương phong, bên trong cương phong cực lớn kia, tràn ra đại lượng ma khí hắc sắc ra, chậm rãi ngưng tụ thành hình người toàn thân đen kịt,
không có bất kỳ gương mặt nào cả, im im lặng lặng dẫm trên vùng đất. Quả nhiên là trấn áp đại ma. Viên Cao Hàn hoảng sợ nói. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ lực lượng chưa đủ, ngay cả bản thể trong thời gian ngắn cũng không thể nào ngưng ra được. Ma khí trên gương mặt đại ma kia không ngừng biến ảo lấy, các loại gương mặt từng cái hiện lên, không cách nào định hình được. Lúc này cương phong cũng dần dần co rút lại, không ngừng nhỏ đi, lần nữa ngưng tụ thành ngạc ngư kia, nằm dạp trên mặt đất, mắt lộ ra hung quang gắt giơ nhìn chằm chằm vào đại ma, trong mắt tràn đầy địch ý. Ọt ọt, Lý Vân Tiêu đột nhiên nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy yết hầu khô khốc, bộ dạng đại ma rốt cục đã dần dần định hình lại, khiến hắn rất cảm thấy khủng bố chính là, vậy mà lại giống đế giả như đúc, khác nhau duy nhất chính là đại ma này lộ ra cường tráng hơn nhiều. Dáng người cao lớn hơn một chút, hơn nữa khí tức tà ác trên mặt còn hơn đế giả nhiều. Lão viên, trong ghi chép của thánh vực có từng nói qua người của, ma, chi nhất tộc tướng mạo đều giống nhau không? Ân, sao lại hỏi vậy, chắc có lẽ không đâu, sao lại có loại chuyện này được? Vậy nếu như ta đã thấy qua hai ma, nhưng một người thì cao lớn cường tráng hơn, chẳng lẽ bọn hắn là song bào thai? Cái này ta thật không biết, người hỏi mấy thứ này làm gì? Viên Cao Hàn trợn mắt, nhìn ngôi sao bốn phía, lo lắng nói. Hiện giờ nên cân nhắc làm sao trở về thì tốt hơn, nơi này là thái cổ chi địa, vạn dặm tinh không, ngươi làm sao đi lên thế? Có đường trở về không? Lý Vân Tiêu lắc đầu, nói. Lúc ngươi đi lên, cũng không lưu chuẩn bị ở sau sao? Viên Cao Hàn cười khổ nói. Ta tính toán tốt thời gian rồi, định thời gian vừa đến, bản thể sẽ phái cường giả cửu thiên tới tiếp ứng ta. Trực tiếp xuyên qua ngân hà tinh không trở về. Lý Vân Tiêu nghĩ đến các loại năng lượng khủng bố tán sát bừa bãi trong ngân hà lúc kéo dài qua tinh không kia liền cảm thấy trong lòng run lên, hiện giờ đã không còn nặc á chi chu, thật sự không biết làm sao để trở về đại địa nữa. Đại ma ở xa xa tựa hồ dần ổn định lại, bốn mắt nhìn chung quanh, nhìn xem thái cổ phế tích xếp thành từng lớp, lộ ra vẻ ngạc nhiên, nghiêng đầu rơi vào trầm tư. Ngạc ngư thì vẫn không nhúc nhích. Gắt gao theo dõi hắn, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Ta bị phong đã bao lâu? Đại ma đột nhiên mở miệng hỏi, thanh âm không lớn, nhưng lại quanh quẩn dưới trời sao, rõ ràng truyền vào trong tai Lý Vân Tiêu và Viên Cao Hàn, sắc mặt hai người đại biến, dưới cơn khiếp sợ cấp tốc lui về sau. Đại ma sửng sốt một chút, không thể tưởng được hai người này lại phản ứng như vậy, hắn khẽ nhếch miệng, thò tay lăng không chụp tới, lập tức không gian đầy trời không ngừng co rút lại thành thốn. Giống như một cái khăn bị kéo lại vậy. Hai người Lý Vân Tiêu và Viên Cao Hàn vô luận bay thế nào cũng vẫn đang không ngừng lui ngược về sau. Xúc địa thành thốn chi thuật, chỉ xích thiên nhai. Lý Vân Tiêu trong nội tâm hoảng hốt, thấy mình không ngừng bay ngược lại phế tích thái cổ chi địa kia, lòng không ngừng chìm xuống. Tham luyến tài liệu cửu giai kia, quả nhiên xảy ra chuyện lớn. Viên Cao Hàn cùng nghĩ như hắn, hai người giống như hai chiếc thuyền nhỏ trong sóng lớn, thân bất do kỷ. Tùy ý mặc mưa gió đánh vào, dưới một chảo của đại ma liên tục rơi xuống trên thái cổ chi địa. Giống. Ngay khi hai người rơi xuống thái cổ chi địa, ngạc ngư một mực yên tĩnh bất động đột nhiên động, hét lớn một tiếng phóng tới đại ma kia. Thân thể ngạc ngư lập tức hóa thành một đạo cương phong, phô thiên cái địa như thủy triều, từ phế tích bay lên không, cuốn tới phía trước, thoáng cái đã vượt qua khoảng cách 100 mét, những nơi đi qua toàn bộ đều hóa thành hạt bụi, uy mãnh dị thường. Bất động như núi, khẽ động như lôi đình. Nó vốn là nguyên tố chi thân, hơn nữa là do nguyên tố bá đạo tiếp cận với phong chi bổn nguyên như thái cổ cương phong tạo thành, coi như là cường giả cửu thiên cảnh cũng không dám ngăn phong mang của nó. Nó vừa mới động, lập tức đã đè ép ma khí ngập trời kia xuống. Lý Vân Tiêu và Viên Cao Hàn chỉ cảm thấy lực lượng lôi kéo không gian đột nhiên biến mất, hai người nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, phun ra một ngụm chân khí, vội vàng hóa thành hai đạo quang mang. Một trước một sau bỏ chạy về phía ngân hà ở xa xa. Chỉ cần vượt qua ngân hà là có thể trốn về thiên võ giới, nếu bị đại ma kia bắt lấy, 8/9 phần 10 sẽ phải chết. Tình huống hiện giờ xem ra, không gian vừa rồi phong ấn bọn hắn chính là ở trong bụng ngạc ngư. Mà ngạc ngư này cũng không phải chân linh được cố ý bồi dưỡng ra, mà hẳn là dùng để phong ấn và thủ hộ lấy tòa cổ tháp kia. Bởi vậy nên khi đại ma xuất hiện liền trực tiếp công kích. Hiện giờ thừa lúc bọn hắn đấu võ, chính là thời cơ tốt nhất để trốn chết. Oanh! Ngạc ngư đột nhiên bạo phát ra công kích khiến đại ma kia chấn động tâm thần,
loại chân linh do nguyên tố ngưng tụ thành này cường đại dị thường, tuy rằng Ngạc Ngư còn chưa đạt tới chân linh chi cảnh, nhưng hắn cũng không dám khinh thường, huống hồ phong ấn có trời mới biết đã qua bao nhiêu năm tháng, một thân lực lượng đã sớm không còn nữa rồi. Đại ma tuy rằng kinh hãi, nhưng cũng không bối rối. Dưới cương phong ngập trời kia, một tay hắn nét quyết, một đạo ma ảnh cự đại huyễn hóa ra phía sau lưng, theo đó tuôn ra ma khí vô tận, vậy mà hiện ra cảnh tượng ba đầu sáu tay. Nếu Lý Vân Tiêu không chạy trốn, nhất định sẽ chấn động, bởi vì chiêu thức hiện giờ của đại ma hoàn toàn giống với đế giả lúc trước, trên sáu cánh tay tựa hồ cầm lấy binh khí gì đó, nhưng cũng chỉ có hư ảnh nhàn nhạt, không cách nào ngưng ra thật thể. Đại ma hai tay kháp ra một ấn quyết cổ quái, trên sáu cánh tay của hư ảnh đại ma kia cũng đồng thời thi triển ra các thuật bất đồng, từng vòng ma khí bắn ra quanh thân hắn, trong đường kinh phạm vi hơn 10 dặm hình thành một vòng phòng hộ tròn, lăng lệ ác liệt dị thường. Oanh! Cương phong kia hung hăng giáng xuống, giống như cửu thiên ngân hà đánh vào trên hắc thạch cực lớn, tóe lên vô số nguyên tố chi lực như cánh hoa. Nhưng tất cả những nguyên tố chi lực này cũng không tản ra, ngược lại đã bị ý thức Ngạc Ngư khống chế, hóa thành vô số vòi rồng thật nhỏ, phô thiên cái địa rơi vào tra vòng bảo hộ ma khí, trùng kích lấy lực phòng ngự kia, hơn nữa không ngừng dung hợp lẫn nhau, càng lúc càng lớn. Sắc mặt đại ma rốt cục thay đổi. Ma tướng chi thể này chính là lực lượng cường đại nhất mà giờ hắn có thể thi triển ra, nhưng dưới lực công kích của Ngạc Ngư có thực lực cửu thiên cảnh vẫn không cách nào trèo chống nổi, rốt cục oanh một tiếng vỡ vụn ra. Đại lượng hắc khí nổ bung, trên toàn bộ phế tích tràn ngập một mảnh màu đen mịt mờ, không ngừng khuếch tán. Cương phong sau khi phá tan vòng bảo hộ liền rơi trên mặt đất, hóa thành bộ dáng Ngạc Ngư, không có một tia biểu lộ thư giãn, mà ngược lại càng thêm ngưng trọng cảnh giác, nhìn khắp mọi nơi. Trong hoàn cảnh tối om này cũng không ảnh hưởng đến tầm mắt của nó, đôi mắt như dò xét nhìn quanh mọi nơi, một chiêu vừa rồi tuy nó toàn thắng đối phương, nhưng kết quả lại là ma khí ngập trời khốn ngược nó vào trong. Từng vòng cương phong lực rất nhỏ xoay tròn quanh thân Ngạc Ngư, chấn khai ma khí, bảo hộ thân thể không bị ăn mòn. Ở trên không, khuôn mặt đại ma chậm rãi hiện ra ra, ngưng tụ thành một cái đầu lâu, nhìn về trong tinh không. Thấy được hai đạo quang mang do Lý Vân Tiêu và Viên Cao Hàn chạy trốn lưu lại chợt nhướng mày, nhưng cũng không có thời gian rảnh đi bận tâm, mà nhìn về phía Ngạc Ngư đang bị vây trong ma khí ngập trời kia, trong mắt lập lòe hung quang. Giống. Ngạc Ngư ngửa đầu hét lớn một tiếng, thân thể lần nữa nổ bung thành cương phong, lập tức giải khai ma khí ngập trời, ở trên không ngưng tụ thành một đầu lâu Ngạc Ngư cực lớn táp tới đầu đại ma kia. Trên phế tích là hai cổ lực lượng giao thoa lại với nhau, không ngừng tàn sát bừa bãi ăn mòn đối phương. Đại ma biến sắc, ma khí của hắn vốn là không gì không xâm, cho dù là nguyên tố phong hệ bình thường, cũng có thể trực tiếp cắn nuốt hấp thu, nhưng loại lực lượng tiếp cận với nguyên tố bổn nguyên này đừng nói thôn phệ, mà còn cảm thấy nó đang không ngừng ăn mòn ngược lại ma khí của mình nữa. Thời gian quá lâu, ta chỉ còn lại một chút sức mạnh như vậy sao? Đại ma vẻ mặt buồn rầu, hắn bỗng nhiên cô đọng hai tay, không ngừng biến hóa kết lấy thủ ấn. Hình thành một ký hiệu cổ quái trên lòng bàn tay, lần nữa ngưng ra pháp tướng ba đầu sáu tay, hơn nữa không biết từ nơi đâu rút ra đại lượng ma khí, càng ngày càng mạnh. Ngạc Ngư cũng đã nhận ra, trong mắt nổ bắn ra hai đạo tàn khốc, một cổ vòi rồng đột nhiên phân liệt ra, nhất xanh nhị, nhị xanh tam, phân thành vô số đạo cương phong thật nhỏ, thổi tan toàn bộ hắc sắc ma khí trên phế tích, ngay cả pháp tướng ba đầu sáu tay kia cũng lập tức sụp đổ mất. Đại ma cuồng bạo không thôi. Liên tục gào thét, trên người ma ảnh duỗi ra một cánh tay, trên đó dần dần ngưng ra một phương cổ tháp, trở nên thật thể, đúng là tòa cổ tháp lúc trước đã chân áp hắn. Các ngươi vậy mà lại phá cổ thần chiến tràng thành các mảnh nhỏ, còn dùng hạch tâm chi tháp để chân áp ta, nhưng không biết làm thế lại mang đến cho ta một tia cơ hội khôi phục cực lớn. Trong miệng hắn nhanh chóng lẩm bẩm, phương cổ tháp kia bắn ra khỏi tay hắn, bay lên trời sao, ngưng tụ dưới vạn đạo quang mang chiếu xuống kia. Vào thời khắc này, đại địa thành phiến lơ lửng trong tinh không tựa hồ đã bị lực lượng nào đó dẫn dắt, trở nên sao động dị thường. Ngạc Ngư hoảng sợ nhìn qua phương cổ tháp kia, cảm nhận được mặt đất nó đang đứng tản mát ra lực lượng cường đại bài xích nó ra ngoài. Mà ngay cả Lý Vân Tiêu và Viên Cao Hàn đang chạy trốn cũng tựa như nhận thấy gì đó, quay đầu ngưng mắt nhìn lại, lập tức khiến hai người trợn mắt há hốc mồm, thiếu chút nữa đã quên cả chạy trốn. Từng khối đại địa kia, dưới sự dẫn dắt của cổ tháp lập tức từ bốn phía tinh không lao tới, vậy mà hội tụ cùng một chỗ, giống như bắt đầu dung hợp lại với nhau vậy.
Ngạc Ngư hoảng sợ hóa thành cương phong phóng lên trời, muốn phong hóa cổ tháp kia. Đại ma hừ lạnh một tiếng, pháp tướng ba đầu sáu tay ngưng hiện ra, vọt vào trong cương phong, hai loại lực lượng nhan sắc bất đồng lập tức va chạm vào nhau, lần nữa quấn lấy ăn mòn lẫn nhau, ma khí tuy rằng nhiều lần hạ phong, nhưng lại liên tục không dứt, tựa hồ vĩnh viễn không chừng mực. Ngạc Ngư bị hắn quấn lấy không có cách nào, căn bản không cách nào tới gần cổ tháp, chỉ có thể không ngừng liên tục gào thét. Mà đại địa bốn phía không ngừng kết nối với nhau, một cổ không gian chi lực kỳ dị bắt đầu mở ra, giống như muốn tự thành một vực, càng tản mát ra vực giới chi lực trấn áp Ngạc Ngư. Trong mắt đại ma bắn ra vẻ mừng như điên, cười ha hả, nói. Ha ha, cổ thần chiến tràng của ta cũng không phải thánh khí bình thường a. Qua năm tháng dài dòng buồn chán, coi như có nát bấy thành ra thế nào cũng có thể tự mình chữa trị được. Ánh mắt của hắn quăng về hướng Ngân Hà Bỉ Ngạn mà hai người Lý Vân Tiêu chạy trốn, lạnh lùng lạnh giọng nói. Thiên võ giới, đế già ta đã quay về rồi. Xa xa Lý Vân Tiêu đột nhiên chấn động toàn thân, tựa hồ nghe được câu nói đó, trên mặt lộ vẻ bất định, càng đẩy nhanh tốc độ phi hành, trong nháy mắt đã đến biên giới Ngân Hà. Làm sao bây giờ, các loại lực lượng khủng bố trong Ngân Hà này, đừng nói là chúng ta, coi như là cửu thiên đế khí cũng không cách nào ngăn trở nổi. Người rốt cuộc đi lên kiểu gì hả? Viên Cao Hàn dẫm chân, xa xa khí tức cường đại do ma khí và cương phong không ngừng chiến đấu phát ra khiến lòng hắn cực kỳ kinh sợ. Sắc mặt Lý Vân Tiêu cũng trắng bệch, nói. Được người dùng nạc á chi chu đưa tới, ai biết vực ngoại tinh không này lại nguy hiểm như vậy, sớm biết như vậy ta đã bảo hắn chờ ta một chút rồi. Gì, nạc á chi chu? Viên Cao Hàn trong nội tâm chấn động, hoảng sợ thất thanh nói. Nặc Á Chi Chu xuất hiện, bây giờ đang ở trong tay người nào? Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn hắn nói. Ở trong tay người nào, là vấn đề ngươi cần cân nhắc sao? Nếu không nghĩ ra cách vượt Bỉ Ngạn, vậy thì cứ đợi đại ma kia đuổi theo nuốt ngươi đi. Sắc mặt Viên Cao Hàn lúc trắng lúc xanh, âm thầm có chút hối hận đã tham lam Bắc Thiên Hàn tinh thiết, không thể tưởng được lại thả ra một tên sát tinh lợi hại như vậy, xem ra ngay cả Ngạc Ngư có nguyên tố chi thân cũng sắp không địch nổi hắn rồi. Lý Vân Tiêu cũng xa xa nhìn qua kinh hãi không thôi, hắn vừa rồi quyết không nghe sai, đại ma kia quả thật đã nói đế già ta, hơn nữa bộ dáng lại giống hệt đế già trong Tu Di Sơn, pháp tướng ba đầu sáu tay thi triển ra khi chiến đấu với Ngạc Ngư lúc này cũng giống như đúc. Hắn nhịn không được hỏi. Lão Viên, ở trong ma tộc, đế già là tên người, hay là một loại xưng hô thế? Viên Cao Hàn trừng mắt cả giận nói. Ngươi quản chuyện này để làm gì? Hẳn là tên người a, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp vượt qua Ngân Hà đi. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Biện pháp ta ngược lại có một cái, nhưng không biết có được không? Cái gì, ngươi có biện pháp, ha ha, vậy tranh thủ thời gian dùng ra đi. Lần này không cần chết rồi, ha ha. Viên Cao Hàn cũng chỉ tùy ý nói vậy thôi, không thể tưởng được Lý Vân Tiêu thật sự có biện pháp, lập tức đại hỉ không thôi. Lý Vân Tiêu nhìn hắn, hừ lạnh nói. Không chỉ cần ngươi hỗ trợ, hơn nữa sau đó có thể sẽ rất ủy khuất ngươi đấy. Hỗ trợ khẳng định không có vấn đề, ủy khuất chút cũng không sao, chỉ cần có thể vượt qua cửa này, dù ủy khuất thế nào ta cũng có thể tiếp nhận. Viên Cao Hàn hiện giờ chỉ muốn bảo toàn tinh quang hồn thể bát trọng này, còn lại tất cả đều có thể không quan tâm, cho dù bảo hắn kính dâng ra bốn cây Bắc Thiên Hàn tinh thiết hắn cũng sẽ không chút nhíu mày. Ân, vậy rất tốt, vậy thì đi vào trong giới thần bi của ta đi. Lý Vân Tiêu mặt không biểu tình, mi tâm lóe lên kim quang. Viên Cao Hàn trong nội tâm cả kinh, không biết hắn muốn làm gì, chỉ cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ muốn hút lấy mình, hắn tự nhiên ra tay chống cự, nhưng chợt thấy Lý Vân Tiêu nhướng mày, quát lên với hắn. Không nên phản kháng, tùy ý để cổ lực lượng này dẫn dắt ngươi. Lúc này hắn mới buông lỏng tinh thần, lập tức bị thu vào trong mi tâm Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu ánh mắt lạnh dần xuống. Thì thào lẩm bẩm. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng không muốn thu ngươi vào làm gì. Nhưng đã tiến vào, trước khi ta khôi phục lại đến võ đế đỉnh phong thì ngươi đừng mong rời đi. Mi tâm hắn lóe lên, giới thần bi trực tiếp bắn ra, dừng lại trên không trung, như ngọc thạch, không có chút hào quang nào. Sau đó chính hắn cũng chợt lóe lên rồi biến mất, tiến vào trong ngọc bi. Lý Vân Tiêu trở ra, nhìn thấy vẻ mặt của Viên Cao Hàn ngây ngốc. Đồng tử mở thật to, dường như đang hóa đá.
Cái này, tại đây, là Nặc Á Chi Chu. Hắn hơi hoảng sợ tâm thần bất định hỏi, nhìn qua thân ảnh Lý Vân Tiêu hiện ra, trong lòng đầy kiêng kỵ. Hắn chính là cửu giai thuật luyện sư, hơn nữa đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, cho nên kiến thức của hắn cực cao, thoáng cái đã phát hiện ra tình huống nơi đây. Lý Vân Tiêu lãnh đạm nhìn qua hắn, giải thích nói. Không phải Nặc Á Chi Chu, nhưng lại là siêu phẩm huyền khí độc nhất vô nhị sánh ngang Nặc Á Chi Chu, hoặc là được xưng thánh khí càng thỏa đáng hơn. Viên Cao Hàn thật sự kinh hoàng, tuy hắn đã suy đoán ra, nhưng được xác nhận của Lý Vân Tiêu là đúng thì nội tâm đại chấn, kinh hãi nói. Ngươi có được thánh khí, thứ này khắp thiên hạ cũng chỉ có 2-3 kiện thôi, ngươi lại có một kiện. Đồng tử Lý Vân Tiêu hơi co lại, lạnh lùng nói. Không phải chỉ có một kiện Nặc Á Chi Chu sao? Xem ra thân ở địa vị cao của thánh vực biết rõ nhiều hơn người ta không ít. Ta rất có hứng thú biết rõ 2-3 kiện mà ngươi nói là 2-3 kiện nào. Viên Cao Hàn lập tức ngậm miệng không nói, ánh mắt của hắn lại biến thành phức tạp, nói. Xem ra ngươi thật không phải đệ tử Phệ Hồn Tông, nếu không Hoàng Phủ Bật tuyệt đối không cho phép đệ tử có dược thánh vật bực này. Nhân tộc trong lịch sử xuất hiện thánh khí đúng là chỉ có Nặc Á Chi Chu từng có ghi lại, nhưng mà trong thời gian dài dòng của thiên võ giới, nếu như chỉ có một kiện Nặc Á Chi Chu thì không ai tin. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, nói. Nếu ngươi có thánh khí nơi tay, vậy tự nhiên không sợ không gian loạn lưu rồi. Tuy hắn tràn đầy lo âu thấp thởm, nói. Ngươi ý định xử lý ta như thế nào? Hắn cũng ý thức được tự mình biết bí mật của Lý Vân Tiêu thì đối phương tuyệt đối không buông tha cho mình. Hắn rốt cuộc biết ủy khuất là ý gì? Lý Vân Tiêu mỉm cười, nói. Lão Viên, xem ra ngươi cũng không ngốc nha. Về sau chớ giả ngu trước mặt ta. Ngươi nói sai một điểm, mặc dù có thánh khí bực này, ta cũng không có nắm chắc vượt qua ngân hà, bởi vì thời điểm kiện thánh khí này đối kháng với kiện thánh khí khác, tổn thương thập phần nghiêm trọng, hơn nữa vừa rồi bị Thái Cổ Cương Phong càn quét một hồi, hiện tại càng tàn phá không chịu nổi, đây cũng là nguyên nhân ta cần ngươi hỗ trợ. Một kiện thánh khí khác. Viên Cao Hàn chố mắt, hắn phát hiện mình nhìn thấy ngày hôm nay còn nhiều hơn cả đời cộng lại. Trong truyền thuyết chỉ có Nặc Á Chi Chu bị ghi lại trong sử sách, hôm nay lại xuất hiện 3 kiện. Tình huống cụ thể có chút phức tạp, không có thời gian giải thích. Hiện tại ta cần ngươi giúp ta cùng khống chế kiện thánh khí này, vượt qua tinh hà. Sắc mặt Lý Vân Tiêu nghiêm nghị nói. Viên Cao Hàn gật đầu nói. Đây là tự nhiên, hiện tại trốn chạy để khỏi chết là bức thiết nhất. Nhưng ta muốn biết ngươi xử lý ta thế nào. Trong lòng của hắn lo lắng cực độ. Trong kiện thánh khí này, một ý niệm của Lý Vân Tiêu chính là thiên địa quy tắc, hắn căn bản không phải đối phương của người ta, phải nhân cơ hội mình còn giá trị thì bàn tốt điều kiện. Lý Vân Tiêu híp mắt nhìn hắn, trong lúc đó cười rộ lên, nói. Lão Viên, ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không làm việc bất lợi với ngươi. Nếu không giết chết ngươi, bản tôn của ngươi lập tức biết tất cả, đến lúc đó ta thật nguy hiểm rồi. Viên Cao Hàn biến sắc, kinh hãi nói. Chẳng lẽ ngươi muốn giam giữ ta cả đời? Nói như vậy còn không bằng chết mất. Lý Vân Tiêu khẽ lắc đầu nói. Ngươi yên tâm, nhốt tự nhiên chỉ nhốt thời gian ngắn. Nhưng mà ta có thể cam đoan 2 điểm. 1, ngươi ở nơi này tu luyện tuyệt đối không kém gì vực ngoại tinh không. 2, ta cần ngươi giúp ta luyện chế một ít thứ gì đó. 3, chỉ cần ta khôi phục đến thực lực đỉnh phong sẽ thả ngươi ra ngoài. Sắc mặt Viên Cao Hàn âm trầm bất định. Có chút hoài nghi nói. Cứ như vậy, ngươi không gạt ta. Hắn cũng không biết Lý Vân Tiêu nói khôi phục thực lực đỉnh phong chính là cửu thiên cảnh đỉnh phong, còn tưởng rằng chỉ võ tông tứ trọng đỉnh phong mà thôi, chỉ cảm thấy điều kiện quá đơn giản. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn qua hắn, ngạo nghễ nói. Ta từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, khi nào đã lừa gạt người. Hắn vung tay lên đến, lập tức cho đám người Cố Nguyệt Sinh xuất hiện bên cạnh. Bọn họ vô cùng ngạc nhiên nhìn qua Viên Cao Hàn. Lý Vân Tiêu trầm ngâm nói. Ta lúc trước đáp ứng với bọn họ, chỉ cần giúp ta lần kia thì có thể rời khỏi. Hiện tại tùy các ngươi tự do, muốn đi ta tuyệt đối không cường lưu. Mọi người nghe xong, tất cả đều là vui mừng quá đỗi, Tư Đồ Hoành đầu tiên cười ha hả, chắp tay nói. Đa tạ, đa tạ. Sắc mặt Viên Cao Hàn cực kỳ cổ quái, nói. Bên ngoài có đại ma ở đây. Trong tay đại ma còn có một kiện thánh khí cổ thần chiến trường, người không phỉa đang lừa gạt bọn họ. Những người kia biến sắc,
Tuy bọn họ không biết cái gì là đại ma cùng thánh khí, nhưng nghe qua chắc là rất lợi hại. Trên mặt Cố Nguyệt Sinh đầy giận dỗi, nói. Ngươi muốn hại chúng ta sao? Lý Vân Tiêu khoanh tay trước ngực, thản nhiên nói. Cố Nguyệt Sinh, lời này của ngươi ta thực không thích nghe. Lúc trước Thái Cổ Cương Phong tàn sát một hồi, khi đó thả các ngươi ra ngoài thì ai có thể còn sống. Hiện tại tuy bên ngoài có đại ma, nhưng trước mắt đã bị Thái Cổ Cương Phong vây khốn, nhất thời nửa khắc ra không được, các ngươi hiện tại đi ra ngoài, ít nhất nửa canh giờ là an toàn. Sắc mặt sáu người âm tình bất định, lúc trước Thái Cổ Cương Phong tàn sát một hồi làm bọn họ sợ hãi, lại có tồn tại chống được thứ này, cho dù cho mình nửa canh giờ trốn chạy để khỏi chết cũng không an toàn chút nào cả. Nhạc Cửu Lâm nhìn không được nói. Ngươi không thể tìm nơi an toàn thả chúng ta sao? Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Thực xin lỗi, chỗ này thập phần nguy hiểm, các ngươi có đi hay không? Hồ các ngươi tới, cũng chỉ là muốn nói với các vị và lão viên biết. Ta luôn luôn nhất ngôn cửu đỉnh, nói là làm. Viên Cao Hàn cũng im lặng một hồi, loại lời này đúng là không nuốt lời, nhưng mà. Sáu người đều chán nản, trong lúc nhất thời do dự bất định, nếu bỏ qua cơ hội lần này, lần sau không biết tới bao giờ. Đoạn Việt nhìn qua hả hê, cười nói. Ta thấy các ngươi trực tiếp quy vào dưới trướng Vân Thiếu dưới là tốt rồi, đừng muốn nghĩ đào tẩu cái gì đó, như vậy không phải không có cách rời đi. Lý Vân Tiêu nhìn qua ba người trong Thánh Hỏa Điện, nói. Ba người các ngươi có thể lưu lại, ta có giao tình không tệ với Diệp Phàm, cũng hắn dùng Nặc Á Chi Chu đưa ta tới bên kia tinh không, lần sau gặp lại Diệp Phàm thì ta sẽ thả các ngươi ra ngoài gặp hắn. Ba người cả kinh, lập tức vui mừng quá đỗi, kích động nói. Ngươi, ngài nói là thật, thiếu chủ hắn thực sự đến Nặc Á Chi Chu. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Tự nhiên. Trong nội tâm Viên Cao Hàn cả kinh, nhìn thấy Nặc Á Chi Chu thật sự xuất thế, hắn tại vực ngoại tinh không 10 năm, sợ rằng đã xảy ra rất nhiều đại sự, nhưng vì sao bản tôn không phái người tới đón hắn? Hẳn là thánh vực cũng không bình tĩnh. Ba người kia kích động khó nói lên lời, Lý Vân Tiêu nói bọn họ còn tin. Hiện tại chính mình có thể không đi ra ngoài đã không trọng yếu, đại hỉ trực tiếp bay tới sau lưng Lý Vân Tiêu, ý định theo hắn đoạn thời gian này. Nhạc Cửu Lâm thật lâu không nói cái gì, cuối cùng nhất thở dài, nói. Vân Thiếu có thể có được siêu phẩm huyền khí, tuân theo thiên vận, ta gặp được là phúc phận của ta. Mong rằng Vân Thiếu không bỏ, không biết tại hạ có vinh hạnh đi theo tùy tùng hay không. Ánh mắt Lý Vân Tiêu đảo qua người hắn, lập tức cười to nói. Không tệ, Nhạc tiên sinh, xem ra giới thần bi vẫn thích hợp với ngươi. Trong thời gian ngắn ta cũng không lưu ý. Vậy mà đã là võ hoàng bát tinh. Không tệ, người có tạm thời có tư cách tùy tùng ta, nhưng nếu không thể tiến thêm một bước, tư cách này chậm rãi hủy bỏ. Trong lòng Viên Cao Hàn cả kinh, thì ra thánh khí này gọi là giới thần bi, cũng không nằm trong vài món mà hắn biết rõ. Hơn nữa càng làm hắn choáng váng là, Lý Vân Tiêu chính là võ tông tứ tinh, người ta võ hoàng bát tinh dĩ nhiên là vừa có tư cách, thật không biết hắn làm sao có loại lực lượng này. Các ngươi thì sao? Lý Vân Tiêu đảo mắt qua Tư Đồ Hoành cùng Cố Nguyệt Sinh, nói. Đúng rồi, quên nói với các ngươi. Khô Lâu Dòng Binh Đoàn cùng Bạo Vũ Dòng Binh Đoàn cũng đã không tồn tại. Trần Truyện Cửu cùng Trầm Phong đã thân tử đạo tiêu, hôm nay Khinh Ca Lâm Địa là thiên hạ của Thái Điểu Dòng Binh Đoàn. Cái gì? Hai người đều cả kinh, Tư Đồ Hoành sau khi khiếp sợ, lập tức phục hồi tinh thần lại, tự định giá và ôm quyền nói. Tư Đồ Hoành nguyện ý đi theo tùy tùng Vân Thiếu. Nhưng mà thực lực thấp, sợ Vân Thiếu chê. Lý Vân Tiêu liếc hắn một cái, nói. Thiên phú của ngươi đúng là không ra hồn, nhưng mà trong giới thần bi thì ngày khác đạt tới võ tôn đỉnh phong vẫn có khả năng thật lớn. Vận khí tốt còn có thể đột phá võ đế. Cái gì? Tư Đồ Hoành chấn động, há to miệng không thể tin nổi. Hắn biết rõ tình huống thân thể của mình, đời này mộng tưởng lớn nhất là có thể đột phá võ hoàng, đối phương lại nói hắn có cơ hội đột phá tới võ đế. Hắn xem mình là ai, chẳng lẽ hắn cho rằng mình là cửu giai thuật luyện sư a? Nội tâm Tư Đồ Hoành cổ quái và không phục. Lý Vân Tiêu không có để ý tới hắn, cuối cùng nhìn qua Cố Nguyệt Sinh nói. Tiểu tử ngươi thiên phú không tồi, ta hiện tại tìm lão sư cho ngươi, cam đoan còn mạnh hơn sư phụ Phong Tử Kiệt của ngươi, thế nào? Cái gì, Phong Tử Kiệt? Đồng tử Viên Cao Hàn co rụt lại, nhìn chằm chằm vào Cố Nguyệt Sinh, khó có thể tin nói. Ngươi nói sư phụ hắn là Phong Tử Kiệt,
tên điên kia không chết sao? Trên mặt của hắn đầy cổ quái, giận dỗi nói. Ngươi nói sư phụ không phải chỉ ta chứ? Cố Nguyệt Sinh cũng vẻ mặt khinh thường, khinh miệt hừ một tiếng, hồ nghi nói. Hắn hình như là linh hồn thể A. Viên Cao Hàn nhíu mày, kinh ngạc dò xét Cố Nguyệt Sinh vài lần, nói. Tiểu tử này quả nhiên có chút môn đạo, vậy mà đó có thể ra được ta là linh hồn thể. Lý Vân Tiêu mỉm cười, chỉ vào Viên Cao Hàn giới thiệu với mọi người. Vị này chính là thánh vực cửu giai thuật luyện sư Viên Cao Hàn đại sư. Chi? Cả trong không gian có tiếng hít khí lạnh, hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào cả. Lúc này Cố Nguyệt Sinh thật sự khiếp sợ rồi, Tư Đồ Hoành cùng Đoạn Việt cũng há to mồm, ngây người ra. Cửu giai thuật luyện sư, đây chính là tồn tại như thần linh, cho dù là cường giả võ đế cũng không phải tùy tiện nhìn thấy. Bây giờ lại bị Lý Vân Tiêu mang vào giới thần bi, cái này thật sự có bao nhiêu mặt mũi. Sáu người cảm thấy vô cùng khẩn trương, cứ như vậy cảm thấy không được tự nhiên chút nào cả, chỉ sợ mình không đúng làm người ta mất hứng. Cuối cùng còn ngươi, lão viên, ít nhất trong đoạn thời gian này quy thuận ta. Lý Vân Tiêu không nhanh không chậm nhìn chằm chằm vào Viên Cao Hàn, nhàn nhạt nói ra. Chi? Nơi đây lập tức yên tĩnh, chỉ nghe được từng tiếng hít khí lạnh mà thôi, tất cả đều hoảng sợ nhìn qua Lý Vân Tiêu. Hắn nói cái gì, ta không có nghe sai chứ? Hắn muốn một gã cửu giai thuật luyện sư quy thuận hắn. Mỗi người đều sợ hãi, duy chỉ có Viên Cao Hàn sắc mặt âm trầm bất định, không có chủ ý gì cả. Đáp ứng thì mặt mũi mình không còn. Không đáp ứng hiện tại người là giao thớt, ta là thịt cá. Đừng nói không thả ngươi đi ra ngoài, cho dù thả ngươi đi ra ngoài cũng chỉ còn đường chết. Trong mắt của hắn hiện ra thần sắc giãy giụa kịch liệt. Lý Vân Tiêu nhìn ra băn khoăn của hắn, cười nói. Trong khoảng thời gian ta khôi phục thực lực đỉnh phong, ngươi chỉ cần giúp ta luyện chế một ít trang bị cùng đan dược, ta tuyệt đối không bảo ngươi làm chuyện khác ngoài những việc này. Hơn nữa, ở chỗ này ngươi cũng có thu hoạch không tưởng. Đột nhiên nội tâm Viên Cao Hàn chấn động, nghĩ đến đây là một kiện thánh khí, đột nhiên trong mắt bắn ra hào quang sáng ngời. Lý Vân Tiêu mỉm cười, trong tay xuất hiện một đạo kim quang, những nơi đi qua là khoa đẩu văn biến hóa bất định, chính là đại diễn thần quyết. Trong khoảng thời gian uống cạn một chung trà, có hơn trăm khoa đẩu văn hiện ra. Viên Cao Hàn quên cả hít thở, trên mặt hiện ra thần thái khát vọng nồng đậm, ngưng trọng nói. Tốt! Trong khoảng thời gian này ta sẽ quy thuận ngươi, toàn tâm toàn lực giúp ngươi khôi phục thực lực. Nhưng mà những văn tự, vừa rồi là, hắn vừa đáp ứng, lập tức làm bảy người nơi đây biến sắc. Có thể hàng phục một gã cửu giai thuật luyện sư, trừ những võ đế đỉnh phong, hoặc là siêu cấp thế lực thì thử hỏi ai có thể làm được. Trong nội tâm Lý Vân Tiêu vô cùng vui mừng, liên tục gật đầu cười nói. Không có vấn đề, hơn 100 văn tự này mặc ngươi nghiên cứu. Tự mình đi tìm hiểu chúng đi, chính cần ngươi giúp ta giải mã chúng là được. Hơn nữa hắn càng cần năng lực luyện chế của Viên Cao Hàn, thân là bát trọng tinh quang hồn thể, tương đương với có được thực lực bát giai thuật luyện sư, đủ để bảo hắn giúp luyện chế đan dược đặc thù trong khoảng thời gian này. Hiện tại việc này không nên chậm trễ, chúng ta liên thủ khống chế giới thần bi này, để nó vượt qua tinh không, nếu không tất cả đều uổng công. Lý Vân Tiêu nhìn qua bảy người, nói. Các ngươi cũng chớ đi, nhiều ra một phần thực lực càng tốt, dù rằng không có chút ý nghĩa gì. Bảy người này càng phục tùng và kính nể Lý Vân Tiêu từ đáy lòng, không dám có chút vượt qua, ngay cả Đoạn Việt cũng khẩn trương lên, có một vị cửu giai thuật luyện sư ở đây, hắn thậm chí không dám lớn tiếng nói chuyện với Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu bố trí đại trận trên không trung, ngồi đối mặt với Viên Cao Hàn, bảy người khác chia làm bốn phía, tất cả khẩn trương nhìn quanh. Thần quyết khống chế thánh khí này gọi là đại giới thần quyết, ngụ ý trong đó không rõ, ta cũng chỉ có thể thông qua văn tự tiến hành khống chế thánh khí mà thôi. Hiện tại lão viên ngươi phối hợp với ta dùng trận pháp kích phát toàn bộ lực lượng văn tự của đại giới thần quyết, đợi lát nữa nhảy vào tinh không, tất nhiên sẽ có rất nhiều năng lượng không gian rót vào, mọi người phải đồng tâm hiệp lực ngăn cản. Vâng, kể cả Viên Cao Hàn, mọi người đồng lòng nói. Giới thần bây giờ phút này có khe hở bốn phía, thoáng cái có nước tràn vào. Lý Vân Tiêu không nói thêm lời nào, bắt đầu vận dụng thần dịch lực trong người thông qua văn tự kích phát đại giới thần quyết, trong lúc nhất thời kim mang lập lòe, hơn trăm văn tự không ngừng lắc lư lập lòe, trong mỗi chữ lộ ra uy năng lớn lao, lại như cái dương bị khóa,
không cách nào nhìn rõ áo nghĩa. Viên Cao Hàn nhìn mà kinh hãi không thôi, vội vàng thi triển pháp quyết, hắn rót lực lượng của mình vào trận pháp hình tròn, bát giai hồn lực rót vào trong đó, những văn tự kia trở nên vững vàng, đình trệ trên không trung, khiến cho chúng không tới mức biến mất. Biên giới giới thần bi lơ lửng trong tinh không ngân hà, trong lúc này tấm bia có kim quang hiện ra, hoa văn không ngừng hiển hiện, cả bia thân trở nên vô cùng có linh tính. Vèo! Kim quang trong giới thần bi hóa thành một đạo tinh quang tiến thẳng vào trong tinh hà, lao thẳng tới phương hướng đại lục thiên vũ, những nơi kim quang đi qua đã bài xích tất cả lực lượng, bắt đầu đẩy qua hai bên, giống như xé vải vóc tiến lên. Mà ở xa xa, đại ma và cá sấu tranh đấu cũng có kết quả. Rất nhiều mặt đất lơ lửng trên không trung vốn là một khối phế tích, vậy mà toàn bộ ngưng tụ thành cổ tháp trong tay ma thủ, bốn phía cổ tháp hình thành hoang mạc, cuối cùng nhất thu thái cổ cương phong biến thành cá sấu vào trong tháp. Thu hồi vô số khối đất nghiền nát kia, cổ tháp dường như hơi có linh tính, hoa văn phía trên không trùng chớp động. Từ cửa sổ cổ tháp nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy bên trong cát vàng đầy trời, cùng với các loại phế tích, ở trong tầng tháp khác, cá sấu nằm ở dưới đáy liên tục gào rú. Nhưng mà không làm nên chuyện gì. Cổ thần chiến trường hư hao quá nghiêm trọng, phải mở nơi này, địa, thủy, hỏa, phong, khôi phục lực lượng toàn thịnh lúc trước đi. Đại ma nhìn qua cổ tháp không ngừng chuyển động trong tay, trên mặt của hắn đầy lo lắng, lẩm bẩm. Đất ở phế tích này và thái cổ cương phong có thể ngưng tụ thành địa vực giới, phong vực giới, chỉ còn thiếu thủy, hỏa hai loại lực lượng. Ánh mắt của hắn nhìn qua hướng thiên võ giới. Đột nhiên nhìn thấy giới thần bi đang xuyên thẳng qua tinh hà, đồng tử hơ chấn động, kinh ngạc nói. Cái đó là, vì sao lại có một kiện thánh khí như thế? Trong mắt đại ma đầy cổ quáo, đột nhiên cả kinh nói. Chẳng lẽ đó là, bỗng nhiên hắn nắm chặt cổ thần chiến trường, thu nạp toàn bộ ma khí đầy trời, hóa thành một đạo quang mang phóng đi, nó như một chấm nhỏ lao đi trong bóng tối. Cả không gian không ngừng co rút lại sau lưng hắn. Lập tức vượt qua biên giới tinh hà, nhìn chằm chằm vào giới thần bi, trên mặt vẻ mặt đầy ngưng trọng. Thần thức của hắn tiến vào tinh hà, cảm nhận được lực lượng khủng bố bên trong, lập tức biến sắc, trầm tư một lúc, cắn răng nói. Trước chữa trị cổ thần chiến trường của ta, lại đi tìm người có giới thần bi. Người nọ đã có được giới thần bi, hiện tại tạm thời không nên đối địch với hắn, để tránh thánh khí hư hao thêm một bước. Nhưng mà muốn thuận lợi tiến về thiên võ giới như thế cũng không dễ dàng đâu. Cổ tháp trong tay lóe lên rồi biến mất, sau lưng lập tức có ma ảnh hiện ra, biến ảo thành pháp tướng ba đầu sáu tay, trong tay bắt một ấn quyết, sau đó trong sáu thủ ấn ngưng tụ ma khí ngập trời, không ngừng áp xúc lại, cuối cùng nhất hình thành viên cầu tối sầm bay ra khỏi tay của hắn, trực tiếp tiến vào tinh hà đuổi theo giới thần bi. Đại ma lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hào quang của giới thần bi, lạnh giọng nói. Lần này tạm thời buông tha ngươi, chỉ cấp cho ngươi phiền toái nhỏ, lần sau gặp lại không dễ dàng như thế đâu. Sau khi hắn nói xong, thân ảnh của hắn tiêu thất trong tinh hà. Sau đó chỉ thấy hào quang bao vây lấy cổ tháp, không ngừng chớp tắt trong đêm tối, bay ngược hướng với thiên võ giới. Giờ phút này tại một thành trì trong thiên vũ đại lục, trên đường phố phồn hoa. Một nam tử toàn thân mặc áo bào màu xanh dạo bước, hắn dường như ngạc nhiên với tất cả mọi thứ. Lúc này bước chân của hắn dừng lại, đột nhiên đồng tử co lại, hắn hoảng sợ nhìn qua bầu trời, ánh mắt muốn xuyên thấu tầng mây, nhưng bất đắc dĩ vạn dặm không mây, bầu trời quang đãng không có thứ gì. Ngay vào thời điểm hắn kinh nghi bất định, trong đầu đau đớn kịch liệt, giống như rất nhiều tin tức quán thâu vào trong đầu, làm cho hắn đau đầu muốn nứt ra, ôm cái đầu giống to lên. Người trên đường đi giật mình tránh xa ra, lập tức cách ly một khu vực không có ai. Nhìn qua nam tử lông mày xanh mắt đẹp gào rú, hắn đau đớn lăn lộn trên mặt đất, thống khổ không thôi, cuối cùng hai chân duỗi ra, thân thể bất động, hắn nằm trên đất vô cùng yên tĩnh, chỉ có chân mày nhíu lại. Này, người nọ bị sao thế? Sẽ không chết chứ? Có khả năng, vừa rồi hình như hắn bị giật kinh phong, hảo hảo một thanh niên, nói chết thì chết, ai, nhân sinh vô thường a. Nam tử này lớn lên rất tuấn tú, thật sự là đáng tiếc, có thể chết hay không? Có nên giúp hắn không? Thôi đi pa ơi, cũng đừng hại ta. Nếu ta đi lên, đột nhiên hắn tỉnh lại nói là ta đánh ngã hắn, cho dù có nhảy xuống sông cũng không rửa sạch đâu. Không có việc gì, tất cả mọi người làm chứng cho ngươi. Nhiều người chứng kiến như thế, tất cả đứng bên phía ngươi mà, mọi người nói có đúng hay không?
Đúng vậy a, đúng a. Người chung quanh lập tức hưởng ứng, trong đó một gã đại hán càng hét lớn. Tất cả mọi người nhìn thấy, là người này bị giật kinh phong té xuống đất, hoàn toàn không quan hệ với lão bằng hữu này, đợi lát nữa nếu người trẻ tuổi kia dội nước bẩn, đoàn người cùng làm chứng cho vị bằng hữu này. Nhất định, nhất định. Người chung quanh vẻ mặt đầy chính khí nói ra. Lúc này mới có một người đi lên, ngồi xổm người xuống bắt mạch cho người này. Hai ngón tay vừa chạm vào kinh mạch, lập tức chấn động toàn thân, gương mặt kinh hãi, hai con người thoáng cái tê liệt vô thần, giống như biến thành tượng đá. Cảm ơn ngươi a lão đầu, ta không sao. Thanh niên nam tử đột nhiên giật mình một cái, đem tay rời đi, lão nhân này cũng cơ linh, hắn thất thần hoảng sợ nhìn qua người này, hắn quát to một tiếng sau đó bỏ chạy như điên. Không có việc gì còn nằm trên mặt đất giả chết, thật sự là. Quần chúng chung quanh cảm thấy mất mặt, lập tức tản đi. Thanh niên nam tử lộ ra thần sắc ngưng trọng, hai con người bắn ra hào quang làm nhạt, hắn nhìn vào sâu trong bầu trời, trên gương mặt tuấn tú giống như đúc nam tử trên cổ thần chiến trường, chính là đế giả đi ra từ trong Tu Di Sơn. Giới thần bi bay xuyên qua ngân hà, bị một đám hắc khí ở sau lưng đánh trúng, phát ra âm thanh chấn động cực lớn. May mắn hắc sắc ma khí bị các loại năng lượng trong ngân hà bào mòn rất nhiều, nhưng dù vậy cũng giống như giòi trong xương bám vào mặt ngoài giới thần bi, bỏ đi không được, khiến cho kim quang bên ngoài giới thần bi càng ngày càng ảm đạm. Sau mấy hô hấp kim quang đại thạnh, hắc sắc ma khí hoàn toàn không thấy, vậy mà nhảy vào trong không gian giới thần bi. Bên trong giới thần bi, tất cả mọi người vốn cảm nhận được chấn động mạnh mẽ, cơ hồ muốn mất đi khống chế, thật vất vả ổn định lại thì trên bầu trời tối lại. Ma khí không ngừng quay cuồn trên không trung, lao thẳng xuống. Mọi người đều chấn động, toàn bộ cảnh giác tới cực điểm, đám người Đoạn Việt nhao nhao cầm các loại huyền khí trong tay, tùy thời chuẩn bị chiến một trận. Viên Cao Hàn rót toàn bộ hồn lực vào trong trận pháp, giờ phút này đau khổ trèo trống, hào quang trên người của hắn bất định, nói. Thánh khí của ngươi xảy ra chuyện gì? Giống như con thuyền thắm nước, thứ gì cũng có thể tiến vào. Lý Vân Tiêu cũng cười khổ không thôi, nói. Không phải nói tổn hại nha, ta cũng vô cùng đau đầu. Cả thiên võ giới, có người nào tu luyện loại vật này sao? Sau đó Viên Cao Hàn sững sờ, bắt đầu trầm mặc, trong mắt mang theo hào quang hưng phấn, thỉnh thoảng nhìn qua Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười cười, nói. Chữa trị giới thần bi này chỉ sợ phải dựa vào ngươi rồi. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu hắn muốn Viên Cao Hàn quy thuận. Bởi vì căn bản tìm không thấy thuật luyện đại sư đáng tin thứ hai có năng lực chữa trị giới thần bi. Viên Cao Hàn đại hỉ, liền vội vàng gật đầu nói. Ngươi yên tâm, ta nhất định dùng hết khả năng, dốc hết học thuật bình sinh chữa trị cho nó. Có thể tiếp xúc huyền khí tầng thứ này, hơn nữa chính mình động thủ tham dự vào, đối với mỗi thuật luyện sư đều là vinh quang lớn lao. Mặc dù là cửu giai thuật luyện sư, cơ hội dạng này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Giống như Lý Vân Tiêu kỳ vọng lúc đó có thể nhìn thấy Nặc Á Chi Chu. Trong nghiên cứu thuật luyện, mỗi thuật luyện sư đều đặt nó ở vị trí thứ nhất, không thể có lợi ích gì có thể vượt qua nó. Lúc này đám ma khí kia bắt đầu tàn sát bốn phía, gào thét lao xuống. Đám người Đoạn Việt tăng nguyên lực lên tới cực điểm, đại hống cũng xông lên, huyền lôi kinh vân hống lôi quang lập lòe, bắt đầu giao chiến với ma khí. Lý Vân Tiêu kinh hãi không thôi, nói. Đại ma chỉ sợ cũng là cửu thiên cảnh, chỉ một đám ma khí đã bị tiêu hao rất nhiều, không ngờ có thể bá đạo như vậy. Lần này thả đại ma ra, xem ra còn lợi hại hơn đế giả quá nhiều a. Ngày đó tại Tu Di Sơn, mấy tên chiến lực võ hoàng đã có thể dây dưa với đế giả hồi lâu, cuối cùng một đám thần niệm võ đế thiếu chút nữa chân áp được hắn. Mà ma đầu này bị Thái Cổ Cương Phong biến thành cá sấu cũng không cách nào chèn ép được. Còn có một kiện thánh khí cổ thần chiến trường nơi tay, đây là chọc chuyện lớn rồi. Sợ rằng trừ những thế lực siêu cấp ra, không ai có thể chấn áp được. Viên Cao Hàn vẻ mặt sầu lo, dường như sinh ra hối hận. Thánh khí xuất thế nhiều, thiên vận e sợ có biến. Thời điểm đại ma đi ra cũng là thiên ý sở định, không thể hoàn toàn trách lên đầu của ta. Lý Vân Tiêu nhìn qua ma khí trên cao, nghiêm mặt nói. Nếu thật có đại sự... Đó cũng là kiếp số của thời đại này, không phải sức người có khả năng chống lại. Hắn một tay bắt ấn quyết, mặt đất nhanh chóng đỏ rực, hỏa diễm thiêu đốt hừng hực, phượng hoàng chân hỏa xuất hiện. Viên Cao Hàn còn đang suy tư những lời của Lý Vân Tiêu, trong nội tâm cả kinh,
trong ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc, ngọn lửa kia ẩn chứa lực lượng vô cùng sinh ra lực chấn nhiếp với hắn, có chút tâm thần bất định. Hắn kinh hãi liên tục nói. Đây là hỏa diễm gì? Không ngờ có thể tới gần nguyên tố bổn nguyên chi lực a. Lý Vân Tiêu mặt không biểu tình nói. Thượng cổ chân linh phượng hoàng bổn mạng thần hỏa biến thành, đáng tiếc lực lượng của ta quá thấp, không có cách nào khống chế tốt. Nếu không bằng vào hỏa diễm này có thể đánh với đại ma một trận, thắng bại cũng chưa biết. Viên Cao Hàn há hốc mồm, kinh ngạc nói. Ngươi rốt cuộc là kẻ nào? Phượng hoàng chân hỏa ngươi cũng có. Hắn lúc này đã hiểu được, giật mình nói. Ngươi đi vực ngoại tinh không chính là vì thu thái cổ cương phong, mở địa thủy hỏa phong. Lý Vân Tiêu lộ ra thần sắc tán thưởng, nói. Viên Cao Hàn kinh hãi không thôi, lẩm bẩm nói. Kích hoạt hai đại vực giới, nói như vậy ngươi tại đã có thổ hệ bổn nguyên nguyên tố, hiện tại có được thái cổ cương phong, còn kém thủy chi bản nguyên, có khả năng chữa trị thật lớn. Giờ phút này cái kia phượng hoàng chân hỏa xông lên bầu trời, không ngừng thiêu đốt ma khí trên cao, rất nhanh xua tan nó, ma khí bỏ chạy thục mạng, dường như còn có linh tính. Lý Vân Tiêu nhìn qua kết quả kia, mi tâm nhíu chặt, ngưng trọng nói. Hiện tại có chút phiền phức, ma khí kia chưa tiêu tan, giới thần bi sẽ không thể ẩn nấp. Viên Cao Hàn nói. Không có việc gì, chỉ cần có thể chữa trị thần bi, đến lúc đó vực giới chi lực mở ra, ma khí kia không thể bỏ trốn. Hai người không nói thêm gì nữa, yên lặng liên thủ khống chế trận pháp. Giới thần bi nhanh chóng xuyên qua tinh hà. Hóa thành hào quang rơi xuống đại lục thiên võ giới. Đêm tối, thanh lãng bích thảo, cao nguyệt hiểu hàn. Cỏ xanh chập chờn, trăng sáng như sương. Ân Nhiên, rốt cuộc ngươi gọi ta ra đây làm gì? Nếu không nói lý do hợp lý, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một nữ tử vô cùng thanh tú nổi giận đùng đùng, đang mặc hoa lĩnh cẩm y, trên mái tóc cắm cây châm ngọc bích, toàn thân có nguyên khí chấn động nhàn nhạt, hiển nhiên là một võ giả. Nhìn qua nàng chừng 16-17 tuổi, ánh mắt cảnh giác nhìn qua nam tử đối diện, trong hai tròng mắt mang theo thần thái giận dỗi. Hắc hắc, đương nhiên là có thiên đại hảo sự, nếu không làm sao dám quấy rầy Đông Nhi muội tu luyện. Người này gọi là Ân Niên, hắn ân cần nịnh nọt, nhưng dường như hiệu quả không tốt lắm, sư muội Mai Đông Nhi không chỉ mất hứng, ngược lại càng xem thường hắn. Ân Niên thu hồi dáng tươi cười nịnh nọt, thoáng có chút lúng túng nói. Ngày mai chính là đại bỉ tông môn, chỉ có nhảy vào trước 10 đệ tử mới có thể được trưởng môn thu làm đệ tử thân truyền. Sắc mặt Mai Đông Nhi phát lạnh, lạnh như băng nói. Ta đã biết rõ những chuyện này, dám vào thời khắc mấu chốt này quấy rầy ta. Không có việc gì thì ta trở về tu luyện, Ân Niên sư huynh, gặp lại. Mai Đông Nhi quay người muốn rời khỏi. Ân Niên vội vàng nói. Đông Nhi sư muội, ta hao hết gian khổ. Tìm đến một quả thiên quyền nội đan. Thân ảnh Mai Đông Nhi bỗng nhiên dừng lại, dưới ánh trăng sáng lạn lộ ra bóng lưng uyển chuyển, phong độ tư thái chắc tuyệt, làm cho nội tâm Ân Niên chấn động, tà hỏa thiêu đốt. Mai Đông Nhi chậm rãi xoay người lại, hỏi. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi có thiên quyền nội đan? Giọng của nàng rất cẩn thận, giống như không thể tin được. Ân Niên thở phào, áp chế tà hỏa trong lòng, lộ ra vẻ đắc ý, nói. Đương nhiên, nếu không sao ta dám lãng phí thời gian tu luyện quý giá của sư muội. Thiên quyền nội đan đứng hàng ngũ giai, hơn nữa phẩm chất đạt tới thượng phẩm, chỉ cần Đông Nhi sư muội ăn vào trong tối nay, trước tông môn đại bỉ ngày mai nhất định có thể đột phá đến võ tông lục tinh, lực áp các đồng môn khác, trở thành đệ tử thân truyền. Tươi cười của hắn xấu tới tận cùng, làm cho Mai Đông Nhi cảm thấy buồn nôn, nhưng lại không thể chống cự sức hấp dẫn của thiên quyền nội đan, nói. Thiên quyền nội đan vô cùng chân quý, ở bên ngoài ít nhất cũng dùng mấy trăm vạn trung phẩm nguyên thạch mới mua được, sư huynh bản thân tự phục dụng cũng có thể tăng thực lực lên nhiều, chống đỡ mấy năm khổ tu a. Ân Niên mỉm cười, lắc đầu nói. Ai, sư huynh ta đời này chỉ có thể dừng lại ở võ tông nhất tinh. Dù sao lúc trước đột phá lục hợp cảnh phục dụng quá nhiều đan dược phụ trợ, di họa vô cùng, sợ rằng cả đời không thể tinh tiến. Hắn vốn là đệ tử đại thế gia. Kẻ tại võ vương đỉnh phong đã mấy năm, dưới tình huống cảm thấy vô vọng, lúc này mới thu thập rất nhiều đan dược phụ trợ, lại nhờ hai tên cường giả võ tông dùng nguyên lực tương trợ, lúc này mới miễn cưỡng bước vào võ tông, nhưng mấy năm qua hắn không tiến thêm chút nào cả, cho dù tu luyện thế nào cũng chỉ dừng ở tu vị hiện tại. Về sau lại dùng thêm dược vật,
cũng không có nửa điểm khởi sắc, rốt cục dần dần tuyệt vọng, không bao giờ tu luyện nữa, cả ngày ăn chơi đàng điếm, không có việc gì cũng làm vài chuyện khiến đệ tử tông môn buồn nôn. Tuy Ân Nhiên cũng là một tay chơi, nhưng ít ra phần lớn thời gian đều hao phí vào tu luyện, về sau triệt để biến thành một tay ăn chơi chân chính, suốt ngày nghĩ làm sao cua nữ nhân, đặc biệt là những nữ đệ tử tiền đồ vô lượng trong tông môn, dường như cảm giác mình không được, cũng muốn tìm đường cong cứu quốc, tìm lão bà lợi hại. Cộng thêm gia thế không kém, tài đại khí thô, có được rất nhiều tài nguyên không tệ, cũng nhắm chúng không ít nữ đồng môn yêu thương nhung nhớ, hắn ai tới cũng không cự tuyệt, nhưng nhấm nháp rất nhiều mỹ vị thì trái tim cũng tốt lên, vì vậy đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mai Đông Nhi. Gia thế của Mai Đông Nhi cũng phi thường không đơn giản, nàng giống như truyền kỳ của Mai gia, nhưng nàng chỉ là chi thứ mà thôi, tuy cũng họ Mai, lại không hưởng thụ chỗ tốt từ Mai gia mang tới, cũng chẳng khác gì người bình thường, bái vào Bắc Đầu Tông tu hành. Nhưng thiên phú của Mai Đông Nhi thật sự không tầm thường, 15 tuổi đã bước vào lục hợp cảnh võ tông, trong một năm kế tiếp càng tiến vào ngũ tinh, xông lên võ tông ngũ tinh đỉnh phong. Loại tốc độ này mặc dù không phải điên cuồng nhưng cũng là số một số hai trong tông. Có nghe đồn, mặc dù Mai Đông Nhi trong tỷ thí không thể tiến vào top 10, trưởng môn cũng có ý thu nàng làm đệ tử thân truyền, dù sao một hạt giống tốt quá khó tìm. Hơn nữa gia thế Mai Đông Nhi dù thế nào cũng là huyết mạch Mai gia, bàn về địa vị cũng không thua gì Bắc Đấu Tông, những điểm này cũng biến Mai Đông Nhi trở thành mục tiêu lớn nhất của Ân Niên. Vào lúc toàn lực truy cầu Mai Đông Nhi, hắn cũng không buông tha truy cầu những hạt giống tốt trong tông môn, cái này gọi là tung lưới lớn bắt nhiều cá, nở hoa trên diện rộng, dù sao cũng sẽ bắt được một ít. Mai Đông Nhi làm sao không biết tâm tư của hắn, nhưng sức hấp dẫn của thiên quyền nội đan quá lớn, nếu có đan dược này, nàng có 10 phần nắm chắc có thể trong 3 ngày bước vào võ tông lục tinh, trực tiếp tiến vào hàng ngũ 10 đại đệ tử. Ân Niên sư huynh, thiên quyền nội đan bao nhiêu tiền, ta về sau nhất định sẽ trả lại ngươi. Mai Đông Nhi không phải người ngu, tự nhiên biết rõ muốn đan dược khẳng định có hy sinh. Quả nhiên, Ân Niên cười hắc hắc, nhân tiện nói. Còn cái gì chứ, tuy giá trị mấy trăm vạn trung phẩm nguyên thạch, nhưng chuyện của Mai Đông Nhi sư muội chính là chuyện của Ân Niên ta, người cầm lấy phục dụng là được. Hắn vươn hai tay ra, một hộp ngọc nằm trong tay, đủ thấy tầm quan trọng của đan dược này. Trong lòng Mai Đông Nhi khẽ giật mình, do dự hồi lâu. Rốt cục không nhìn được đưa tay cầm, mở ra xem xét, một viên đan dược nằm bên trong, quả nhiên là thiên quyền nội đan, nhưng phẩm chất cũng không phải thượng phẩm, chỉ là trung phẩm mà thôi, dù vậy, nhưng mà đủ cho nàng đột phá gông cùm ngũ tinh rồi. Cảm ơn Ân Niên sư huynh, ta nhất định sẽ trả lại ngươi. Mai Đông Nhi nói xong, quay người muốn phiêu nhiên mà đi. Ai, chớ đi a. Ân Niên lách mình tới, ngăn cản Mai Đông Nhi, nói. Dược tính của thiên quyền nội đan cần 3 ngày mới có thể hấp thu, hơn nữa quá trình của nó không được phép có người khác quấy rầy. Nơi đây yên lặng, rất thích hợp sư muội hấp thu viên thuốc này, tăng thêm có sư huynh hộ pháp sẽ rất an toàn. Mai Đông Nhi nhướng mày, nội tâm thầm nghĩ, bởi vì có người nên ta mới trở về ăn, nếu không tùy tiện tìm nơi nào ăn cũng được a. Ân Niên nói, như thế nào, sư muội chẳng lẽ không tin sư huynh? Mai Đông Nhi vội nói. Tự nhiên không phải. Dù sao đan dược này cũng là Ân Niên cho, không nên làm hắn phật lòng, lúc này cố mà nói. Vậy làm phiền sư huynh hộ pháp. Nàng cũng không có lo lắng quá lớn, dù sao tu vị của mình cao hơn Ân Niên quá nhiều, cũng không sợ hắn đùa nghịch thủ đoạn gì. Lúc này tìm một khối nham thạch bóng loáng ngồi xuống, nhảy lên ngồi xếp bằng xuống, điều tiết trạng thái tới tốt nhất, lúc này mới cẩn thận lấy thiên quyền nội đan ra ăn vào. Nàng nhanh chóng cảm nhận được dược lực cường đại, nó nhanh chóng tán ra, bị kinh mạch hấp thu sau đó hóa thành chân khí bành trướng. Dưới ánh trăng sáng, bộ dáng của Mai Đông Nhi càng thanh tú mê người, làm cho hắn Ân Niên liên tục nuốt nước miếng. Thời gian uống cạn chung trà, đột nhiên Ân Niên mở miệng nói. Đông Nhi sư muội, cảnh đêm hôm nay rất đẹp a. Sắc mặt Mai Đông Nhi lúc trắng lúc xanh, đột nhiên mở hai mắt ra, kinh hãi nói. Sư huynh, trong đan dược của ngươi, có cái gì, vì cái gì ta cảm thấy chân khí toàn thân tăng giảm không đều, còn có dấu hiệu tán loạn. Ân Niên cười âm hiểm, ngẩng đầu nhìn qua trời sao, tán thán nói. Đêm nay đẹp quá, đặc biệt trong xanh phẳng lặng, ánh trăng như nước, ta rất ưa thích đánh dã chiến trong hoàn cảnh này. Đánh dã chiến,
Đánh dã chiến cái gì? Trong lòng Mai Đông Nhi cả kinh, trực giác nói cho nàng biết có không tốt. Nhìn qua gương mặt âm hiểm của Ân Niên thì nội tâm trầm xuống, hoảng sợ nói. Ân Niên sư huynh, rốt cuộc ngươi cho ta phục dụng đan dược gì? Nàng vốn là võ tông ngũ tinh đỉnh phong, hơn nữa trên người còn có bảo ngọc gia truyền hộ thể, độc dược dưới lục giai căn bản không có tác dụng với nàng, đây cũng là nguyên nhân nàng lớn mật ăn đan dược vào. Hắc hắc, Đông Nhi sư muội đừng lo lắng, đó là thiên quyền nội đan không thể nghi ngờ. Vài ngày sau ngươi chắc chắn là võ tông lục tinh, nhưng mà ta trộn vào không ít tán công phấn, thế nhưng mà tốn hao còn cao hơn cả giá thiên quyền nội đan, mới một tên lục giai thuật luyện sư luyện chế giúp ta a. Ân Niên đi lên trước, mang mặt dán vào ngực Mai Đông Nhi, dùng sức ngửi vài cái, hương khí thấm vào ruột gan. Mai Đông Nhi xấu hổ và giận dữ giãy giụa thân thể, nhưng toàn thân mềm nhũn, hoàn toàn không có bất kỳ khí lực nào, hai mắt của nàng đẫm lệ, cầu khẩn nói. Ân Niên sư huynh, người bỏ qua cho ta đi. Buông tha ngươi, Đông Nhi sư muội, ngươi nói cái gì vậy? Dưới trời sao đẹp như thế, là chúng ta cộng hưởng thời gian tình thú này. Ngươi xem, còn sao băng đấy, chúng ta nên cầu nguyện đi. Trong lòng Mai Đông Nhi sinh ra tuyệt vọng, hai hàng hai mắt đẫm lệ rơi xuống, thống khổ cắn răng nói. Nếu muốn cầu nguyện, chính là ngươi chết không yên lành. Ân Niên thấy nàng như vậy, trên mặt đầy dữ tợn, tất một cái, ba một tiếng giòn vang, trực tiếp đánh Mai Đông Nhi ngã khỏi tảng đá lớn, khóe miệng có máu tươi chảy ra. Bao nhiêu sư muội khóc hô hào cầu ta chơi đấy, ngươi thì tốt rồi. Biết vì luyện chế thiên quyền nội đan đặc hiệu này, ta tốn hao bao nhiêu nguyên thạch không? Đừng không biết phân biệt. Hắn tiến lên nắm cổ áo Mai Đông Nhi xé ra, cổ tuyết trắng lộ ra ngoài, còn có áo lót màu đỏ càng động lòng người xuất hiện. Ọt ọt, Ân Niên nuốt vài ngụm nước miếng, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hắn nhanh chóng cởi sạch quần áo, đang muốn nhào lên thì nội tâm khẽ động, đột nhiên quát. Là ai? Hắn vội vàng xoay người lại, hào quang trong nhẫn lóe lên. Một thanh đao dài hiện ra trong tay, vạn phần tức giận cùng đề phòng. Ô ô, vẫn không cẩn thận bị phát hiện ra. Một tiếng cười nhõng nhẽo truyền tới, thập phần dễ nghe, vậy mà là nữ tử, áo tím phiêu động, thân thể dán lên đại thụ, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười nói. Ân sư đệ, có phải phá hư chuyện tốt của ngươi không? Đột nhiên nàng nhìn thấy thân thể không mảnh vải che thân của Ân Niên và trường thương dựng thẳng của hắn, lập tức hai má ửng đỏ. Vội vàng nghiêng đầu đi, tức giận nói. Ngươi, quần áo ngươi. Ân Niên vốn vừa sợ vừa giận, nhưng nhìn qua bộ dáng đối phương, ngược lại cảm thấy hưng phấn khó hiểu, phía dưới càng cứng, cười to nói. Ha ha, thì ra là Nguyên Thu Xương sư tỷ, thế nào, cũng có hứng đánh dã chiến hay sao? Mai Đông Nhi nằm trên tảng đá, ngay cả giơ tay cũng vô lực, trong nội tâm như bắt được cọng cỏ cứu mạng, dùng âm thanh yếu ớt nói. Sư tỷ, cứu, cứu ta. Nguyên Thu Xương đưa lưng về phía hai người, cười lạnh nói. Cứu ngươi, Đông Nhi sư muội, vui đùa quá lớn rồi. Ngươi không phải tới dưới núi ngắm hoa với Ân Niên sư đệ tình chàng ý thiếp sao? Sư tỷ chỉ đi ngang qua đây thôi, các ngươi tiếp tục a. Trong mắt nàng mang theo khoái cảm trả thù, đối với sư muội này nàng đã sớm xem không vừa mắt. Bởi vì trong cả Bắc Đấu Tông, sư muội này mang tới áp lực lớn nhất cho nàng. Mang tới cảm giác uy hiếp không cách nào bỏ qua. Cho dù không có Ân Niên ra tay, nàng cũng sớm nghĩ biện pháp đối phó nàng. Ân Niên khẽ giật mình, xem ra đối phương dường như không muốn quản việc của mình, nhưng đã bị nàng chen ngang, loại chuyện này sao có thể tiếp tục nữa. Giọng của Nguyên Thu Xương truyền đến, hừ lạnh nói. Ân sư đệ, ngươi không cần bận tâm ta, quản tốt tiểu nha đầu là được, chỉ cần chính nàng ta ngày sau không mở miệng, ta tự nhiên cũng không truyền đi. Ân Niên mừng rỡ trong lòng, nói. Yên tâm đi sư tỷ, đợi nàng thành người của ta, ta sẽ triệt để dạy bảo nàng cho tốt. Nguyên Thu Xương cười nói. Đã như vậy, ta đi, không quấy rầy chuyện tốt của các ngươi. Hiện tại là kỷ niệm khó quên nhất đấy, lại còn có sao băng, hì hì. Nữ tử ưa thích chuyện vặt, thời điểm này nàng cũng không quên thưởng thức bầu trời đêm xinh đẹp, nhìn qua sao băng xẹt qua bầu trời. Mai Đông Nhi nằm trên đó. Nước mắt lăng dài, đã sinh lòng tuyệt vọng. Đột nhiên có một đạo hào quang di chuyển trên cao, vào lúc nàng đang cầu nguyện với sao băng tại sao không bay đi, lại từ từ rơi xuống đây. Trong lòng của nàng đang có nghi vấn,
cố gắng giơ tay lên văn về dụi mắt. Đúng vậy, sao băng kia quả nhiên rơi về phía mình. Trong lòng Mai Đông Nhi sinh ra cảm giác hy vọng, chẳng lẽ cầu nguyện thực sự dùng tốt vậy? Nàng dốc sức liều mạng cầu nguyện, cầu sao băng nện xuống đập chết nam tử trước mặt này. Lúc này Ân Niên cùng Nguyên Thu Sương cũng phát hiện sao băng không đúng, hoảng sợ ngửa đầu nhìn lên, nhìn thấy một thiên thạch đầy lửa đang rơi xuống, mà hướng rơi chính là vị trí của mình. Cái này, thời điểm này tại sao còn có lưu tinh vẫn thạch? Ân Niên ngây ngốc, chính mình thật vất vả an bài chuyện này, hơn nữa vì viên thiên quyền nội đan mà hao tốn rất nhiều của cải đều vì đêm nay. Kết quả vốn bị Nguyên Thu Sương phát hiện, hiện tại còn có sao băng phá quán. Còn em ngươi, ông trời ngươi đang chơi ta sao? Tốc độ sao băng càng lúc càng nhanh, cả bầu trời đỏ rực, phạm vi hỏa diễm thiêu đốt bao phủ nửa ngọn núi, mà vị trí của ba người nằm trong phạm vi sao băng rơi. Nguyên Thu Sương ngây ngốc, nàng nhanh chóng bỏ chạy. Loại chuyện lưu tinh vẫn thạch này, lực lượng căn bản không phải nàng có thể ngăn lại, làm không tốt còn chôn cùng. Sắc mặt Ân Niên khó coi đến cực điểm, cũng bất chấp mặc quần áo, vội vàng chạy tới ôm Mai Đông Nhi, đây là tâm huyết của hắn, chính mình còn chưa bao giờ dùng qua, làm sao bỏ mặc chết được. Nội tâm Mai Đông Nhi quính lên, khối bảo ngọc trong người tỏa ra hào quang nhu hòa, đan điền trống rỗng của nàng sinh ra một tia nguyên khí, tuy thập phần yếu ớt, nhưng đúng là nguyên khí. Khối bảo ngọc này chính là vật gia truyền của gia đình nàng, có thể thích vạn tà, không thể ngờ lại có tác dụng. Nàng đại hỉ nên vội vàng vận chuyển một tia nguyên khí vào đầu ngón tay, bất động thanh sắc chờ hai tay Ân Niên ôm lấy nàng, nàng nhanh chóng điểm vào mi tâm của hắn. Tiện nhân, ngươi làm cái gì? Ân Niên cả kinh, loại nguy hiểm cảm giác tử vong ập tới, hắn lập tức ném Mai Đông Nhi đi, một chỉ nhẹ nhàng điểm qua mi tâm của hắn, xâm nhập da thịt một chút, lưu lại vết máu nhưng không làm hắn bị thương bao nhiêu. Mai Đông Nhi bị ném vào tảng đá đau muốn chết, nhưng càng khó chịu chính là một chỉ đã thất bại, cũng không biết đối phương sẽ đối phó nàng thế nào. Ân Niên hoảng sợ không thôi, toàn thân chảy mồ hôi lạnh, trong tình huống vừa rồi, nếu không phải tiềm năng kích thích, chỉ sợ mi tâm vỡ ra, chết oan chết uổng. Hắn hoảng sợ nhìn qua Mai Đông Nhi nằm trên mặt đất, vạn phần khó hiểu, nàng không phải đã không còn khí lực rồi sao? Nhưng một chỉ vừa rồi là chuyện gì? Chuyện này làm hắn do DJW mãi, không dám tiến lên đụng vào Mai Đông Nhi. Ngẩng đầu nhìn qua sao băng trên trời, nó sắp nện xuống, cả bầu trời đỏ rực, hắn sợ tới mức bỏ chạy, làm gì có tâm tư gì nữa. Trong lòng Mai Đông Nhi âm thầm thở ra một hơi, nhưng rất nhanh lại tuyệt vọng, sao băng đang rơi xuống, áp lực của nó làm nàng khó hô hấp. May mắn bảo ngọc gia truyền tỏa ra hào quang nhu hòa, dần dần thức tỉnh chân khí trong người nàng, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng chỉ là dẫy chết mà thôi, sao băng nện xuống thì nàng không sống nổi. Nàng cảm thấy tâm thần chán nản, hai hàng nước mắt lại bắt đầu chảy xuống. Ầm ầm, sao băng mang theo uy thế và hỏa diễm mạnh mẽ, rốt cục cũng rơi xuống sau núi Bắc Đấu Tông, nhưng khiến người ta kinh dị chính là thế rơi đang giảm dần, chậm rãi chậm lại, dùng thiên thạch làm trung tâm, không khí bị áp xúc hình thành từng vòng gió lốc quét qua. Gió lốc cũng mang hỏa diễm tán đi, cả một vạc rừng lớn bị thiêu đốt. Oanh! Rốt cuộc sao băng rơi xuống đất, bụi bặm bay đầy trời, hỏa diễm bao phủ bốn phía, một hố sâu hơn 10 mét hình thành, cây cối trong phạm vi ngàn mét bị hủy hoại, hỏa diễm còn lan ra xa xa. Mai Đông Nhi bị gió lốc thổi qua làm lăn nhiều vòng, bản thân Mai Đông Nhi đang bị gió lốc thổi đi, ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Thật vất vả vừa tụ tập một chút chân khí. Dưới cú ngã này tự động bảo vệ chỗ hiểm, bảo trụ tính mạng của nàng. Nàng giãy giụa ngồi xuống, hoảng sợ nhìn qua hố to, vừa rồi sao băng rơi xuống nàng hình như cảm thấy trong sao băng không phải là thiên thạch gì đó, mà là một tấm bia đủ màu sắc, tản mát kim quang sáng ngời, phía trên còn khắc các loại hoa văn cổ quái. Nàng vững tin mình nhất định không nhìn lầm. Đó là cái gì, chẳng lẽ là trời giáng dị bảo? Nghĩ đến đây, nội tâm sinh ra kích động. Chậm rãi bỏ về hố đất. Phanh! Một đạo kinh khí trực tiếp đánh vào lưng nàng, nguyên khí phá thể mà vào, tiến vào lục phủ ngũ tạng của nàng, chặt đứt kinh mạch. Mai Đông Nhi phun ra một ngụm máu tươi, oán độc nhìn qua thân ảnh màu tím xuất hiện sau lưng, đúng là Nguyên Thu Sương, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nàng, dịu dàng cười nói. Mai sư muội, ngươi cũng đừng giãy giụa, hôm nay cho dù ân sư đệ không thu ngươi, ta cũng không cho ngươi sống khá giả. Ân Niên cũng từ đằng xa chạy như bay trở về,
giờ phút này trên người đã mang theo áo ngoài, hắn cũng không có ý định trần truồng. Nhìn qua núi rừng bị phá hư, thần sắc âm tình bất định. Gây ra động tĩnh lớn như thế, khẳng định kinh động trưởng bối trong tông, sợ rằng không lâu sau sẽ phái người tới đây điều tra, phải mang theo Mai Đông Nhi tranh thủ thời gian chạy đi, đi nơi khác mua vui. Nguyên sư tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo nhận lấy Mai sư muội. Nơi đây không nên ở lâu, cáo từ, chuyện hôm nay, đa tạ sư tỷ thành toàn, sư đệ ghi nhớ trong lòng. Ân Nhiên vẻ mặt nghiêm mặt cảm tạ, muốn tiến lên ôm Mai Đông Nhi rời khỏi. Trong lòng Nguyên Thu Sương mừng thầm, chuyện hôm nay không chỉ Mai Đông Nhi phải dễ bảo trước mặt của mình, mà Ân Nhiên cũng trở thành bảo đao trong tay của nàng. Nam nhân này tuy vô dụng, nhưng gia thế thân phận vẫn rất hiển hách, về sau chắc chắn sẽ có chỗ dùng tới. Nghĩ vậy, lập tức cười hì hì nói. Đây đều là bổn sự của ân sư đệ, không liên quan tới sư tỷ. Chậc chậc, thật sự là hâm mộ Mai sư muội, không chỉ có thiên phú kỳ tốt, khuôn mặt dáng người cũng làm người ta yêu thích, chung quy còn trong sạch, cũng không làm nhục thân phận của ngươi. Sắc mặt Mai Đông Nhi trắng bệch, không thể ngờ cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi vận rủi. Nàng thậm chí muốn cắn lưỡi tự vận, để tránh bị xúc sinh này chà đạp, ít nhất có thể giữ lại trong sạch. Nguyên Thu Sương dường như xem thấu tâm tư của nàng, âm thầm cười lạnh một tiếng, bấm tay lăng không bắn ra, một đạo kình phong bắn vào mấy huyệt đạo của nàng, tuôn ra mấy lỗ máu, làm cho khí lực cắn lưỡi của nàng mất đi, mềm nhũn nằm dạp trên mặt đất, chỉ có thể mặc người chém giết. Đa tạ sư tỷ ra tay, nếu không ta thật không nghĩ nàng cương liệt như thế. Ân Nhiên sững sờ, lập tức hiểu được, liên tục cảm ơn. Nguyên Thu Sương cười hì hì, mỉm cười nói. Ân sư đệ đối đãi giai nhân như thế, không thể sơ ý chủ quan. Đúng rồi, vừa rồi sao băng rơi xuống, dường như có chút cổ quái, dùng uy thế kinh thiên như vậy, phá hư lớn như thế, ta bắt đầu còn tưởng rằng cả ngọn núi bị san bằng đấy. Ân Nhiên cũng nhíu mày, lộ ra vẻ cổ quái, nói. Ta cũng có cảm giác như thế, dưới loại uy thế này, cho dù gặp cường giả võ hoàng cũng không có cảm giác vô lực như thế, mà trình độ phá hư này quá lớn. Hai người ôm tâm tư hiếu kỳ trong lòng, cẩn thận từng ly từng tí tiến về phía hố đất, vừa nhìn đã thấy bên dưới trống rỗng, chẳng có thứ gì cả. Cái này, hai người nhìn nhau, đều nhìn ra vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương, cảm thấy thập phần không thể tưởng tượng nổi. Cứu, cứu ta tương đương. Sau lưng có tiếng kêu yếu ớt của Mai Đông Nhi. Ân Nhiên biến sắc, nhìn Nguyên Thu Sương nói. Sư tỷ, việc này xem ra có cổ quái, không nên ở lâu. Ta cùng Mai sư muội đi trước một bước. Hắn quay người nhìn qua Mai Đông Nhi, trong giây lát thân thể trì trệ, bước chân như rót chỉ vào, chỉ thấy một thiếu niên đang ngồi xổm bên cạnh quan sát Mai Đông Nhi, hắn sợ tới mức lùi mấy bước, hoảng sợ thất thanh nói. Ngươi, ngươi là ai? Xuất hiện từ đâu? Nguyên Thu Sương đột nhiên cả kinh, vội vàng quay đầu, có thể không một chút động tĩnh xuất hiện sau lưng của hai người, tuyệt đối không phải thế hệ bình thường. Hai người định nhãn nhìn lại, một thiếu niên 16-17 tuổi đang tò mò nhìn qua bọn họ, ánh mắt còn nhìn qua Mai Đông Nhi, dường như đã hiểu tình huống. Thiếu niên kia nhếch miệng cười cười, nói. Có phải ta quấy rầy chuyện tốt của các ngươi không? Ân Nhiên lúc trước còn cho rằng hắn là sư đệ trong tông, hiện tại xem xét, hoàn toàn là gương mặt xa lạ, sắc mặt âm trầm, tức giận nói. Tiểu tử ngươi từ nơi nào đến, lập tức xéo ngay cho ta. Nguyên Thu Sương biến sắc, trầm giọng nói. Ân sư đệ, thực lực của hắn là võ tông tứ tinh đỉnh phong. Chi, cái gì? Ân Nhiên hít khí lạnh, đã giật mình. Thiếu niên trước mắt còn trẻ hơn hắn, hơn nữa nhìn qua chỉ bình thường, tại sao có thể có tu vị cao như thế? Lập tức sắc mặt khó nhìn lên, nói. Ngươi là người nào? Hào quang trong mắt Nguyên Thu Sương chớp động, lạnh giọng nói. Tiểu tử, thực lực ngươi là không tệ. Nhưng còn không mạnh tới mức có thể làm càn trước mặt chúng ta. Lập tức nói lai lịch thân phận, nếu không. Khí thế trên người nàng thả ra, quét qua thiếu niên kia, tập trung vào hắn, uy áp võ tông lục tinh tỏa ra cuồn cuộn. Trong lòng Nguyên Thu Sương đã sinh ra sát ý. Nếu chuyện nơi này bại lộ, Ân Nhiên gặp nạn nàng không sao cả, nhưng vô cùng có khả năng liên quan tới bản thân nàng. Thiếu niên kia chính là Lý Vân Tiêu. Sau khi giới thần bi rơi xuống thì hắn từ bên trong đi ra, thu giới thần bi lại, không thể ngờ lại gặp chuyện như thế này. Hồn lực của hắn hiện tại hao phí không còn, nguyên khí cũng không có lực, thân thể vô cùng suy yếu,
dưới uy áp võ tông lục tinh càng lay động vài cái. Nhưng dù như thế, Lý Vân Tiêu nhìn qua bộ dáng uy hiếp của Nguyên Thu Xương thì bật cười. Mặc dù hắn suy yếu thế nào, cũng không phải võ tông lục tinh có thể chống lại a. Nhưng mà thái độ của hắn vô cùng tốt, nói. Ngươi là mỹ nữ nhưng tại sao làm ra chuyện bại hoại không có đạo đức như thế, cũng phải không quản được ngươi a. Khí sắc trên mặt của hắn không tốt lắm, trong mắt Nguyên Thu Xương thì cho rằng bị uy áp của nàng chấn nhiếp, lập tức thở ra một hơi, lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì đó, đây là tiểu sư muội của chúng ta, đây là chuyện tông môn của ta, làm gì tới phiên người ngoài như ngươi quản. Huống hồ, cũng không có chuyện gì, là người tình ta nguyện mà thôi. Nguyên sư tỷ nói không sai, đúng là người tình ta nguyện. Ngươi từ đâu tới đây, kính xin lập tức rời khỏi. Ân Nhiên cũng quát to, vẻ mặt giận dữ. Lý Vân Tiêu ngây ngốc, ngạc nhiên nói. Nửa đêm, hoa dưới ánh trăng, sư muội sư tỷ. Một con rồng hai phượng, người tình ta nguyện, cái này. Hắn kinh ngạc nói. Ngươi là môn phái nào, phúc lợi tốt như thế, môn phái các ngươi còn nhận người không? Đôi má Nguyên Thu Xương đỏ lên, nổi giận nói. Phi, nói gì sai, là bọn họ người tình ta nguyện, liên quan gì tới ta? Bọn họ. Lý Vân Tiêu chợt nói. À, hiểu rồi, vậy là ngươi tới xem được không? Tuy Nguyên Thu Xương không phải người lương thiện gì, nhưng đối với chuyện nam nữ vô cùng bảo thủ, hơn nữa dung mạo xem như rất tốt, dáng vẻ yểu điệu thướt tha, ngày bình thường cũng là mỹ nữ chạm tay vào có thể bỏng, không ít nam tử truy cầu, bị Lý Vân Tiêu đùa giỡn như thế, lập tức nổi giận nảy lên, sát khí tỏa ra ngoài, toàn thân như băng sơn. Người bây giờ khẳng định cảm thấy rất lạnh a. Đây là tu luyện hàn băng chân khí, trong lúc vô tình cũng rót vào da thịt của ngươi. Có thể đóng băng kinh mạch và thân thể của ngươi, làm cho ngươi vận chuyển chân khí khó khăn, giảm thực lực của ngươi rất lớn. Vẻ mặt Nguyên Thu Xương đầy sát khí, lạnh giọng nói. Ngươi bây giờ sợ rằng chỉ phát huy ra thực lực võ tông nhất tinh. Bởi vì cái gọi là chính mình không tìm đường chết sẽ không phải chết, ngươi hoàn toàn tìm đường chết cho mình đấy. Lý Vân Tiêu nhìn qua da thịt có băng xương bao phủ, lơ đễnh tiếp tục trêu chọc nói. Vị sư tỷ này. Kính xin nói biện pháp gia nhập tông môn, phúc lợi tốt như thế, quả thật. Muốn chết. Rốt cuộc Nguyên Thu Xương nhìn không được, quát lên một tiếng, một đạo thân ảnh màu tím lắc lư, đi vài bước tới trước mặt Lý Vân Tiêu, một thanh đoản kiếm mang theo hàn khí đâm thẳng xuống. Long cong. Lý Vân Tiêu mỉm cười, nâng tay trái lên, ngón tay tinh xảo bắn vào thân kiếm phát ra một âm thanh kiếm minh thanh thúy, chấn động thân kiếm. Trường kiếm trực tiếp lướt qua bên cạnh. Nguyên Thu Xương thiếu chút nữa cầm kiếm bất ổn, sắp rời khỏi tay. Trong nội tâm nàng hoảng sợ mạnh mẽ, trong mắt mang theo vẻ khiếp sợ không cách nào che giấu, vội vàng rót nguyên khí võ tông lục tinh vào trong bảo kiếm, quét ngang một cái, không khí cũng bị xé rách kêu tê tê. Đăng! Bảo kiếm còn không có rời tay, mà là bị Lý Vân Tiêu duỗi hai ngón tay ra niết một cái, nhìn qua nàng mỉm cười không thôi. Niêm hoa nhất chỉ, không nói mà cười. Nguyên Thu Xương lần này đã bị hù sợ, đối phương niết mũi kiếm nhưng không có dùng nguyên khí cường đại cái gì cả, mà chỉ bằng vào khí lực. Nàng chỉ cảm thấy một lực lượng vô cùng lớn kẹp lấy kiếm, cho dù thế nào cũng rút không ra. Ngươi là lực sĩ. Nàng kinh ngạc kêu lên, dốc sức liều mạng rút kiếm nhưng không rút được, mặc dù là lực sĩ cũng chưa từng nghe qua có lực sĩ võ tông A, hơn nữa đối phương thân thể đơn bạc như vậy, nàng gấp hô. Ân sư đệ. Còn không mau hỗ trợ. Ân Nhiên cũng sửng sốt, hai kiếm vừa rồi của Nguyên Thu Xương đổi lại hắn cũng không đỡ được, càng đừng nói người này đã bị hàn khí băng xương đông cứng, tại sao có khí lực và thân thủ mau lẹ như vậy. Hai kiếm vừa rồi nhanh như tia chớp, mà động tác của Lý Vân Tiêu chậm rãi không có chút nhanh chóng gì cả, giống như trường kiếm bị hút vào trong ngón tay của hắn, từ thị giác rất khó thừa nhận chuyện này. Ân Nhiên hét lớn một tiếng, hắn vung quyền tiến lên. Hắn tu luyện là vũ kỹ đại khai đại hợp, mỗi đi một bước đều có dấu chân trên mặt đất, mấy bước này lại mang theo quyền phong như núi đánh vào người Lý Vân Tiêu. Bảo hắn đánh với võ tông tứ tinh thì hắn nhất định không dám. Nhưng có Nguyên Thu Xương là võ tông lục tinh ở đây, dũng khí sinh ra, hắn lao tới rất hung mãnh. Lý Vân Tiêu cảm thán một tiếng, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác đần độn vô vị. Hai người này ở trước mặt hắn chẳng khác gì con sâu cái kiến. Chính mình hoàn toàn lãng phí thời gian ở đây. Trong khoảng thời gian này, gặp được không phải đại yêu chính là đại ma,
còn có võ đế, thậm chí còn gặp phải Diệp Thiên Nam. Chính mình trên cơ bản chỉ có chạy trốn, hiện tại thoáng cái gặp hai người bình thường, phát hiện xa xa không phải đối thủ của mình, ngược lại có chút không thích ứng. Ngón tay bắt lấy bảo kiếm của Nguyên Thu Sương buông ra, nhẹ nhàng bắn ra, bảo kiếm chấn động mạnh mẽ và có tiếng kiếm minh vang vọng, trực tiếp đổi hướng đâm thẳng vào Ân Niên. Kiếm thế cực nhanh, thậm chí giống như Nguyên Thu Sương đang tự mình điều khiển. Nhanh, mau tránh ra. Nguyên Thu Sương sợ hãi quát to một tiếng, khí lực của một kiếm này quá mạnh mẽ, kéo thân thể của nàng đi qua, một kiếm này nhanh như tia chớp đâm thẳng vào Ân Niên, hơn nữa vị trí cũng bị Lý Vân Tiêu tính toán tốt, chính là chân thứ ba giữa hai chân Ân Niên. Hí, phanh, kiếm của Nguyên Thu Sương cắm thẳng vào hạ thân Ân Niên, thẳng vào hơn tấc có thừa. Mà khai sơn quyền của Ân Niên cũng đánh vào người Nguyên Thu Sương, nhìn thấy nàng phun máu tươi bay ra sau. Trường kiếm cũng rút khỏi hạ thân Ân Niên, máu tươi bắn ra như suối. Ân Niên mở to hai mắt, ngửa mặt lên trời kêu thảm một tiếng, hắn té xuống đất, nhìn qua vị trí trúng kiếm, một nửa là bị thương, một nửa khác là bị dọa té xuống đất, hai chân còn không ngừng run rẩy, trong miệng thì thào thì thầm. Xong, xong, triệt để xong đời. Lý Vân Tiêu thấy thế sủi cười lên, trong lúc này dưới núi Bắc Đấu Tông đã có tiếng ồn ào, lẩm bẩm. Ồ, đây là tông phái gì, hình như còn có chút cao thủ, đến không ít người. Ân, trước mặc kệ, rời khỏi đây rồi nói sau. Hắn đưa mắt nhìn qua Mai Đông Nhi trên mặt đất, nhẹ nhàng vung tay lên, thân thể Mai Đông Nhi được lực lượng nhu hòa nâng lên. Trong lòng Mai Đông Nhi ấm áp, không thể ngờ mình thật sự được cứu giúp, nhịn không được muốn khóc. Nhưng lại nghe thấy Lý Vân Tiêu nói ra. Hắc hắc, hôm nay vận khí thật tốt, nhặt được tiện nghi lớn như thế, phúc lợi này ta sẽ nhận, trở về chậm rãi hưởng thụ mới được. Mai Đông Nhi chóng mặt, vừa mới kích động rơi lệ, lập tức biến thành khóc giống lên. Mệnh của nàng thật không tốt, vừa ra hang sói thì tiến vào miệng cọp, nam nhân thiên hạ này đều như nhau, không phải thứ tốt. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng bay lên, Mai Đông Nhi bị một đám hào quang màu vàng bao lấy. Giống như cái đuôi theo phía sau, hóa thành một đạo quang mang bay lên trời, biến mất trên đỉnh núi. Rất nhanh, mấy đạo âm thanh từ bốn phương tám hướng bay tới, nhao nhao đáp xuống nơi giới thần bi rơi xuống, ánh mắt đầy khiếp sợ. Nguyên sư tỷ, ngươi không sao chớ? Ân Niên, vì sao ngươi ở đây, còn bị thương nữa? Thoáng cái có hơn 10 người lao tới, nhao nhao ba chân bốn cẳng nâng hai người lên. Nguyên Thu Sương chỉ bị một kích khai sơn quyền của Ân Niên đánh trúng. Khí huyết trong người chấn động, sau khi phun tụ huyết ra thì không có chuyện gì cả. Mà Ân Niên không có may mắn như vậy, hạ thể trừ chảy rất nhiều máu tươi ra, hai ống quần của hắn nhuộm đỏ lòm, lại còn có chất lỏng màu vàng chảy ra, cũng không biết là vật gì, hai mắt càng vô thần, trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói. Xong đời, triệt để xong đời. Toàn bộ nam tử ở đây sinh lòng sợ hãi, run rẩy không thôi. Không ít nữ đệ tử thì vỗ tay khen hay. Cũng có thần sắc âm trầm như nước, hiển nhiên đã mang bản thân phó thác cho Ân Niên, lần này triệt để xong đời rồi. Thu Sương, nơi này xảy ra chuyện gì, người nói đi. Một lão giả diện mạo bất phàm xuất hiện trong đám người, chậm rãi mở miệng nói. Hai mắt của hắn nhìn thẳng vào Nguyên Thu Sương, không giận tự uy, có khí thế thượng vị giả, tất cả mọi người lập tức yên lặng, không người nào dám lên tiếng. Nguyên Thu Sương nội tâm phát lạnh, lập tức quỳ đi xuống, nói. Trưởng môn, chuyện là như thế này. Từ trong miệng của nàng, nàng cùng Ân Niên còn có Mai Đông Nhi ba người hẹn nhau ra đây tu luyện, cộng đồng nghiên cứu thảo luận nghi vấn võ đạo, mà đúng lúc này trời giáng thiên thạch, sau đó Lý Vân Tiêu xuất hiện, thèm chảy nước miếng với dung mạo của Mai Đông Nhi, ra tay kích thương ba người, cũng bắt Mai Đông Nhi đi. Cái gì, Đông Nhi bị người bắt đi? Trên mặt một bà lão tức giận đùng đùng, trong tay cầm quỷ đầu trượng đâm mạnh xuống đất, đỉnh núi lay động một hồi. Nổi giận đùng đùng nói. Rốt cuộc là người phương nào gây nên? Hơn nữa Đông Nhi ta đã bảo nàng chuyên tâm bế quan tu luyện, chờ đợi tới ngày tông môn đại bỉ, vì sao vô duyên vô cớ lại ra sau núi luận bàn võ đạo với các ngươi chứ? Bà lão này chính là sư phụ Mai Đông Nhi, tên là Hà Ngạn Dung, vẫn xem Mai Đông Nhi như con, nghe được ái đồ bị bắt đi làm sao không tức giận chứ? Trong nội tâm Nguyên Thu Sương cả kinh, mồ hôi lạnh chảy đầm địa. Nội tâm lo lắng không thôi, nghĩ đến nên giải thích thế nào. Trưởng môn Trương Lăng Hoa lạnh nhạt nhìn nàng một cái, nói. Nói rõ chi tiết đi,
người ra tay kích thương các ngươi là người phương nào? Vâng, trưởng môn. Nguyên Thu Sương quỳ gối không dám động đậy, ôm quyền nói. Bởi vì ân niên sư đệ Thiên Tân vạn khổ mua được một viên thiên quyền nội đan, muốn hiến cho Đông Nhi sư muội, đồng thời cũng mời ta tới, để cho ta làm sư tỷ chỉ điểm Đông Nhi sư muội nhiều hơn, truyền thụ một ít kinh nghiệm ứng chiến, muốn đại phóng dị sắc trong đại bỉ. Lúc này mới có chuyện ba người chúng ta ra sau núi này. Về phần người nọ bắt Đông Nhi sư muội, người này. Nàng thoáng cái do dự bất định, nhíu mày thật chặt. Người nọ như thế nào? Trương Lăng Hoa trầm giọng nói. Ta thực rất muốn biết, người nào dám nửa đêm chạy đến Bắc Đấu Tông cướp nữ đệ tử của ta chứ? Nguyên Thu Sương cảm nhận được uy nghiêm to lớn, lạnh mình nói. Trưởng môn, người nọ tuổi chừng 16-17, thực lực hình như là Võ Tông Tứ Tinh Đỉnh Phong. Cái gì, Võ Tông Tứ Tinh Đỉnh Phong, ba người các ngươi liên thủ không địch lại. Sắc mặt Hà Ngạn Dung lập tức tái xanh, thật sự không rõ là do công pháp tu luyện hay do tức giận. Nhiệt độ bốn phía hạ thấp xuống, tất cả mọi người cảm thấy xương lạnh bao phủ. Trong mắt Trương Lăng Hoa đầy tức giận, lãnh đạm nói. Ba người các ngươi xem như đệ tử kiệt xuất trong tông, người càng đạt tới Võ Tông lục tinh, Mai Đông Nhi tuy chỉ là ngũ tinh đỉnh phong, nhưng nghiêm túc cũng có thể đánh một trận với các ngươi. Ngoài ra còn có ân niên ở đây, người nói ba người các ngươi bị một thiếu niên Võ Tông tứ tinh đánh bại, còn bắt Mai Đông Nhi mang đi. Nguyên Thu Sương cảm nhận được giọng nói lạnh như băng của Trương Lăng Hoa, không tự giác run rẩy nói. Vâng, đúng là như thế. Loại chuyện này nàng không biết giải thích như thế nào, mình cũng khó có thể lý giải. Sắc mặt Trương Lăng Hoa âm trầm, hỏi. Người nọ có binh khí mạnh mẽ trong tay sao? Không, không có, người nọ tay không tấc sắt, chỉ dùng hai ngón tay kẹp kiếm của ta, sau đó dẫn dắt đâm bị thương ân niên sư đệ. Nguyên Thu Sương vừa nói, nàng cảm giác hàn khí tỏa ra, cơ hồ muốn đông cứng nàng lại. Võ Tông Tứ Tinh Đỉnh Phong, hai ngón tay đã làm bị thương ba người, ta không nghe lầm chứ. Trên mặt Trương Lăng Hoa phát lạnh, cơ hồ không thấy rõ gương mặt, trong giọng nói mang theo uy áp làm người ta run sợ. Hà Ngạn Dung vốn đang nổi giận, hiện tại ngược lại dần dần tỉnh táo, ngưng trọng nói. Trưởng môn, người nọ có phải áp chế tu vị hay không? Cho nên Thu Sương cùng ân niên cũng nhìn không ra. Hàn khí Trương Lăng Hoa thoáng cái tiêu tán, nói. Có thể dùng hai ngón tay đánh bại ba người, ít nhất cũng phải là võ tông bát tinh mới được. Mặc kệ đối phương là người nào, lập tức thăm dò cho ta, tìm cho ra là kẻ nào làm. Vâng. Hà Ngạn Dung lĩnh mệnh, điểm tên cao thủ tại đây, lập tức dọc theo hướng Lý Vân Tiêu bỏ chạy đuổi theo. Trương Lăng Hoa nhìn qua Nguyên Thu Sương quỳ trên đất, nói. Đứng lên đi, chuyện này cũng không trách các ngươi. Về phần ân niên, hắn liếc mắt nhìn qua ân niên giống như bùn nhão ngồi tại đó, cau mày nói. Tìm Khâu trưởng lão xem có thể chữa tốt hay không, tận lực chữa trị cho hắn, nếu không ân lão đầu tìm tới thì phiền toái. Hắn cũng kiêng kỵ trưởng bối của ân niên. Sau đó mọi người vây quanh hố đất kiểm tra một phen, không có phát hiện bất luận tình huống gì, hậm hực mà về. Lý Vân Tiêu mang theo Mai Đông Nhi phi hành xuyên qua núi rừng, rất nhanh đã nhìn thấy một tòa thành trì, lập tức bay vào. Bởi vì đêm hôm khuya khoắt, toàn thành đều đen kịt không người, tùy tiện tìm một khách sạn, tìm gian phòng không có khách, liền mang Mai Đông Nhi đặt lên giường. Trong lòng Mai Đông Nhi khẩn trương, vô cùng thẹn thùng, thầm nghĩ người này gì sao gấp như thế. Nghĩ đến vận mệnh bi thảm của bản thân, nước mắt chảy dài. Bỏ đi bỏ đi. Mặc dù bị người xa lạ khi dễ, cũng tốt hơn bị ân niên khi dễ. Nội tâm của nàng tràn đầy tuyệt vọng, ngơ ngác nằm ở trên giường, trong đầu trống rỗng, đang chờ vận mệnh tàn nhẫn tiến tới. Thời gian trôi qua từng phút, nửa ngày cũng không có động tĩnh gì. Nàng cảm thấy có chút kỳ quái, từng đợt nguyên khí chấn động truyền tới, thập phần yếu ớt, dường như người nọ cũng có tổn thương trên người. Lúc này bảo ngọc gia truyền của nàng tỏa hào quang. Không ngừng cởi bỏ tán công phấn trong người, trong đan điền dần dần có nguyên khí ngưng tụ ra. Tuy thiên quyền nội đan có thêm vào tán công phấn, nhưng bản thân nó là đan dược ngũ giai đỉnh phong hàng thật giá thật, nếu không cũng sẽ không khiến Mai Đông Nhi động tâm như vậy. Dược lực của đan dược hiện tại phát huy ra, nguyên khí trong kinh mạch như tơ tằm lúc trước, sau đó chậm rãi càng tụ càng lớn, tới sau cùng lại biến thành một dòng sông, sau khi vận chuyển mấy trăm lần thì đột phá gông xiềng ngũ tinh đỉnh phong. Bước vào võ tông lục tinh. Lục tinh,
Mai Đông Nhi mở hai mắt ra, không thể tin nhìn qua thân thể của mình, cảm nhận được lực lượng bành trướng. Chuyện tối hôm qua chẳng khác gì ác mộng cả, hôm nay nàng đã vọt tới cảnh giới mình ước mơ tha thiết, hơn nữa thân thể cũng hoàn hảo không tổn thương gì. Lúc này trời dần dần tảng sáng, gà gáy sáng sớm vang lên, một tia nắng sớm tiến vào phòng, trong một góc gian phòng, Lý Vân Tiêu còn đang nhắm mắt ngồi xuống, thần thái vô cùng an tường. Trong lòng Mai Đông Nhi sinh ra cảm kích, cẩn thận ngồi trên giường không phát ra âm thanh gì cả, sợ kinh động ân nhân. Hắn còn trẻ như vậy, hơn nữa nhìn nguyên lực chấn động hình như là võ tông tứ tinh, vì sao có thể đánh bại nguyên sư tỷ và ân sư đệ. Trong nội tâm Mai Đông Nhi sinh ra nghi hoặc thật lớn, tối hôm qua nàng nằm dạp trên mặt đất, ngay cả khí lực ngẩng đầu lên cũng không có. Ánh mắt Mai Đông Nhi nhìn lên người Lý Vân Tiêu, cứ như vậy kinh ngạc nhìn qua, hơi ngẩn người. Gương mặt an tường của Lý Vân Tiêu đột nhiên vui vẻ, mở to mắt, thuận mắt nhìn sang, cười nói. Ngươi nhìn chằm chằm vào ta như thế, không sợ ta thẹn thùng sao? Ngươi sớm tỉnh. Hai má Mai Đông Nhi ửng đỏ, vội vàng cúi đầu xuống. Lúc này mới phát hiện mình chỉ mặc một cái áo lụa mỏng, áo lót đỏ tươi bên trong hiện ra, phía trên còn thêu hình đồng tử thả diều, hai cánh tay như ngó sen hiện ra, nàng vội vàng nhảy lên giường, dùng chăn che chắn. Lý Vân Tiêu nhìn thấy nàng bối rối, cảm thấy thập phần thú vị, khẽ cười nói. Không cần sợ, ta hỏi mấy vấn đề liền rời khỏi. Dược lực tán công phấn trên người của ngươi cũng xua tan rồi. Mai Đông Nhi vội la lên. Ngươi, làm sao biết ta trúng tán công phấn, ngươi xem qua thân thể của ta sao? Lý Vân Tiêu túng quẫn, ngượng ngùng nói. Ta là thuật luyện sư, liếc mắt nhìn là hiểu ngay. Nhìn qua ánh mắt không tin của Mai Đông Nhi, đổi chủ đề nói. Đúng rồi, nơi này là chỗ nào? Cách thành Tống Nguyệt Dương có xa lắm không? Thành Tống Nguyệt Dương. Mai Đông Nhi nói một câu, lộ ra vẻ nghi hoặc làm cho Lý Vân Tiêu cảm thấy có phiền toái. Quả nhiên, nàng rất nhanh nói. Ngươi nói là Tổng Bộ Thương Minh thành Tống Nguyệt Dương. Đây không phải là tại Bắc Vực sao? Lý Vân Tiêu. Vậy nơi này là? Mai Đông Nhi nói. Nghiêm khắc mà nói, vị trí nơi này cũng thuộc Bắc Vực, nhưng thế lực phân chia lại nằm ở Đông Vực, là giao giới hai vực. Nàng liếc mắt nhìn bố trí trong phòng, lại nói. Tại đây nhất định là thành Nam Hỏa gần Bắc Đấu Tông A, ta là đệ tử Bắc Đấu Tông. Thành Nam Hỏa, Bắc Đấu Tông, hình như có chút ấn tượng, không nhớ quá rõ ràng. Ở đây có truyền tống trận cỡ lớn hay không? Trên mặt Mai Đông Nhi ngạc nhiên không ít, lộ ra bộ dáng không tin, nói. Ngươi chưa từng nghe qua Bắc Đấu Tông, điều này sao có thể? Nàng suy tư, nói. Tại trong tông môn có một truyền tống trận cỡ lớn, có thể mang ngươi đi xa vạn dặm. Xa vạn dặm. Lý Vân Tiêu cau mày, trầm tư tính toán ra, nói. Nếu như nơi này là giao giới giữa Đông Vực cùng Bắc Vực, cách thành Tống Nguyệt Dương đâu chỉ vạn dặm, phải có truyền tống đại trận vượt qua vực mới được, ở đây có không? Truyền tống đại trận vượt qua vực trong truyền thuyết. Mai Đông Nhi ăn cả kinh, lắc đầu nói. Truyền tống trận cỡ lớn thì trừ Bắc Đấu Tông ra, còn có một Lôi Phong Thương Hội thiết lập tại thành Nam Hỏa, nhưng cũng chỉ truyền tống vạn dặm, làm sao so với truyền tống đại trận vượt qua vực, chỉ sợ chỉ có thành Vũ Phong cùng Thính Triều Các mới có. Thính Triều Các, Lý Vân Tiêu cả kinh, ban đầu ở Tu Di Sơn, nghe từ Thanh tới từ Thính Triều Các, môn phái này rất nổi danh tại Đông Vực. Nhưng mà thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ, chỉ sợ rất khó mượn truyền tống đại trận. Mai Đông Nhi tiếp tục nói. Phạm vi thế lực thành Vũ Phong cùng Thính Triều Các có tiếp nhận truyền tống trận của Bắc Đấu Tông truyền tống trận đưa tới, nếu như ngươi muốn đi, sợ rằng phải đi qua hai nơi này. Nếu không bằng vào chính mình phi hành, dù có cao đẳng chiến hạm, sợ cũng phải kể mất mấy năm mới có thể đi tới. Lý Vân Tiêu nói. Truyền tống đại trận của Bắc Đấu Tông các ngươi có thể cho bên ngoài mượn không? Tông chủ các ngươi tu vị gì? Mai Đông Nhi lộ ra vẻ làm khó, nói. Tông môn cho người khác mượn truyền tống đại trận cũng có, nhưng mà phi thường ít. Ta có thể tìm sư phó đi hỗ trợ, chỉ cần sư phó chịu nói chuyện thì có hy vọng. Về phần tu vị tông chủ, nàng trầm ngâm một lát, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, nói. Hẳn là cửu thiên cảnh võ đế. Nghe nàng nói như vậy, đã biết rõ mượn truyền tống trận là rất khó. Lý Vân Tiêu vỗ trán một cái, buồn rầu nói. Tại sao lại là võ đế, trước kia vì sao chưa từng nghe qua có nhiều võ đế như thế chứ?
hắn tức giận không thôi, mấu chốt trước kia mặc dù có võ đế cũng không dám ở trước mặt hắn hung hăng càn quấy, cho nên biết rõ rất ít. Nguyên vốn nghĩ nếu như tông chủ thực lực không được, vậy cưỡng ép mượn, nhưng đã có võ đế tồn tại, muốn ép cũng không thực hiện được. Mai Đông Nhi sững sờ một chút, không có nghe hiểu, tiếp theo nói ra. Tông chủ có lẽ tiến giai võ đế không bao lâu, đoán chừng chỉ 4-5 năm mà thôi. Nếu không ngươi cân nhắc đi truyền tống trận của Lôi Phong Thương Hội a. Dù sao bọn họ cũng là thương hội, chỉ cần có đầy đủ nguyên thạch thì dễ nói chuyện. Nguyên thạch, lão tử hiện tại thiếu nhất chính là nguyên thạch. Lý Vân Tiêu nói. Nơi này có thương hội truyền tống trận, vậy hẳn ít nhất là trạm trung chuyển cỡ trung xem ra thành Nam Hỏa cũng là đất phồn hoa a. Nếu không Lôi Phong Thương Hội tuyệt đối không phí món tiền lớn thành lập truyền tống trận tại đây. Ân, thành Nam Hỏa tiếp giáp Hỏa Tinh Sơn Mạch, thừa thải ly hỏa kim tinh, có thể lấy lợi nhuận rất lớn. Mai Đông Nhi nói. Ly hỏa kim tinh. Trong lòng Lý Vân Tiêu chấn động, giật mình nói. Ly hỏa kim tinh chính là lợi nhuận chủ yếu của Lôi Phong Thương Hội, thì ra là sản xuất từ đây, đây chính là thứ tốt luyện khí. Bản thân ẩn chứa hỏa chí kim nguyên tố tinh quáng. Dung nhập vào trong huyền khí gì cũng khá, là một trong vài loại nguyên lực mà thuật luyện sư yêu quý. Mai Đông Nhi kinh ngạc nói. Chẳng lẽ ngươi thật sự là thuật luyện sư? Đối phương không chỉ có thực lực không kém gì mình, hơn nữa còn là thuật luyện sư, làm cho nàng sinh lòng kính ý. Đột nhiên nàng nghĩ tới cái gì, Mai Đông Nhi nói. Còn có một biện pháp, ta vì sao quên nhỉ? Ngày mai chính là tông môn đại bỉ, chỉ cần có thể tiến vào trước top 3. Có thể đưa ra một yêu cầu không quá phận. Ta nhất định cố gắng tỉ thí, tranh thủ tiến vào top 3, đến lúc đó ta hướng tông chủ đưa ra yêu cầu mượn truyền tống đại trận, khẳng định không có vấn đề. A, top 3. Lý Vân Tiêu liếc mắt nhìn tu vị của nàng, nói. Ngươi có thể có nắm chắc. Hiển nhiên là không quá tán thành thực lực của nàng. Đôi má Mai Đông Nhi hơi đỏ lên, nói. Ta vừa bước vào võ tông lục tinh. Tiến vào top 10 có 10 phần nắm chắc. Top 3. Nàng lực lượng chưa đủ, nhỏ giọng nói. Ta sẽ cố gắng. Bàn tay phấn nộn nắm chặt lại, cho thấy nàng quyết tâm. Lý Vân Tiêu có đại ân với nàng, ân tình này dù thế nào cũng phải báo đáp. Cho dù không thể vào top 3, nàng cũng nhất định sẽ năn nỉ sư phó. Hơn nữa sau khi tiến vào top 3 là bái vào môn hạ tông chủ, sức nặng khi mình nói chuyện cũng tăng lên. Lý Vân Tiêu nói, trong hàng đệ tử, thực lực mạnh nhất là tu vị gì? Mai Đông Nhi trả lời, hẳn là Trình Ngọc Sư Huynh, nghe nói đã đạt tới võ tông cửu tinh, cũng không biết là thật hay giả, nếu vận khí không tốt gặp phải hắn, vậy thì phiến toái. Sắc mặt Lý Vân Tiêu đầy vẻ cổ quái, nguyên vốn định đưa Huyền Lôi Kinh Vân Hống đi theo bên người Mai Đông Nhi, đến lúc đó tất nhiên có thể cầm đệ nhất. Hiện tại xem ra trong hàng đệ tử tỷ thí mạnh nhất cũng chưa tới võ hoàng. Con yêu thú kia xuất ra chắc chắn làm người ta sợ hãi quá mức. Mai Đông Nhi xem bộ dáng của hắn, cho rằng đang lo lắng thay mình, vội vàng nói. Ngươi yên tâm đi, trừ Trình Ngọc sư huynh ra, hắn thực lực các sư huynh sư tỷ còn lại cũng không mạnh, ta rất có hy vọng tiến vào top 3. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Ân, có thể bằng thực lực của chính mình tiến vào là tốt nhất. Ngươi tu luyện là vũ khí thủy hệ A, ta truyền cho ngươi một bộ vũ khí uy lực không tệ. Có thể gia tăng tỷ lệ chiến thắng của ngươi. Mai Đông Nhi sững sờ, sau đó cười nói. Không cần, ta tu luyện vũ khí gọi là thủy băng trưởng, chỉ có đệ tử thân truyền Bắc Đấu Tông mới có thể học được, đã có uy lực. Tuy nàng nói thế là dừng, thân thể ngây ngốc, hai đồng tử tan giả, không có bất kỳ thần thái, nhìn qua giống như ngu ngốc. Đồng tử Lý Vân Tiêu tỏa ra tinh thần lực rất mạnh, đang nhiếp thần thức của nàng, một vũ khí thủy hệ tiến vào thức hải của nàng. Loại phương pháp truyền công này chỉ dưới tình huống hai bên chênh lệch quá lớn mới làm được, nếu không sẽ sinh ra cắn trả, đối với hai người đều có tổn thương lớn lao. Tinh thần lực của Mai Đông Nhi ở trước mặt hắn chẳng khác gì trẻ sơ sinh, căn bản không có chút sức chống cự nào. Thời gian rất nhanh, mấy canh giờ trôi qua, đồng tử Lý Vân Tiêu dần dần biến hóa, trở lại bình thường. Mai Đông Nhi vẫn ngây ngốc, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại, nhưng mà ánh mắt không còn giống ngu ngốc nữa. Mà là cực độ khiếp sợ cùng kích động, kinh ngạc nói. Cái này, vũ khí này tên gọi là gì, uy lực sao lại to lớn như thế? Nàng nói xong câu đó, chỉ cảm thấy áp lực tinh thần rất to lớn, trên trán đổ mồ hôi lạnh, toàn thân thở gấp, có cảm giác hít thở không thông.
Lý Vân Tiêu nói. Chiêu trưởng pháp này tên là, nhu tình tự thủy, người vừa nhìn thấy ảo giác một tên cường giả võ đế thi triển đi ra, đủ để di sơn đảo hải. Người hôm nay hảo hảo tìm hiểu một chút, nếu là có thể lĩnh hội quán thông, vượt cấp khiêu chiến bát tinh, thậm chí võ tông cửu tinh không có vấn đề gì cả. Nhu tình tự thủy, cường giả võ đế, ngươi rốt cuộc là ai? Mai Đông Nhi mồ hôi lạnh đầm đìa, trong thức hải vừa rồi có hình ảnh nữ tử vung trưởng thiên băng địa liệt, rời sông lấp biển, cơ hồ trực tiếp đánh sập ý thức của nàng. Uy thế mạnh mẽ như vậy đời này nàng chưa từng thấy qua, mặc dù là tông chủ Trương Lăng Hoa tuyệt đối cũng không thể xuất ra một trưởng như vậy. Ha ha, không có gì quá kỳ quái. Ta là thuật luyện sư nha, thuật luyện sư bình thường không gì làm không được. Lý Vân Tiêu hàm hồ cười nói. Thế nhưng mà, Mai Đông Nhi cũng nói không nên lời, nàng phi thường sùng kính thuật luyện sư, nhưng trên trực giác cảm thấy Lý Vân Tiêu tuyệt đối không phải thuật luyện sư đơn giản như thế, ít nhất là thuật luyện sư trong tông môn tuyệt đối không cách nào trực tiếp khắc sâu ảo giác võ đế vào thức hải của nàng đơn giản như vậy, còn trực tiếp truyền thụ một chiêu vũ kỹ. Tốt, ngươi chậm rãi tìm hiểu đi, ta cũng tiếp tục tu luyện. À, đúng rồi, trên người của ngươi có nguyên thạch không? Lý Vân Tiêu từ vực ngoại tinh không rơi xuống, một thân hồn lực cùng nguyên khí cũng chưa khôi phục, cầm gấp nhiều nguyên thạch phục hồi. Có. Mai Đông Nhi lập tức lấy một túi chữ vật trong nhẫn ra, tiến lên phía trước nói. Bên trong khoảng chừng hơn 500 khối trung phẩm nguyên thạch, là tài nguyên tu luyện tháng này của ta. Bởi vì sư phụ yêu thương, cho nên có nhiều hơn đồng môn khác, người yên tâm cầm lấy dùng đi, không nên khách khí. Hơn 500 khối. Lý Vân Tiêu nhìn qua bộ dáng nghiêm túc của nàng, vô lực đẩy trở về, nói. Ngươi nên giữ lại mà dùng đi, ta ngồi xuống là được rồi. Hơn 500 khối trung phẩm nguyên thạch đầy đủ cho cường giả võ tông bình thường dùng nửa năm, cho dù có thiên phú cực cao, lực hấp thu siêu cường cũng có thể dùng trong vài tháng. Nhưng đối với Lý Vân Tiêu thì chăng đủ nhét kẽ răng, hắn cảm giác mình nên nghĩ biện pháp khác a. Mai Đông Nhi còn tưởng rằng hắn xấu hổ. Cưỡng ép nhét vào trong tay của hắn, nói. Không có nguyên thạch thì làm sao tu luyện, hôm nay ta tính tọa lĩnh ngộ một chiêu trưởng pháp kia là được rồi, không cần nguyên thạch, chờ ta thành đệ tử thân truyền tông chủ, cung ứng nguyên thạch cũng gia tăng gấp bội, người không cần lo lắng cho ta. Lý Vân Tiêu cầm túi chữ vật, cũng không giải thích, lập tức ngồi xếp bằng tu luyện. Mai Đông Nhi lúc này mới thỏa mãn ngồi lên giường, trong nội tâm thập phần vui vẻ, nhìn bộ dáng Lý Vân Tiêu ngạc nhiên. Thầm nghĩ, hỏng bét, ta còn không biết tên hắn là gì, nàng khốn não một hồi, lại không dám đi quấy rầy, còn nghĩ tới đại bỉ tông môn ngày mai, nội tâm trầm xuống, tiến vào trong trạng thái lĩnh ngộ. Linh hồn hiện ảnh của Lý Vân Tiêu tiến vào trong giới thần bi, xuất hiện bên cạnh Viên Cao Hàn, hỏi. Như thế nào? Trước người Viên Cao Hàn là một đống các loại tài liệu, còn có một trái tim đỏ rực nhảy lên bịch bịch, một ít khối màu vàng nhạt lơ lửng trên không trung. Tản mát ý chí đại địa cực mạnh. Viên Cao Hàn như nhìn thấy quỷ nhìn qua hắn, kích động nói. Tồn tại nửa thú nửa khí này, trước khi là ai luyện chế? Loại tồn tại này ta hoàn toàn chưa thấy qua, nhưng nọ ngươi nhất định phải dẫn tiến ta gặp người nọ, hắn khai sáng ra con đường thuật luyện hoàn toàn mới, đủ để ghi vào sử sách. Lý Vân Tiêu nhướng mày, hồ lô tiểu kim cương là hắn luyện loạn trong sơn hà đỉnh mà ra, lúc trước nghĩ chỉ cần không ảnh hưởng tới thạch chi tâm. Cho dù dung luyện thế nào cũng có thể cam đoan nó không chết, lúc này mới thí nghiệm một chút, kết quả là luyện chế ra tồn tại nửa thú nửa khí này, nhưng lại te qua lôi kiếp ngoài giới thần bi, một lần hành động bước vào bát hoang cảnh võ tôn. Lập tức giảng thuật tình huống với Viên Cao Hàn một lần, chỉ ẩn đi sơn hà đỉnh. Viên Cao Hàn nghe xong triệt để há hốc mồm, ngơ ngác nói. Cái này, người nói thứ này là người luyện chế. Trong mắt của hắn lối ra. Cuối cùng dốc sức liều mạng lắc đầu, tức giận nói. Tuyệt không khả năng, nếu ta đã đáp ứng cống hiến cho ngươi, tuyệt đối không đổi ý, ngươi không cần phải giấu giếm ta cái gì. Ngươi chỉ có hồn lực lục giai, làm sao có thể luyện chế ra bát giai huyền khí. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Nhưng sự thật chính là như thế, thuật luyện sư lĩnh ngộ với tài liệu và lĩnh ngộ thuật đạo đạt tới trình độ nhất định, có thể vượt qua giai luyện chế, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Ta đang thi triển hồn chiến kỹ pháp thì vượt qua lục giai đỉnh phong, luyện chế ra thất giai hồ lô tiểu kim cương, bản thân nó trải qua lôi kiếp ở bên ngoài, bước vào bát giai võ tôn, không phải rất bình thường sao? Viên Cao Hàn nghe xong sững sờ,
trên lý luận dường như không có vấn đề, nhưng thực tế trong không có khả năng thuận lợi như thế, huống chi tồn tại nửa thú nửa khí này chưa bao giờ có ai luyện chế ra. Lý Vân Tiêu tiếp tục nói. Phải biết rằng, thuật luyện chi đạo có bất cứ thuật luyện mới nào xuất hiện đều sinh ra trong tình huống ngẫu nhiên. Hiện tại hồ lô tiểu kim cương đã tiến giai tới bát hoang cảnh võ tôn, hoặc là nói là bát giai huyền khí, bằng vào thực lực của ta căn bản không thể chữa trị nó, lúc này mới cần ngươi nghiên cứu một chút. Viên Cao Hàn mới hơi tin, nhìn qua đống tài liệu tổn hại, dung hợp thành từng khối, dường như còn có thể hoạt động, cau mày nói. Nó hiện tại còn chứa đặc tính yêu thú, hơn nữa kế thừa công năng tự chữa trị của thạch thú, nhưng ảm tài liệu xây dựng thân thể lại là cửu giai, vượt qua đẳng cấp bản thân nó, lúc này mới dung hợp vô cùng chậm chạp, chỉ cần đầy đủ thời gian, thạch chi tâm không chết thì nó có thể chữa trị hoàn toàn. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Lão Viên, hiện tại không có thời gian, ngươi xem tốc độ này, nó chữa trị cần ít nhất 1-2 năm a. Ta hiện tại suy nghĩ như trước, chỉ cần thạch chi tâm không chết, chúng ta vận dụng thuật đạo chữa trị thân thể của nó giống như huyền khí được hay không? Ngươi là bát giai tinh quang hồn lực, miễn cưỡng có thể giúp nó chữa trị a. Viên Cao Hàn bộ dáng vô cùng kích động, lộ ra vẻ kích động. Nghiên cứu thuật đạo, bất luận phát hiện mới nào cũng khiến thuật luyện sư ăn không ngon, trắng đêm khó ngủ, không làm cho rõ ràng tuyệt đối không bỏ qua. Cũng chính bởi vì tinh thần này, cho nên thuật đạo không ngừng diễn sinh và phát triển. Ngươi lúc trước dùng đỉnh lô gì để luyện? Cho ta dùng một lát. Viên Cao Hàn đã không nhịn được rồi. Lý Vân Tiêu cười khổ không thôi, sờ sờ mũi, ngượng ngùng nói. Kiện tử đỉnh kia có một lần ta dùng nó như vũ khí trong chiến đấu, tổn hại mất. Ngươi có thể chữa trị hay không? Viên Cao Hàn há to rộng, nổi giận mắng. Ngươi là phá gia chi tử, vậy mà cầm tử đỉnh làm binh khí. Hắn nổi giận đùng đùng nói. Chữa trị thứ này ta lần đầu tiên thử qua, trong nội tâm không có nửa điểm ngọn nguồn. Không có một kiện bát giai đỉnh lô mà dùng, ta cự tuyệt. Vạn nhất tổn hại thạch chi tâm, đi đâu mà tìm nửa thú nửa khí thứ hai mà nghiên cứu. Lý Vân Tiêu cũng băn khoăn, dù sao lần trước sử dụng là thánh khí Sơn Hà đỉnh, hơn nữa cũng có thành phần vận khí. Hắn gật đầu nói. Bát giai tử đỉnh nhất định làm không có, ta tận lực chuẩn bị chút tài liệu, chính ngươi trước luyện ra tử đỉnh đi. Viên Cao Hàn nói. Xem ra ngươi có bảo bối, quả thực còn giàu hơn thánh vực, nhưng có đôi khi lại phát hiện mình nghèo hơn ai khác. Ngươi trước đưa cho ta chút ít tinh quang thạch, để cho ta khôi phục sức khỏe, nếu không thì đưa ta về thánh vực cũng được. Chờ ta chữa trị hồ lô tiểu kim cương cùng giới thần bi, ta nhất định sẽ không bán ngươi ra, hơn nữa còn có chỗ tốt thật lớn đang chờ ngươi. Lý Vân Tiêu nói xong cũng biến mất trong giới thần bi, bản thể trong phòng mở mắt ra, nhìn qua trạng thái của Mai Đông Nhi. Tiện tay bố trí mấy cấm chế trong phòng để tránh có người tiến vào quấy rầy. Sau đó không gian vặn vẹo vài cái, hắn liền trực tiếp xuất hiện trên đường cái, người đến người đi còn rất náo nhiệt. Người chung quanh thấy hắn đột nhiên xuất hiện thì giật mình, nhưng rất nhanh liền nhận định là chính mình nhìn lầm, cổ quái nhìn vài cái, cũng không sao cả, tiếp tục nên làm gì thì làm gì. Lý Vân Tiêu đi nghe ngóng trên đường, liền hiểu tình huống của thành Nam Hỏa. Cả thành Nam Hỏa trong chỉ có Lôi Phong Thương Hội một nhà là đại thương hội, còn lại chỉ là thương hội vụn vặt lẻ tẻ cá tạp mà thôi, nhưng mà tất cả đều phụ thuộc vào Lôi Phong Thương Hội tìm chút nước, xem ra sinh ý Ly Hỏa Kim Tinh hoàn toàn bị Lôi Phong Thương Hội lũng đoạn khống chế rồi. Hắn hỏi rõ ràng vị trí Lôi Phong Thương Hội, trực tiếp đi thẳng tới đó. Lôi Phong Thương Hội là thành viên xử lý việc bên ngoài của 7 đại thương hội, vô cùng nổi danh, tuy không nằm trong 4 thành viên hạch tâm của liên minh. Nhưng thực lực vẫn mờ ảo bất định, làm cho mấy nhà còn lại khó nắm, nó trao đổi và liên hệ với thương minh cũng không nhiều, dường như tự thành một quốc gia. Lý Vân Tiêu nhớ tới Nam Vực Thiên Hương Đế Quốc, hội trưởng phân bộ nơi đó bảo hắn vào Tu Di Sơn tìm kiếm Lăng Tiêu Bảo Điện, về sau cũng chưa từng liên hệ qua. Thành Nam Hỏa rất lớn, tuy không bằng Khinh Ca Lâm Địa, nhưng so với thành Thượng Dương của Đế Quốc Hỏa Ô thì lớn hơn không ít. Lý Vân Tiêu xuyên qua vài con đường. Đi vào một khu vực phồn hoa nhất, cửa hiệu mặt tiền của Lôi Phong Thương Hội cực kỳ dễ thấy, cơ hồ chiếm nửa con đường. Hắn trực tiếp đi qua đại môn, đột nhiên nhìn thấy một tiêu chí trước cửa hiệu mặt tiền đối diện, đó là một vòng tròn cổ quái, bên trong có màu tím nhạt, nó tùy ý nằm trên biển hiệu mà thôi, giống như tùy ý vẽ thêm vào. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên một chút, liền đổi hướng đi tới cửa hiệu mặt tiền kia.
không ngờ cửa hiệu đối diện có ghi bốn chữ lớn, Tử Vân Thương Hội. Lý Vân Tiêu trực tiếp đi vào, mặt tiền của cửa hàng không lớn, nhưng bên trong bài trí cực kỳ tinh xảo, ngay ngắn trật tự, nhiều mà bất loạn. Hơn nữa càng làm hai mắt của hắn tỏa sáng là, bên nhân viên phục vụ không phải là gã sai vặt khéo mồm khéo miệng, mà là mấy tỷ nữ dung mạo thanh tú đang nói chuyện với khách nhân. Vị công tử này, xin hỏi có thể giúp ngài cái gì không? Bốn tỷ nữ đứng song song trước quầy phục vụ, vừa thấy Lý Vân Tiêu tiến lên thì vui vẻ đón chào, nét mặt tươi cười như hoa, làm người ta có cảm giác như tắm trong gió xuân. Ánh mắt Lý Vân Tiêu nhìn qua ngọc bài bên hông của một nàng, trên đó có chữ thất mạ vàng, là đánh số của tỷ nữ. Người phụ trách các ngươi có ở đây không? Lý Vân Tiêu đi thẳng vào vấn đề hỏi. Người phụ trách, ngài nói là Ổ Sâm hội trưởng đại nhân sao? Tỷ nữ số 7 dò xét Lý Vân Tiêu một chút, ánh mắt thập phần tùy ý, giống như hời hợt, động tác trong lúc lơ đãng lại đưa ra phán đoán trong lòng, người này là công tử thế gia nhà nào đó, chắc chắn có địa vị. Các nàng trải qua thương hội tuyển chọn khéo léo, hơn nữa tiếp nhận huấn luyện chuyên nghiệp. Làm thế nào phán đoán thân phận địa vị của đối phương, trao đổi như thế nào? Tất cả đều có kinh nghiệm dày dặn. Lý Vân Tiêu bộ dáng phong khinh vân đạm, trong lúc lơ đãng tỏa ra khí tức cường giả. Từ khi hắn bước vào cửa hàng, mỗi ánh mắt hắn lướt qua nơi đâu đều lọt vào mắt của các nàng, hơn nữa không ngừng tiến hành phân tích. Ân, hội trưởng các ngươi là Ổ Sâm sao? Ta chính là tới tìm nàng. Lý Vân Tiêu cũng phát hiện những tỷ nữ này dường như không đơn giản, hơn nữa tất cả đều có tu vị trên người, tuy nhiên đều không cao nhưng là võ giả hàng thật giá thật. Xin mời đi theo ta. Tỷ nữ số 7 tươi cười ngọt ngào, làm thủ thế mới. Muốn mang Lý Vân Tiêu đi vào bên trong. Chậm đã. Một tiếng gào to từ nơi hẻo lánh vang lên, một gã công tử áo trắng sắc mặt giận dữ, trong tay cầm thanh dao găm khảm vàng nạm ngọc thập phần chói mắt, hắn tức giận quát. Vừa rồi ta cũng cầu kiến hội trưởng, vì cái gì các ngươi nói hội trưởng không có mặt? Hiện tại tên lăng thanh đầu này tới thì các ngươi dẫn đi gặp hội trưởng, hắn là thế nào? Tỷ nữ số 7 nhíu mày, cũng không để ý gì tới hắn. Mà tiếp tục mỉm cười dẫn Lý Vân Tiêu tiến vào bên trong. Lúc này có một tỷ nữ khác nhanh chóng chào đón, nhìn công tử áo trắng kia cười ngọt ngào, nói. Lương công tử, khối thanh minh thạch của ngươi giám định sư của chúng ta đã phán đoán chính xác, hội trưởng đại nhân sẽ không gặp ngài, thỉnh trở lại lần sau. Lần sau tới lại gặp ngươi à, thanh minh thạch đỉnh cấp của lão tử các ngươi lại nói là thứ phẩm, còn muốn đuổi ta đi. Tử Vân Thương Hội tại thành Nam Hỏa này lúc nào có thể chọc thủng trời rồi. Sắc mặt Lương công tử trầm xuống, tiến lên một bước vung tay tát mạnh. Ba, tỷ nữ quá sợ hãi, muốn né tránh. Nhưng mặc dù nàng có chút lực lượng, làm sao là đối thủ của công tử thế gia, trực tiếp bị một cái tát té xuống đất. Mọi người đều cả kinh, tất cả mọi người dừng nói chuyện với nhau, vài tỷ nữ đang trò chuyện với khách cũng chạy tới, nâng tỷ muội của mình dậy. Lương công tử lộ mặt hung thần ác sát, sau lưng có vài tên cao thủ xúm lại tiến lên. Hào khí trong cửa hàng biến thành khắc nghiệt, nhưng tất cả mọi người lạnh lùng nhìn xem, cũng không có hô to gọi nhỏ cái gì đó. Có thể tới nơi này tiến hành giao dịch đều là võ giả có thân phận và địa vị không kém, các loại tràng diện cũng thấy nhiều. Chuyện không hợp tâm ý, ỷ thế hiếp người cũng xảy ra liên tục. Cuối cùng kết quả không phải xem ai có đạo lý, mà là xem nắm tay người nào lớn. Lương công tử này mọi người cũng biết, là con của phó tông chủ một tông phái gần thành Nam Hỏa, thực lực không được tốt lắm, nhưng mà danh khí rất lớn. Cả ngày cùng một ít quần là áo lượt của thế gia đi thông đồng với nhau, ưa thích làm chút ít chuyện trộm đạo không lên mặt bàn. Nếu hôm nay Ổ Sâm không cho ta câu trả lời vừa ý, chuyện hôm nay không xong đâu. Lương công tử kêu gào, khóe miệng của hắn đắc ý, nhìn chằm chằm vào mấy tỷ nữ đang xúm lại với nhau, bộ dáng mỉa mai. Nửa ngày sau, trong cửa hàng không có tiếng động nào cả, khách nhân ngoài cửa định tiến vào, cảm nhận được hào khí bên trong thì rời đi, để tránh rước họa vào thân. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Vì sao Tử Vân Thương Hội không có hộ viện tiến lên? Tỷ nữ số 7 cắn chặt bờ môi, sắc mặt trắng bệch, trong mắt đầy tức giận. Hiển nhiên loại chuyện này không phải xảy ra lần đâu, nhưng có cực khổ cũng chỉ cố nén lại mà thôi, vẫn tươi cười nhưng nụ cười rất miễn cưỡng, nói. Lương công tử rảo mắt, quét tới, lửa giận ngút trời nói. Tốt cho tiện tỳ ngươi, lại dám miệt thị bổn công tử tồn tại. Kéo ra đánh cho ta, đánh tới khi Ổ Sâm xuất hiện mới thôi.
Bốn tên võ giả sau lưng đi lên, dốc sức liều mạng kéo tỷ nữ số 7 ra bên ngoài, một đại hán kéo cánh tay, còn một người đè đầu của nàng kéo tới trước mặt Lương công tử. Lương công tử cười âm lãnh, cười nói. Hắc hắc, lớn lên còn rất không tệ, cũng không biết còn trinh hay không. Bổn công tử trước hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, sau đó đêm nay lại ban thưởng tình phúc cho ngươi. Hắn lại ngẩng đầu nhìn qua những tỷ nữ đang co rút lại cùng một chỗ, cười hắc hắc nói. Còn các ngươi nữa cũng như thế, cùng hảo hảo yêu thương công tử đi. Nói xong vung tay lên, tất vào mặt tỷ nữ số 7, trên mặt hiện ra thần sắc hưng phấn, dường như vô cùng có khoái cảm. Nhưng bàn tay vung thì bị một cánh tay bắt lấy, dường như đối phương dùng sức quá lớn, lại làm cho chính mình không thể động đậy. Trong lòng Lương công tử cả kinh, bắt lấy cánh tay của hắn chính là Lý Vân Tiêu, kinh sợ nói. Tiểu tử ngươi là người nào? Xem ra rất lạ mặt a, lần đầu tiên tới thành Nam Hỏa, lại dám xen vào chuyện của bổn công tử. Trong lòng Lý Vân Tiêu cực kỳ kinh ngạc, Tử Vân Thương hội cũng là một thành viên của Thương Minh, tuy không phải thành viên ban trị sự lâu dài, nhưng mà so với các nơi bình thường thì mạnh hơn nhiều. Hơn nữa Tử Vân Thương hội thuộc sở hữu dưới quyền của Thiên Nguyên Thương hội, được Thiên Nguyên Thương hội quản hạt cùng che chở, đây cũng là nguyên nhân Lý Vân Tiêu tiến vào đây. Trong tất cả Thương Minh, tất cả lớn nhỏ có trên trăm thương hội, phạm vi ảnh hưởng bao dung khắp cả đại lục Thiên Vũ. Nhưng những thương hội này cạnh tranh với nhau vô cùng kịch liệt, vì phòng ngừa bị thương hội khác chiếm đoạt hoặc các hành vi ác ý, rất nhiều đều dựa vào một ít đại thương hội, dùng bọn họ làm hạch tâm sau đó hình thành một đoàn thể liên minh. Mà 7 thành viên ban trị sự chính là hạch tâm lớn nhất. Ninh Linh Nhi đã nói qua một ít tình huống trong liên minh với hắn, phụ thuộc vào Thiên Nguyên thương hội có rất nhiều thương hội nhỏ, Tử Vân thương hội xem như quan hệ vô cùng tốt, hơn nữa thế lực cũng không tầm thường. Hắn đi vào Tử Vân thương hội cũng là muốn xin giúp đỡ, nhưng từ bộ dáng trước mắt xem ra, dường như không hợp với lời của Đinh Linh Nhi a, tùy tiện một A Miêu A Cẩu khi dễ cũng không dám lên tiếng, tùy ý người ta khi dễ mà hội trưởng làm như không thấy. Lý Vân Tiêu cũng không có tức giận, chỉ cảm thấy trong đó có chuyện kỳ quặc, hắn giọng điệu hòa nhã nói. Có thể nói cho ta biết, ngươi dựa vào cái gì dám làm càn như thế? Dám ở trong Tử Vân thương hội dương oai, tùy ý đánh người, ngang ngược càn rỡ như vậy. Trong lòng Lương công tử giận dữ, tùy tiện một lăng đầu thanh cũng quản chuyện của hắn, hơn nữa dường như không sợ quyền uy của hắn, hắn tức muốn giết lăng đầu thanh này ngay, nhưng ngạc nhiên phát hiện bàn tay của hắn giống như kìm sắt, dù thế nào cũng không giãy ra được, hơn nữa càng ngày càng đau, lúc này mới nhịn không được nói. Tiểu tử ngươi biết rõ phụ thân ta là ai chăng? Phụ thân ta chính là phó tông chủ Lương Nghiệp Tân Nguyệt Tông, võ hoàng cửu tinh đỉnh phong, ta chính là thân nhi tử của Lương Nghiệp, hơn nữa là Lương Khoan con trai duy nhất của hắn, ngươi nhanh chóng buông tay ra, bằng không ngươi sẽ gặp nạn. Lý Vân Tiêu càng cảm thấy khó hiểu, nghi ngờ nói. Một đứa con của phó tông chủ đều chỉ có thực lực võ hoàng cửu tinh cũng dám gây sự trong Tử Vân thương hội. Hắn tăng thêm vài phần khí lực, chỉ nghe tiếng xương cốt gãy vụn vang lên, cánh tay Lương Khoan trực tiếp bị gãy rồi. Ta không muốn nghe lời nói vô nghĩa, trực tiếp nói cho ta biết ngươi dựa vào cái gì mà làm càn như thế. Lương Khoan kêu đau đớn thảm thiết, bốn tên võ giả đi bên cạnh sợ tới mức không biết làm gì, lại không dám tiến lên sợ Lý Vân Tiêu trực tiếp hạ sát thủ. Đừng, gãy rồi, đau quá a, ta nói. Lương Khoan đầu đầy mồ hôi lạnh, lúc này mới thành thật thật nói. Đoạn thời gian trước có kẻ lỗ mảng tới tiệm cầm đồ của Tân Nguyệt Tông cầm một tảng đá, lúc ấy cho rằng là cầm tài liệu bát giai mới 300 vạn trung phẩm nguyên thạch. Về sau giám định sư hiệu cầm đồ cẩn thận phân tích, phát hiện dĩ nhiên là cửu giai thanh minh thạch, giá trị tăng lên không chỉ gấp 10 lần, lúc ấy ta vừa lúc ở hiệu cầm đồ, thuận tay lấy đi, muốn tìm thương hội bán đi đổi chút tiền tiêu vặt, ai biết đi mấy nhà đều nói thanh minh thạch là hạ phẩm, giá trị không nhiều tiền lắm. Cùng loại tài liệu, phẩm chất khác nhau sẽ tạo thành chênh lệch giá trị cực lớn. Lý Vân Tiêu tự nhiên hiểu đạo lý kia, hắn hỏi. Đã mấy thương hội người ta đều nói là hạ phẩm, vì sao chỉ dám đến Tử Vân thương hội bão nổi, không đi các nơi khác bão nổi? Cái này. Đột nhiên Lương Khoan cả lăm, trên trán mồ hôi lạnh càng lớn, dường như không dám nói lời nào. Phiền toái. Lý Vân Tiêu quát một tiếng, ngón trỏ điểm lên bả vai của Lương Khoan, lập tức một đạo kình khí xuyên qua xương bả vai của hắn, máu tươi bắn ra ngoài. Hắn nhìn Lương Khoan đang kêu thảm thiết,
lạnh giọng nói. Nếu không nói, tiếp theo xuyên thủng thẳng đệ của ngươi. Toàn thân Lương Khoan run rẩy, cả thân thể đều run rẩy, chỉ cảm thấy đúng quần lạnh lẽo, hắn rét run, suýt nữa tiểu ra quần. Lúc này tỷ nữ số 7 đột nhiên mở miệng nói. Vị công tử này, cảm ơn ngài trượng nghĩa ra tay, nhưng mà đây là chuyện của Tử Vân Thương Hội, người không nên quản. Lý Vân Tiêu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong mắt tỷ nữ đầy vẻ cảm kích, còn mang theo vài phần bi quan cùng ủy khuất. Các nàng đều trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, biết rõ thời điểm này nên làm cái gì, nếu Lý Vân Tiêu tổn thương Lương Khoan thì chắc chắn kết thù với Tân Nguyệt Tông, mà bây giờ là thời điểm thương hội nguy hiểm nhất, căn bản không được phép tạo ra địch nhân nữa, cho nên chỉ có thể hy sinh tôn nghiêm bản thân, ủy khuất cầu toàn. Đúng, đúng đúng, đây là chuyện của ta và Tử Vân Thương Hội, đại nhân ngài. À, Lương Khoan vội vàng nói thêm, muốn đổi chủ đề, nhưng lập tức cảm thấy trên đùi đau đớn kịch liệt, mười tươi bắn ra, nội tâm của hắn mát lạnh, trong nội tâm đau nhức còn lớn hơn cả trên đùi, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thế gian không còn ánh sáng. Lý Vân Tiêu lạnh như băng nói ra, lần này là đùi của ngươi, không có phần thứ ba đâu, bởi vì lần tiếp theo chính là thằng đệ của ngươi đấy. Lương Khoan vội vàng cúi đầu nhìn lại, quả nhiên là trên đùi xuất hiện một lỗ thủng, máu tươi không ngừng chảy ra, hắn tuyệt không cảm thấy đau nhức cùng ủy khuất, ngược lại cảm thấy lỗ máu kia thập phần đáng yêu, trong nội tâm thở ra một hơi, nhưng cũng không dám sĩ diện trước mặt Lý Vân Tiêu nữa, hắn vội vàng nói rõ ràng. Tại thành Nam Hỏa là khu vực giao giới giữa hai vực, tài nguyên lớn nhất chính là ly hỏa kim tinh, chung quanh vài ngọn núi lớn đều ẩn chứa ly hỏa kim tinh mạch khoáng, là tài nguyên khó có thể tưởng tượng nổi. Vây quanh tài nguyên này là mâu thuẫn cực lớn. Một phái là thế lực thương hội tới từ bên ngoài, dùng Lôi Phong thương hội cầm đầu rất nhiều thương hội, từ thiên nam địa bắc hội tụ mà đến. Vốn những thương hội này kéo tới để làm sinh động sinh ý, nhưng những thương hội này bản thân chính là thế lực cường đại, trừ dùng ra thấp thu mua ly hỏa kim tinh ra, dần dần cũng nhúng tay vào phân chia tài nguyên mạch khoáng. Mà một phương khác là các thế lực bản thổ quanh thành Nam Hỏa, như Bắc Đấu Tông, Tân Nguyệt Tông, đây là những thế lực lâu năm, tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn tài nguyên bị người ta cưỡng chiếm đi, nhưng mà bao nhiêu lợi ích đưa tới thì rước bao nhiêu nguy hiểm, đám nhân vật thương hội trong bản thổ cũng không có tài, trong quá trình tranh đoạt lợi ích, mấy chục nhà thế lực bản thổ thực lực yếu ớt đã tan thành mây khói, rốt cuộc không còn tồn tại. Do đó dẫn phát cục diện nguy cơ lớn với các thế lực bản thổ, lúc này tất cả mọi người liên thủ tạo thành Nam Hỏa Minh, cộng đồng đối ngoại. Lúc này mới dần dần đảo ngược xu thế suy tàn của thế lực bản thổ, đạt được cân đối nhất định với thương minh. Cho dù là phương nào cũng không muốn đánh tiếp, Lôi Phong Thương Hội tuy là quái vật khổng lồ, nhưng muốn triệt để diệt trừ Nam Hỏa Minh cũng cần hy sinh không nhỏ, mà trong thương minh gió nổi mây phun, dung chuyển bất an, bọn họ đầu tiên phải bảo vệ địa vị và lợi ích bản thân trong thương minh, cho nên trước mắt cục diện hòa bình này đã xuất hiện. Thương minh dùng Lôi Phong Thương Hội cầm đầu, Nam Hỏa Minh dùng Bắc Đấu Tông, Thiên Hạt Tông cầm đầu, hai bên ký kết hiệp ước với nhau, lúc này mới giảm bớt xung đột giữa hai bên, mọi người cộng đồng khai phát, cộng đồng lấy được lợi ích. Tuy biểu hiện ra ngoài là ân oán hai bên đã dừng lại, nhưng tranh đấu vụng trộm chưa bao giờ đình chỉ qua, cũng không có vì thế mà ít máu chảy đi. Lần trước Tông chủ Tân Nguyệt Tông và Lương Nghiệp nói chuyện với nhau, dường như Nam Hỏa Minh có một loạt động tác nhắm vào thương minh, trong đó nói tới thương hội trong thành Nam Hỏa. Cố ý trọng điểm nhắm vào Tử Vân Thương Hội, dường như thương hội này lâm vào nguy cơ to lớn, có chút bản thân khó bảo toàn. Những lời này bị Lương Khoan nghe thấy, vốn cũng không có gì. Nhưng lúc Bán Thanh Minh Thạch ra nhìn thấy Tử Vân Thương Hội không chào đón hắn như vậy, lại sinh ra cảm giác lăng đầu thanh nhiệt tình ra mặt, trong cơn giận dữ suy nghĩ đến tình hình trước mắt của Tử Vân Thương Hội gần đây, lúc này mới bão nổi. Lương Khoan giản lược nói ra một chút, sắc mặt người trong cửa hàng đại biến. Nhao nhao chấm dứt sinh ý của mình, vội vàng rời đi. Vốn cho rằng chỉ là công tử ca sinh sự càn rỡ, lại không thể ngờ còn liên lụy tới một loạt động tác của Nam Hỏa Minh gần đây. Quả nhiên chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Hiện tại Lương Khoan ở trước mặt mọi người nói ra chuyện này, sợ là Lôi Phong Thương Hội rất nhanh sẽ nhận được tin tức, động tác của Nam Hỏa Minh sẽ thất bại, mà chịu tội đoán chừng sẽ đẩy lên người Tân Nguyệt Tông, như vậy Tân Nguyệt Tông sẽ bỏ qua cho hắn sao? Tiểu tử này nói chuyện cũng không biết tránh nặng tìm nhẹ, giật mình một cái đã nói ra toàn bộ kế hoạch. Những tỷ nữ Tử Vân Thương Hội nghe xong biến sắc, hôm nay thương hội đúng là không khác gì Nam Hỏa Minh phân tích, ốc còn không mang nổi mình ốc.
nếu như thời điểm này Nam Hỏa Minh ra tay đối phó bọn họ, căn bản không cách nào ứng phó. Mà loại thời khắc mấu chốt này, Lôi Phong Thương Hội sợ rằng ước gì tiểu thương hội như bọn họ bị tiêu diệt, tiến thêm một bước cho bản thân mình. Bởi vì Lôi Phong Thương Hội một nhà cũng đủ để đối kháng cả Nam Hỏa Minh, căn bản không cần cá tạp như bọn họ tồn tại. Hiện tại có thể thả ta không? Lương Khoan run rẩy dò hỏi, hắn còn không biết mình tiết lộ thiên đại tin tức, cả Tân Nguyệt Tông sẽ bị liên quan trong đó. Ân, Lý Vân Tiêu thương cảm nhìn hắn một cái, nói. Ngươi đi đi, tự cầu nhiều phúc a. Ân, Lương Khoan cảm thấy run rẩy, không rõ những lời này có ý tứ gì, cẩn thận suy nghĩ cũng không biết. Đúng rồi, khối thanh minh thạch của ngươi đâu, đưa cho ta cần dùng. Đột nhiên Lý Vân Tiêu nghĩ tới mục đích tới đây chính là vì thu mua nhiều tài liệu, mà thanh minh thạch không thể nghi ngờ là một trong các loại tài liệu tuyệt hảo. Trong lòng Lương Khoan đắng chát, đối phương rõ ràng cho thấy đang xảo trá a, nhưng hắn nào dám không cho, ánh sáng màu xanh lóe lên, xuất hiện tảng đá màu xanh nhạt, nắm trong tay đưa lên. Đồng tử Lý Vân Tiêu co rụt lại, nhìn vào khối thanh minh thạch kia, lộ ra vẻ nghi hoặc, sau đó hắn cầm lên vuốt vuốt vài cái. Trong mắt đầy vẻ kinh ngạc lóe lên, khôi phục thần sắc bình thường, mang thanh minh thạch thu lại, phất phất tay nói. Các ngươi đi thôi. Bốn tên võ giả cũng nhanh chóng buông tỷ nữ số 7 ra, cùng Lương Khoan chạy trốn ra ngoài. Lương Khoan bước ra khỏi cửa hàng thì trong mắt mang theo oán độc nhìn lại, chừng Lý Vân Tiêu một cái, vội vàng chạy như tia chớp. Hắn không dám ở lâu, cũng không dám mở miệng uy hiếp, nhưng lại không cam lòng, vì vậy chừng mắt lưu một tín hiệu chờ coi. Cho ngươi đẹp mắt. Đa tạ vị công tử này cứu giúp. Tỷ nữ số 7 tiến lên, tràn đầy cảm kích nói cảm ơn, nhưng trong mắt lại mang theo lo lắng thật sâu. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Không cần phải khách khí, dẫn ta đi gặp hội trưởng của các ngươi. Tỷ nữ số 7 đi trước dẫn đường, mà các tỷ nữ khác trở lại công việc bản thân, trở lại vị trí của mình, nhưng trong cửa hàng đã sớm không còn bóng người nào cả. Lý Vân Tiêu được tỷ nữ dẫn xuyên qua vài ngã rẽ, lúc này mới dừng lại bên ngoài một nhã các. Tỷ nữ tiến lên gõ gõ cửa, cung kính nói. Hội trưởng đại nhân, có vị công tử này tìm ngài. Trong cửa có tiếng phu nhân vang lên. Biết rõ, cho hắn vào đi. Cửa đóng chặt mở rộng ra, bên trong truyền đến tiên âm lượn lờ, lại có người dâng hương đánh đàn. Tiếng đàn ô ô như ai oán, như khóc như tố, dư âm lượn lờ, bất tuyệt như lũ. Như gió lùa qua kẽ lá, như quả phụ ngồi cô độc dưới trăng. Trăng sáng sao thưa, ô thước bay về phía nam, cho tốt một khúc trăng sáng như thơ, yểu điệu như chương. Lý Vân Tiêu mở miệng cười khen, bước đi vào. Tiếng đàn dừng lại, lập tức biến hóa làn điệu, hóa thành âm thanh bong bong, thanh tịnh du dương, như thanh loan chơi đùa bên sơn tuyền, cho người ta cảm giác như hòa đẹp đẽ. Bên trong nhã các có một mỹ phụ mặc cung trang đang nấu nước pha trà. Trước bàn uống trà là một lư hương ba chân, bên trong có mùi thơm từ từ khuếch tán, ngửi vào như thấm cả ruột gan. Bên cạnh mỹ phụ dựng bình phong bạch ngọc, phía trên tạo hình sơn thủy tranh hoa điểu đơn giản, tiếng đàn từ sau bình phong truyền ra. Mỹ phụ cung trang nhìn thấy là gương mặt xa lạ, lại nhìn tu vị Lý Vân Tiêu, kinh ngạc nói. Vị công tử này tìm ta có chuyện gì? Lý Vân Tiêu nói. Ngươi là Ổ Sâm, nghe bên ngoài nói Tử Vân Thương Hội tràn đầy nguy cơ. Xem ra căn bản không có chuyện này, hội trưởng đại nhân rất nhàn nhã nha. À, chỉ bằng Lương Khoan hồ ngôn loạn ngữ vài câu nói lung tung, công tử sẽ tin. Ổ Sâm hiểu ý cười cười, làm thủ thế mời. Lý Vân Tiêu cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống đối diện, cầm lấy ly trà uống cạn, lập tức có một dòng nước ấm thoải mái chạy khắp kỳ kinh bát mạch, thoải mái nói không nên lời. Uống xong, Lý Vân Tiêu đặt chén trà lên mặt bàn, mỉm cười làm thủ thế châm trà. Ổ Sâm sững sờ, không thể ngờ đối phương không khách khí như vậy, trà này là tinh phẩm giá trị liên hình, nàng cũng cực nhỏ uống nó, lập tức càng không nỡ châm thêm cho hắn, hiếu kỳ hỏi. Công tử có thể nói lai lịch và mình tới đây vì cái gì hay không? Lý Vân Tiêu cười nói. Thật sự là keo kiệt, mới uống một ngụm mà thôi. Ổ Sâm tức không có chỗ đánh, giận dữ nói. Ngươi cũng biết đây là trà gì. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười cười. Im lặng không nói, mà là nhắm mắt lại, nhẹ ngửi ngửi mùi thơm ngát trong phòng, cũng vô cùng hưởng thụ. Ổ Sâm im lặng, hương thơm trong lò ba chân vô cùng chân quý, nhưng cũng không thể dội tắt a, thả chén trà nhỏ xuống,
lạnh như băng nói. Công tử nếu không nói thì ta sẽ tiễn khách. Lý Vân Tiêu lúc này mới mở mắt ra, cười nói. Tỷ nữ bên ngoài chịu nhục, nhận hết khi dễ, bên trong hội trưởng dâng hương thử trà, kê cao gối mà ngủ đánh đàn, hội trưởng đại nhân như vậy, quá lạnh nhân tâm a. Một tia sầu lo không dễ phát giác xuất hiện trong mắt Ổ Sâm rồi biến mất, lạnh lùng cười nói. Đây là chuyện của Tử Vân Thương hội ta, cần gì công tử quan tâm? Nếu như ngươi cho rằng có thể giúp một chút là có thể ở trước mặt ta làm càn, vậy sai 10 phần rồi. Lý Vân Tiêu cười nói. Tốt, Ổ Sâm hội trưởng, đừng giả bộ, quý thương hội nguy trong sớm tối, vẫn nên nghĩ biện pháp ứng phó đi, ở chỗ này giả ra không có việc gì sẽ chỉ làm Nam Hỏa Minh, thậm chí Lôi Phong thương hội chế nhạo mà thôi. Ổ Sâm biến sắc, mặt như băng xương, lạnh lùng nói. Hồ ngôn loạn ngữ, Lương Khoan chính là một quần là áo lượt, nói chuyện ngươi cũng cho là đúng. Lý Vân Tiêu từ chối cho ý kiến, mà là trực tiếp rót trà cho mình, dưới ánh mắt khó nhìn của Ổ Sâm uống một hơi cạn sạch, sau đó thỏa mãn cười nói. Trước kia không cho là thật, nhưng mà... Ánh mắt của hắn lóe lên, nhìn qua bình phòng bạch ngọc, dường như muốn xuyên thấu nhìn cảnh sắc phía sau, lạnh lùng cười nói. Nhưng mà cần huyên hội trưởng tự mình tiến tới thành Nam Hỏa tọa trấn. Ta không thể không tin. Đúng không, Cẩn Huyên hội trưởng đại nhân? Long cong. Tiếng đàn dừng lại, gian phòng yên tĩnh. Lý Vân Tiêu nói một câu với người phía sau bình phong, hào khí cả gian phòng trở nên khắc nghiệt. Ánh mắt Ổ Sâm càng lộ ra vẻ sợ hãi, khí thế trên người tràn ra, tập trung Lý Vân Tiêu triệt để, chỉ cần hắn hơi có động tác sẽ là thủ đoạn công kích như lôi đình. Loại hào khí ngưng trọng này, Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười cười, lại rót cho mình lần nữa. Tiếng đàn sau tấm bình phong lại vang lên, nhưng mà chẳng khác gì gió đang gào thét, sóng gió ngập trời, tiếng đàn rền vang ẩn chứa khắc nghiệt, hiển nhiên tâm người đánh đàn đã loạn. Ngươi làm thế nào biết là ta? Rốt cục một giọng nói tao nhã dễ nghe truyền tới, tiếng đàn trở nên hòa hoãn lại, giống như gió xuân thổi qua đồng cỏ xanh lá, như gió thu đánh thức rừng cây. Lý Vân Tiêu cười nói. Bên cầm án của Cẩn Huyên cô nương có lẽ thả Linh Vân Bảo Ngọc A, có thể tiêu trừ tất cả nguyên lực chấn động, như vậy người khác tìm tòi cũng chỉ nhìn ra là nữ tử bình thường. Cẩn Huyên nói, đã như vậy, vậy ngươi vì sao còn có thể biết là ta? Lý Vân Tiêu nói, tiếp theo là sơ hở rất lớn, những tỷ nữ bên ngoài có nguyên lực chấn động trên người, huống chi là nữ tử đánh đàn ở bên cạnh Ổ Sâm hội trưởng đang thử trà, huống hồ trong đó ẩn chứa ý cảnh cao ngút. Há có thể là nữ tử bình thường diễn tấu. Cẩn Huyên trầm mặc một hồi, nói. Dù vậy, vậy cũng không thể phán đoán chính là ta a. Lý Vân Tiêu mỉm cười, cầm trà thơm lên, lại uống, khen. Một trong ba đại thánh trà được cả đại lục Thiên Vũ vinh danh, hội tụ lực lượng nhật nguyệt tinh thần mà sinh, nguyệt tinh không cổ trà tồn tại không biết bao nhiêu năm a. Loại lá trà này cho dù là bảy đại siêu cấp thế lực cũng chưa chắc có. Một phân hội trưởng của Tử Vân Thương hội lại có tư cách nhấm nháp, ngươi không thấy lúc ta uống trà thì Ổ Sâm đại nhân khẩn trương thế nào sao, ha ha, mỗi một ngụm đáng giá vạn kim đấy. Sắc mặt Ổ Sâm run rẩy, sau đó im lặng. Lý Vân Tiêu tiếp tục cười nói, chỉ vào lò hương ba chân kia, khen. Ta không có đoán sai thì đây không phải Long Tiên bình thường, mà là cửu giai cực phẩm thiên tài địa bảo, Long Tiên do thượng cổ chân Long chân chính lưu lại a. Hắn nhìn qua bình phong bạch ngọc, nói. Cẩn Huyên cô nương, bằng vào ba điểm này còn không thể đoán được ngươi tới đây sao? Không chờ Cẩn Huyên trả lời, Lý Vân Tiêu thở dài một tiếng nói. Cũng chính bởi vì tinh không cổ trà và Long Tiên này, để cho ta xác định Lương Khoan nói Tử Vân Thương hội thật sự có nguy cơ trùng trùng là đúng, ngay cả Cẩn Huyên cô nương cũng không có nắm chắc vượt qua, lúc này mới mang chân tàng trí bảo ra hưởng dụng, để tránh đến lúc đó tiện nghi người khác. Ta nói có đúng hay không? Cẩn Huyên trầm mặc thật lâu, rốt cục mở miệng nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Hào quang lóe lên trong tay Lý Vân Tiêu, một khối lệnh bài không chút thu hút nằm trên bàn trà. Đồng tử Ổ Sâm đột nhiên co lại, khiếp sợ cầm lên, cẩn thận lật xem phía dưới, vững tin không giả thì thất thanh nói. Hội trưởng đại nhân, là thiên nguyên lệnh của Thiên Nguyên Thương hội. Bóng dáng xinh đẹp sau bình phong lắc lư. Bóng dáng sau đó kéo dài, Cẩn Huyên từ phía sau đi tới, một thân áo dài màu xanh, hai mảnh lụa màu bạc buộc eo lung linh, trên tóc mai còn khảm một đóa chân châu kim ngọc hoa, da thịt trắng tuyết mang theo hồng nhuận phơn phớt,
vô cùng kinh diễm, rất động lòng người. Lý Vân Tiêu cũng ngạc nhiên vì mỹ mạo của nàng, mỹ nữ nổi danh nhất Thương Minh chính là Đinh Linh Nhi cùng Thủy Lạc Yên, là nữ thần vô số tuần tài ước mơ tha thiết. Mà Cẩn Huyên tuy danh khí không lộ, nhưng mà tư sắc và khí chất tuyệt đối không thua hai người này. Cẩn Huyên tiếp nhận thiên nguyên lệnh trong tay Ổ Sâm, lúc này mới trầm ngâm nói. Thật là thực, đây là thiên nguyên lệnh cấp bậc cao nhất, cả thiên nguyên thương hội cũng không biết vượt qua 10 miếng, có thể thấy được công tử nhất định là bằng hữu của thiên nguyên thương hội, cũng chính là bằng hữu của Tử Vân thương hội chúng ta. Ánh mắt Cẩn Huyên dò xét trên người Lý Vân Tiêu một phen, lộ ra thần thái cực kỳ nghi hoặc. Tử Vân thương hội là phụ thuộc vào thiên nguyên thương hội, hơn nữa có thực lực đứng đầu trong các thương hội phụ thuộc, cho nên quan hệ với thiên nguyên thương hội vô cùng không tầm thường. Mà bản thân nàng cũng là khuê chung mật hữu với Đinh Linh Nhi, cơ hồ không có gì giấu nhau, lúc này mới cảm thấy hết sức kỳ quái, người có được thiên nguyên lệnh như vậy, nàng trên cơ bản đều biết, lại chưa từng nghe qua có thiếu niên trẻ tuổi như thế. Lý Vân Tiêu khen, đều nói Thương Minh song hoa, hẳn là tam hoa mới đúng. Cẩn Huyên cô nương dung mạo khí chất tuyệt không bại bởi Linh Nhi cùng Thủy Lạc Yên nha. Đôi má Cẩn Huyên ửng đỏ, dường như hiểu ra chút gì đó trong lời của hắn. Hỏi. Người quen Linh Nhi muội muội. Tuổi của nàng tương tự Đinh Linh Nhi, nhưng mà lớn hơn mấy tháng mà thôi, cho nên dùng tỉ muội tương xưng. Ân, Linh Nhi cùng Thủy Lạc Yên ta đều biết, lại nói tiếp ta quen không ít người trẻ tuổi của Thương Minh. Lý Vân Tiêu cười nói, kiếp trước hắn quen đều là những kẻ đứng đầu Thương Minh, ở kiếp này ngược lại quen và kết bạn với đám tiểu bối trong Thương Minh. A, à, Cẩn Huyên chậm rãi quan sát ngoại hình Lý Vân Tiêu. Trong đầu nhanh chóng tìm ra được, dường như xác thực nghe Đinh Linh Nhi nói tới. Rất nhanh, nàng rốt cục biết người tới là ai, thất thanh nói. Ngươi là thành chủ thành Viêm Vũ Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu sờ sờ mũi, im lặng nói. Thân phận thành chủ thành Viêm Vũ nổi danh như vậy sao? Quả nhiên là ngươi. Cẩn Huyên giật mình không thôi, xinh đẹp cười nói. Đó là tự nhiên, một trong bốn đại tiên cảnh Tu Di Sơn sụp đổ. Thành Viêm Vũ trở thành linh khí bảo địa, thế lực khắp nơi nhìn chằm chằm vào. Ngay cả Tinh Túc lão quái vượt qua vực mà đi, Lệ Hoa Chỉ đại nhân cùng Diêu Kim Lương đại nhân đồng thời giá lâm Thành Viêm Vũ, cuối cùng thánh vực tự mình ban bố thiết lệnh mới dẹp loạn phong ba này. Ở trong đó đều là đại sự kinh thiên động địa, Lý công tử thân là thành chủ càng sắm vai nhân vật nặng ký, tất nhiên không nhẹ a. Lý Vân Tiêu cảm thấy nội tâm đau đớn, nhớ tới tỷ đệ Mộng Bạch, nhưng rất nhanh bình phục tâm cảnh. Nhàn nhạt nói ra. Chỉ là một đám cường giả võ đế không an phận, đảo đi đảo lại cũng chỉ liên quan tới Tiểu Lâu La mà thôi. Cẩn Huyên ngạc nhiên một chút, trong lời của hắn cực kỳ không tôn trọng các cường giả, nhưng chuyện này liên quan gì tới nàng sao, mỉm cười cười nói. Thành chủ đại nhân đừng khiêm nhường, ta nghe Linh Nhi muội muội nói, năm nay Thương Minh lưỡng hội tỷ thí thành chủ đại nhân muốn thay Thiên Nguyên thương hội lên sân khấu. Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói. Đúng vậy, còn có hơn tháng chính là thời gian Thương Minh lưỡng hội. Ta hiện tại nhu cầu cấp bách sử dụng truyền tống đại trận, đi thành Tống Nguyệt Dương. Đây cũng là một trong các mục đích ta tới Tử Vân Thương Hội, hy vọng Cẩn Huyên cô nương có thể cung cấp trợ giúp cho ta. Cẩn Huyên thở dài. Thì ra là thế, ta nói Lý công tử tại sao có thể có thời gian đi tới thành Nam Hỏa đi dạo. Nàng lộ ra sầu lo thật sâu, nói. Nhưng mà muốn truyền tống đến thành Tống Nguyệt Dương. Nhất định phải dùng truyền tống đại trận vượt qua vực mới được, cả thành Nam Hỏa đều không có đại trận này, trừ phi là thành Vũ Phong gần đây, phải mượn truyền tống đại trận của Lôi Phong Thương Hội mới có thể đi qua. Nàng trầm tư một lúc, nói. Việc này không nên chậm trễ, Thương Minh lưỡng hội không phải chuyện đùa, hơn nữa cũng trực tiếp quan hệ tới sinh tử an nguy của Tử Vân Thương Hội. Ổ Sâm, người bây giờ lập tức đi Lôi Phong Thương Hội, mượn truyền tống đại trận của bọn họ dùng một lát. Vâng. Ổ Sâm lập tức đáp, nhìn qua Lý Vân Tiêu sau đó đi ra cửa. Lý công tử ngồi tạm một lát, ta bảo Ổ Sâm tự mình đi, Lôi Phong Thương Hội rất nhanh sẽ đáp lại. Không biết Lý công tử đối với tỷ thí Thương Minh lưỡng hội có bao nhiêu nắm chắc. Cẩn Huyên vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, bộ dáng thập phần ngưng trọng. Lý Vân Tiêu cười nói. Trực tiếp bảo ta Vân Tiêu hoặc Vân Thiếu đi, ta không thích ngăn cách với mỹ nữ. Bảo trụ vị trí thành viên ban trị sự lâu dài của Thiên Nguyên Thương Hội nhất định không có vấn đề. Thật sự, Cẩn Huyên cả kinh, khó có thể tin nhìn qua Lý Vân Tiêu,
thương minh lưỡng hội cho tới bây giờ đều là gió nổi mây phun, trừ bốn thương minh hạch tâm ra, ba nhà khác vô cùng khẩn trương. Đặc biệt là thiên nguyên thương hội lần này đã đến biên giới bấp bênh, tất cả mọi người nhìn không tốt, mà chờ muốn thay thế địa vị của thiên nguyên thương hội, chí ít có hơn ba nhà. Nếu như địa vị thiên nguyên thương hội khó giữ được, như vậy tan đàn xẻ nghé, những thương hội phụ thuộc sẽ như chim thú tán đi, lại tìm đại thương hội phụ thuộc. Mà đối với Tử Vân thương hội mà nói, có lẽ là một kích cuối cùng. Nhưng nếu thiên nguyên thương hội có thể đứng vững, đến lúc đó với quan hệ giữa nàng và Đinh Linh Nhi, tất nhiên có thể cầu đến giúp một tay, Tử Vân thương hội vượt qua cửa ải này không khó khăn gì. Cho nên sau khi biết rõ thân phận của Lý Vân Tiêu, đưa hắn tới thành Tống Nguyệt Dương là đại sự hàng đầu. Nhưng mà trong mắt của nàng không tin, dù sao tu vị đối phương chỉ là võ tông tứ tinh, ngay cả mình còn không bằng. Nàng cũng không hiểu Đinh Linh Nhi vì sao chọn hắn, nếu nói hắn áp chế tu vị bản thân, Cẩn Huyên sẽ không tin. Lý Vân Tiêu cười nói. Như thế nào, chẳng lẽ thế cục thiên nguyên thương hội trực tiếp ảnh hưởng đến thế cục Tử Vân thương hội? Không biết Tử Vân thương hội hiện tại gặp khốn cảnh nào, nói không chừng ta cũng có thể giúp đỡ một chút đấy. Cẩn Huyên thở dài. Chính là bởi vì thiên nguyên thương hội từ từ suy thoái, cho nên các tiểu thương hội cầm lấy những thương hội phụ thuộc thiên nguyên thương hội mà khai đao. Vân Thiếu nên chuẩn bị an tâm tới thành Tống Nguyệt Dương A, chỉ cần có thể làm cho thiên nguyên thương hội bảo trụ vị trí ban trị sự lâu dài, chính là giúp đỡ lớn nhất của Cẩn Huyên đấy. Trong giọng nói của nàng mang theo rất nhiều bất đắc dĩ cùng đau thương, hơn nữa hiển nhiên là không tin Lý Vân Tiêu có khả năng giúp đỡ cái gì. Lý Vân Tiêu cũng không bắt buộc, nói. Cẩn Huyên cô nương, ta gần đây cần một nhóm lớn tài liệu luyện khí làm chuẩn bị, cùng với đại lượng nguyên thạch, không biết ngươi có thể cung cấp một ít. Cẩn Huyên nói, Vân Thiếu không cần khách khí, trực tiếp gọi ta là Cẩn Huyên là được. Không biết ngươi muốn tài liệu nào, ta sẽ dùng hết khả năng giúp ngươi. Lý Vân Tiêu gật gật đầu, nói, vậy phiền toái Cẩn Huyên. Hắn lấy ra một ngọc giản trống, đặt ở trên trán, dùng thần thức khắc tài liệu cần thiết vào trong. Sau đó giao cho Cẩn Huyên. Trong nội tâm Cẩn Huyên thầm kinh ngạc, dùng thần thức khắc tin tức vào trong ngọc giản cũng không phải chuyện khó, nhưng dễ dàng như hắn, mặt không đổi sắc làm được, trừ phi lạc ấn tin tức cực nhỏ, nếu không nhất định là thuật luyện sư cực cao. Trực giác của nàng cho rằng tất nhiên là cái trước, nhưng mà sau khi dùng thần thức đọc ngọc giản, sắc mặt lập tức thay đổi. Qua hơn 10 phút sau, nàng mới đọc xong những tài liệu phiền phức kia, nội tâm khiếp sợ khó có thể bình phục. Bên trong phẩm lớn là tài liệu bát giai, thậm chí rất nhiều tài liệu cửu giai, nhưng lại cần một bát giai tử đỉnh đại đỉnh, hắn muốn nhiều tài liệu cao cấp như thế làm cái gì? Chẳng lẽ hắn muốn luyện chế bát giai huyền khí đan dược? Vừa nghĩ tới điểm này, nàng trực tiếp bài trừ mất, thầm nghĩ, hắn nhất định là muốn thông qua tài liệu cao cấp, như vậy có thể đề cao phẩm chất huyền khí đan dược, nhưng chỉ dùng bát giai cửu giai thì quá lãng phí. Cẩn Huyên bất động thanh sắc nói. Vân Thiếu những vật này sợ rằng sẽ chuyển không Tử Vân thương hội của ta đấy. Lý Vân Tiêu cũng có xấu hổ, cười nói. Cẩn Huyên nhìn xem đi, dù thế nào cũng không để các ngươi thiệt thòi. Chờ sau khi đi tới thành Tống Nguyệt Dương sẽ bảo Linh Nhi trả ngươi gấp bội. Cẩn Huyên nói. Trong những tài liệu này, ta tạm thời cung cấp 1/5. Về phần bát giai tử đỉnh, trong tay của ta thật có một, nhưng mà Tử Vân thương hội có chỗ dùng, không cách nào tặng cho Vân Thiếu. Nguyên thạch thì tạm thời có thể dùng 800.000 trung phẩm nguyên thạch cho Vân Thiếu sử dụng. À, trong tay ngươi có bát giai tử đỉnh. Trong lòng Lý Vân Tiêu kinh ngạc không thôi, hắn căn bản không trông cậy vào đối phương có vật này, chỉ xếp vào danh sách tài liệu mà thôi, không thể ngờ thật sự lại là như thế. Hơn nữa những tài liệu kia có thể gom góp được 1/5, còn có 800.000 khối trung phẩm nguyên thạch, cũng đủ lộ ra thành ý của Tử Vân thương hội, huống chi đối phương còn đang trong tình thế bấp bênh nguy hiểm trước mắt. Tử đỉnh kia có trọng dụng gì, có thể cáo chi hay không? Trong lòng Lý Vân Tiêu còn có một tia suy nghĩ. Cẩn Huyên thấy hắn không chịu hết hy vọng, liền thản nhiên bẩm báo, nói. Tử đỉnh này liên quan tới vận mệnh của Tử Vân thương hội, cho nên không cách nào đem tặng. Ta mang tử đỉnh này ra làm lễ vật cho một vị đại nhân vật, thỉnh hắn xuất thủ tương trợ. Tử đỉnh này ta tốn hao một món tiền lớn mua được từ trong tay Vạn Bảo Lâu. Cũng là một trong những nguyên nhân ta tự tới thành Nam Hỏa này, hơn nữa là được ăn cả ngã về không. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Trong thành Nam Hỏa có đại nhân vật nào sao?
Cẩn Huyên thận trọng gật gật đầu, nói. Vị đại nhân này đang bế quan, suy tính thời gian thì có lẽ xuất quan vào ngày hôm nay. Ta sẽ chờ gặp, mà tử đỉnh này chính là lễ vật gặp mặt với vị đại nhân này, Vân Thiếu có hào hứng đi cùng ta hay không? Nếu vị đại nhân này cao hứng, có thể chỉ điểm ngươi một hai, hơn tháng sau chính là thương minh đan võ song hội, tỷ lệ chiến thắng sẽ tăng cao hơn. Lý Vân Tiêu. Được rồi, ta sẽ đi theo Cẩn Huyên xem, đại nhân gì đó có thể chỉ điểm ta một hai. Cẩn Huyên thấy hắn bộ dáng không phục, khẽ cười nói. Đợi Vân Thiếu gặp được sẽ biết thôi. Nàng làm thủ thế mời, cười nói. Tinh không cổ trà này Tử Vân Thương Hội cũng chỉ còn lại ba muỗi, muôi canh nhỏ, mà thôi, nhiều nhất chỉ ngâm ra được 6 chén trà, cũng đã bị Vân Thiếu uống hết một nửa. Lý Vân Tiêu nghĩ tới trà thơm này, lập tức sảng khoái tinh thần, khen. Thật nhiều năm không có nhấm nháp qua cực phẩm như thế, lần này đi thành Nam Hỏa thật sự không uổng công. Cẩn Huyên khẽ giật mình, không tin cười nói. Nói như vậy Vân Thiếu trước kia còn uống qua trà thơm có thể sánh ngang tinh không cổ trà sao? Lý Vân Tiêu từ chối cho ý kiến, mỉm cười chậm rãi nhâm nhi thưởng thức, còn có chân long long tiên, đây là thứ bổ ích với thân thể. Nước trà chảy vào bụng được long tiên tẩm bổ, chỉ cảm thấy thoải mái nói không nên lời, trong đan điền giống như có nước sôi, nguyên khí rót vào trong, nhảy vào trong kỳ kinh bát mạch, lực lượng đang không ngừng tăng lên. Cẩn Huyên nao nao, cảm nhận được nguyên lực chấn động trên người Lý Vân Tiêu, vui vẻ nói. Vân Thiếu tranh thủ thời gian tĩnh tâm tu luyện, dường như sắp đột phá. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Nào có dễ dàng như vậy, nguyên khí tích lũy không đủ, Cẩn Huyên trước cho ta mượn mấy trăm vạn nguyên thạch, ta cố gắng đột phá. Hắn sớm đạt tới võ tông tứ tinh đỉnh phong, còn kém một bước nhưng bị gây khó dễ, bởi vì nguyên khí hắn cần quá nhiều. Cẩn Huyên cũng hiểu tầm quan trọng của nguyên khí khi đột phá, vội vàng đi ra ngoài mang về một đống nguyên thạch, hơn nữa tất cả đều là cực phẩm. Chỉ cần có thể trợ giúp Lý Vân Tiêu tăng một chút, nàng cũng sẽ không tiếc rẻ nguyên thạch. Tử Vân Thương Hội hiện tại bấp bênh, bất luận hy vọng gì có thể cứu vớt Thương Hội thì nàng đều làm. Lý Vân Tiêu cảm nhận được nguyên lực chấn động mạnh mẽ trong túi chữ vật, đại hỉ vỗ một trường, trực tiếp cách không đánh nát túi chữ vật chứa cực phẩm nguyên thạch, mạnh mẽ hút một ngụm, túi chữ vật vỡ ra, rất nhiều nguyên khí chảy ra ngoài, bị hồn lực của hắn dẫn dắt không cách nào tản ra, toàn bộ tiến vào trong thân thể của hắn. Cẩn Huyên bị động tác của hắn làm giật mình, nhưng rất nhanh trợn mắt há hốc mồm, nhìn thấy rất nhiều nguyên khí như vậy trong mấy hô hấp đã bị Lý Vân Tiêu nuốt vào. Mà thân thể Lý Vân Tiêu cũng bành trướng lên vài phần, da thịt bóng loáng hiện ra một chút hào quang, hơn nữa từng khối cơ bắp căng phồng giống như lực sĩ. Một loại lực lượng cường đại từ trong người của hắn truyền ra, làm cho nội tâm Cẩn Huyên cảm thấy vô cùng kiêng kỵ, cũng không phải võ tông tứ tinh đỉnh phong bình thường có thể làm được. Ầm ầm. Trong thân thể có tiếng trầm đục cực nhỏ, rất nhiều nguyên khí trùng kích, bình cảnh tứ tinh bị đột phá dễ dàng, hắn trực tiếp tiến vào võ tông ngũ tinh, thân thể vào lúc này cũng cướp đoạt nguyên khí không còn thừa, sau khi hấp thu thì lập tức tiêu hóa mất, những lực lượng kia trầm tích trong nhục thể, giờ phút này thân thể của hắn thậm chí không thua gì huyền khí ngũ giai, có thể ngạnh kháng huyền khí. Cẩn Huyên nhìn qua túi chữ vật trống trơn, quá sợ hãi nói. Ngươi, đây chính là 1.000 khối cực phẩm nguyên thạch đấy. Tương đương với 1.000 vạn trung phẩm, ngươi. Ngươi hấp thu toàn bộ, không có bạo thể mà chết. 1.000 khối cực phẩm nguyên thạch. Lý Vân Tiêu nội tâm đắng chát, nói. Cho ta nguyên thạch phẩm cấp thấp cũng được, với ta mà nói cực phẩm và hạ phẩm không có khác nhau quá lớn. Nhiều cực phẩm nguyên thạch như vậy, sợ là toàn bộ tồn kho của Tử Vân Thương Hội a. Cẩn Huyên còn đắm chìm trong khiếp sợ, nghe Lý Vân Tiêu vừa nói như vậy, sắc mặt thay đổi. Cảm thấy thịt đau không dứt. Tuy hối đối nguyên thạch chênh lệch gấp 100 lần, nhưng 100 khối thượng phẩm nguyên thạch, thậm chí 1 vạn khối trung phẩm nguyên thạch tuyệt đối không đổi được 1 khối cực phẩm nguyên thạch. Bởi vì nguyên thạch độ tinh khiết càng cao thì có tác dụng không thể thay thế khi đột phá. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này cho nên Cẩn Huyên mới trực tiếp ném ra cực phẩm nguyên thạch cho Lý Vân Tiêu, ai biết hắn đã hấp thu toàn bộ, nhưng lại nói bất luận phẩm chất gì cũng như nhau, như vậy. Chẳng khác gì người ta tân tân khổ khổ làm thức ăn cho đẹp, còn muốn từ từ ăn thưởng thức hương vị, nhưng mà có người thì ăn nó chẳng khác gì cơm trắng. Lý Vân Tiêu nhìn qua vẻ mặt Cẩn Huyên đen lại, cũng xấu hổ, ngượng ngùng nói. 1.000 cực phẩm nguyên thạch, ngày sau ta nhất định trả lại cho Cẩn Huyên. Cẩn Huyên lúc này phục hồi tinh thần lại,
miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, nói. Vân thiếu không cần khách khí, vẫn câu nói kia, chỉ cần ngươi có thể bảo trụ vị trí của Thiên Nguyên Thương Hội, Tử Vân Thương Hội sẽ tận hết khả năng giúp đỡ ngươi. Đồng thời ta cũng rất vui mừng, Vân thiếu tuy chỉ có tu vị võ tông ngũ tinh, nhưng mà từ tình huống hấp thu nguyên thạch vừa rồi, chiến lực thật sự không đơn giản như thế a. Lý Vân Tiêu pha trò, nói. Ha ha, cũng tạm được. Trong mắt Cẩn Huyên mang theo dị sắc, vui vẻ nói. Quả là thế, ta nói ánh mắt Linh Nhi muội muội gần đây rất độc, rất ít khi nhìn lầm. Ta thực rất ngạc nhiên trong thực chiến Vân Thiếu có thể đánh bại đối thủ thế nào. Võ Tông Cửu Tinh, hay liều mạng có thể đánh với Võ Hoàng. Cái này, thực khó mà nói. Lý Vân Tiêu không biết trả lời như thế nào mới tốt, cũng không thể nói mình lúc còn ở thành Viêm Vũ đã có thể phất tay trấn áp mấy tên Võ Hoàng A, nói ra người ta còn xem mình như thằng bệnh tâm thần đấy. Lọt vào tai Cẩn Huyên tự nhiên là hắn không muốn tiết lộ, ngượng ngùng cười nói. Giữ bí mật cũng là đúng, Cẩn Huyên hỏi nhiều. Lý Vân Tiêu cười khổ im lặng, không cách nào giải thích rõ ràng. Lúc này cánh cửa bị đẩy ra, Ổ Sâm vẻ mặt tái nhợt đi tới, trên người còn có nguyên lực chấn động, hiển nhiên cảm xúc cực kém. Cẩn Huyên cau mày nói. Ổ Sâm, xảy ra chuyện gì? Ổ Sâm bờ môi động vài cái, nhìn qua Lý Vân Tiêu, muốn nói lại thôi. Cẩn Huyên trầm mặt, nói. Vân Thiếu không là người người, cứ nói đừng ngại. Ổ Sâm mới mở miệng, tức giận tràn ra ngoài, giận dữ nói. Hội trưởng đại nhân, đám tiện nhân Lôi Phong Thương Hội kia bỏ đá xuống giếng, biết rõ tình cảnh trước mắt của chúng ta, khó xử chúng ta khắp mọi mặt, trực tiếp nói với ta truyền tống đại trận hư hao, đang tiến hào sửa chữa. Ta hỏi cần bao lâu mới sửa tốt, bọn chúng nói là không biết. Sắc mặt Cẩn Huyên khó coi tới cực điểm, nghiến răng nghiến lợi nói. Lôi Phong Thương Hội đáng chết, bỏ đá xuống giếng. Lý Vân Tiêu nhướng mày, lập tức giãn ra, khẽ cười nói. Hai vị không cần tức giận, đẩy đổ mọi người cùng đẩy là đương nhiên, đã thấy thuận tiện thì lấy. Đợi lát nữa Lôi Phong Thương Hội kia ta sẽ tự mình đi qua, dùng thân phận Tử Vân Thương Hội có lẽ không thể mượn dùng truyền tống trận rồi. Cẩn Huyên xấu hổ nói. Vậy chỉ có thể do Vân Thiếu tự mình nghĩ biện pháp rồi. Lôi Phong Thương Hội mạnh, cho dù là Thiên Nguyên Thương Hội cũng không dám ngạnh kháng, các nàng thì làm gì có biện pháp, người ta bán mặt mũi là xem mặt mũi cùng thương minh, không bán mặt mũi thì ngươi cũng chẳng làm được gì. Ổ Sâm tức giận nói. Hội trưởng đại nhân, chờ vượt qua nguy cơ lần này, tự chúng ta tại thành Nam Hỏa thiết lập một truyền tống trận cỡ lớn. Cẩn Huyên khẽ gật đầu nói. Chuyện này nói sau, chờ vượt qua được rồi nói. Nàng nhìn Lý Vân Tiêu nói. Vân Thiếu, vị đại nhân kia hiện tại có lẽ đã xuất quan, có nguyện ý đi theo ta bái phỏng hay không? Lý Vân Tiêu nói. Rất tốt, ta cũng muốn nhìn xem trong thành Nam Hỏa che giấu cái đại nhân vật gì. Trong lời của hắn nói không mang theo chút kính ý gì, Cẩn Huyên nhíu mày, nhưng mà lơ đễnh, người trẻ tuổi phần lớn là tính tình kiêu ngạo, huống chi là hắn những năm qua rất thành công, tự nhiên sẽ có chút bảo thủ. Cẩn Tuyên nhỏ giọng phân phó Ổ Sâm vài câu, Ổ Sâm nhìn Lý Vân Tiêu, liền quay người rời đi. Rất nhanh nàng mang theo một túi chữ vật, đưa cho Lý Vân Tiêu, nói. Tài liệu Vân Tiêu đại nhân cần thiết, Tử Vân Thương Hội có thể cung cấp đều ở bên trong. Trong đó còn có một ức trung phẩm nguyên thạch. Vốn Cẩn Huyên ý cho rằng 8.000 vạn là đủ, nhưng nhìn thấy Lý Vân Tiêu hấp thu nguyên thạch khủng bố như vậy, cho nên gom góp thêm 2.000 vạn viên. Lý Vân Tiêu lập tức không khách khí, sau khi nhận lấy nói. Đa tạ. Hắn cũng không sĩ diện cãi láo, Tử Vân Thương Hội có thể vào thời điểm này giúp đỡ hắn, ân tình nhất định là ghi nhớ, bởi vì cái gọi là đại ân không cách nào nói hết. Cẩn Huyên nói. Chúng ta đi thôi, nếu bỏ qua vị đại nhân kia, sẽ gì hận về sau. Ba người ra khỏi Tử Vân Thương Hội, vượt qua mấy con phố ở thành Nam Hỏa, đi vào một tiểu viện. Trước sân không có hộ vệ, quét dọn thập phần sạch sẽ, một hàng rào cửa nhỏ, Cẩn Huyên nhẹ nhàng đẩy ra đi vào, tiền viện này có một thạch đỉnh cũ kỹ vỡ vụn không chịu nổi, thập phần tàn tạ, khắp nơi là rêu xanh. Một tiểu thiếu niên đang ngủ gà ngủ gật, vừa thấy có người đến, vội vàng nâng tinh thần lên. Vừa nhìn kỹ thì lập tức cười nói. Thì ra là Cẩn Huyên tỷ tỷ, đến thực kịp thời nha. Ánh mắt Lý Vân Tiêu nhìn quét qua người thiếu niên này, ăn mặc chẳng khác gì tiểu nhị tiểu điếm bình thường, bộ dáng 12-13 tuổi,
nhưng ẩn ẩn tản mát ra hồn lực chấn động dĩ nhiên là thuật luyện sư cấp 2. Nội tâm của hắn kinh ngạc không thôi, âm thầm phỏng đoán nói, chẳng lẽ vị đại nhân này L thuật luyện sư? Trên mặt Cẩn Huyên đầy tươi cười, vui vẻ nói. Kịp thời, nói như vậy Mạc đại sư xuất quan. Thiếu niên kia khẽ cười nói. Sư phó xác thực xuất quan, nhưng mà... Sắc mặt của hắn biến thành lạnh lùng, nói khẽ. Sư phó phân phó, nếu như Cẩn Huyên tỷ tỷ đến tìm hắn, đều không gặp. Cái gì? Cẩn Huyên chấn động, lo lắng nói. Tại sao có thể như vậy chứ? Làm phiền thông chi cho Mạc đại sư, nói Cẩn Huyên có chuyện quan trọng tương kiến. Đệ tử kia thở dài lấy khua tay nói. Cẩn Huyên tỷ tỷ, ngươi nên trở về đi, không để cho ta khó xử. Gia sư nói không gặp thì không gặp, ngươi ở nơi này quấn quýt ta cũng không có được gì. Ổ Sâm giận dữ nói. Mạc đại sư có ý gì? Tại thành Nam Hỏa, Tử Vân Thương hội tự hỏi rất hiếu kính đại sư, mỗi tháng đều không hề tiếc lễ vật đưa tới cho đại sư, chẳng lẽ giao tình những năm qua ngay cả gặp mặt một lần cũng không được. Đệ tử kia biến sắc, tức giận nói. Đồ vật là các ngươi đưa cho, liên quan gì tới gia sư? Hắn cười lạnh nói. Mỗi tháng đều có vô số người tranh phá đầu muốn đưa tặng đồ cho gia sư, mỗi tháng xem như cho các ngươi đủ mặt mũi, không nên ở chỗ này không biết đủ. Ý tứ của hắn là, thu đồ vật của các ngươi chính là cho các ngươi mặt mũi. Ổ Sâm tức giận toàn thân run rẩy, nguyên lực chấn động càng ngày càng mạnh, nhịn không được muốn bộc phát. Cẩn Huyên vội vàng ngăn nàng lại, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một túi chữ vật, tiến lên nhét vào tay đệ tử kia, nói. Làm phiền vị ngươi thông báo với đại sư, nói vài lời tình cảm. Đệ tử kia sắc mặt do dự, rốt cục ném túi chữ vật trở về, hừ lạnh nói. Các ngươi xem ta là ngốc phi thế nào? Gia sư nói không gặp là không gặp. Lý Vân Tiêu thật sự nhìn không được, đem thần thức tản ra, tìm kiếm hậu viện, lập tức nhìn thoáng qua hậu viện, trong hậu viện có một đại đỉnh màu xanh, tản mát ra nhiệt lượng ấm áp, hiển nhiên vừa mới sử dụng không lâu, dĩ nhiên là bát giai huyền khí. Mặc dù chỉ miễn cưỡng đạt tới bát giai, nhưng thật sự là bát giai không thể nghi ngờ. Trong nội tâm Lý Vân Tiêu khẽ động, hắn vừa vặn thiếu một đại đỉnh bát giai, nếu như Cẩn Huyên không cho hắn, nghĩ biện pháp thu cái này sử dụng cũng không tệ. Ở phía trước đại đỉnh là một gian phòng rộng rãi, thần thức của hắn không kiêng nể gì tiến vào bên trong, đột nhiên cảm thấy hồn lực rất mạnh ngăn cản hắn, thậm chí trực tiếp cắn trả trở về. Không tốt, quả nhiên là thuật luyện sư. Hơn nữa hồn lực mạnh mẽ, ít nhất đạt tới bát giai. Trong lòng Lý Vân Tiêu cả kinh, vội vàng thu hồi thần thức, nội tâm nghi hoặc không thôi, tại thành Nam Hỏa là giao giới giữa hai vực, cũng không có gì tài nguyên tu luyện rất tốt, tại sao có thể có một gã bát giai thuật luyện sư tọa trấn nơi đây? Chẳng lẽ là vì ly hỏa kim tinh? Rất không có khả năng a, vật kia tuy chân quý, nhưng một gã bát giai thuật luyện sư cần thì Lôi Phong Thương hội cũng chuyên môn cung ứng, bộ dáng còn rất vui vẻ. Là ai? Trong hậu viện có một đạo thần thức tản ra, muốn bắt lấy Lý Vân Tiêu, lại tốn công vô ích, phát hiện đối phương đã sớm chạy không còn bóng dáng tăm hơi. Một nam tử đang nhắm mắt dưỡng thần trong gian phòng kinh ngạc không thôi, lẩm bẩm. Lại dám nhìn trộm ta, đạo thần thức kia ít nhất cũng là lục giai, nhưng mà thần thức lục giai sao có thể thoát được ta truy tra? Hắn vạn phần khó hiểu, đột nhiên trong nội tâm khẽ động, lập tức đôi môi nhếch lên, tụ âm thành tuyến. Sắc mặt tên đệ tử trong tiểu viện âm trầm, thiếu chút nữa đã động thủ đuổi người, lạnh như băng mỉa mai nói. Hôm nay cho dù nói thủng trời cũng không thể đi vào. Hắn cười nói. Cẩn Huyên tỷ tỷ, nếu không phải xem ngươi là đại mỹ nữ, đã sớm đánh ngươi ra ngoài. Nếu Tử Vân Thương hội về sau không ngây ngốc nổi, có thể tới tìm tiểu đệ, hắc hắc. Cẩn Huyên ngẩn ngơ, nhìn qua tiểu tử này, định giá lời của hắn, dường như ẩn chứa tin tức gì đó. Nàng cả kinh nói. Hẳn là, chẳng lẽ là. Lý Vân Tiêu cũng ngạc nhiên không thôi, tiểu tử này mới 11-12 tuổi a, làm sao háo sắc như thế. Ổ Sâm chỉ cảm thấy vạn phần nhục nhã, mình đường đường là thương hội trưởng lại đi khẩn cầu một tên thiếu niên, lại còn bị vũ nhục, nàng hận không thể tự tuyệt tại chỗ, dùng tà tội. Đệ tử kia dường như còn muốn mỉa mai cái gì đó, trong lúc này lỗ tai nhún vài cái, trong mắt đầy ngạc nhiên. Sắc mặt trở nên cổ quái, mở miệng nói. Gia sư cho mời chư vị đi vào. Cẩn Huyên cùng Ổ Sâm ngây ngốc, cho rằng nghe lầm, Cẩn Huyên ngây ngốc hỏi. Ngươi,
ngươi nói cái gì? Đệ tử kia cũng hoài nghi mình nghe lầm, nhưng vừa rồi tiếp thu lệnh của sư phó, nghĩ đến tính tình của mình lúc nãy thì xấu hổ, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói. Gia sư cho mời Cẩn Huyên tỷ tỷ và Ổ Sâm hội trưởng, còn có vị đại ca kia. Lý Vân Tiêu âm thầm thở dài, thiếu niên này ngày sau tất là một kẻ hiểm độc. Hắn trong lòng nói thầm, sẽ không phải là vừa rồi mình điều tra, làm cho tên Mạc đại sư kia đoán được là người bên ngoài gây nên, muốn gọi mình đi vào tìm phiền toái a. Nhưng hắn không sợ trời không sợ đất, chỉ là một tên bát giai thuật luyện sư cũng không có đặt vào mắt, ngược lại không có nhiều lo lắng. Nhưng mà Cẩn Huyên thì vẻ mặt khẩn trương, có chuyện lúc trước và tin tức tên thiếu niên vừa nói, dường như cực kỳ không ổn. Vốn còn tin tưởng tràn đầy, thoáng cái trở nên do dự. Đệ tử kia thay đổi thành gương mặt cả người lẫn vật vô hại, cười nói. Cẩn Huyên tỷ tỷ đang lo lắng cái gì? Có tâm tư gì TAJWC tiếp nói với sư phó đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cẩn Huyên gật gật đầu, chính muốn đi vào. Tên đệ tử kia đột nhiên thò tay cản lại, ngượng ngùng vươn tay ra, cười nói. Cẩn Huyên tỷ tỷ, túi chữ vật lúc nãy hình như quên rồi a. Cẩn Huyên sững sờ, lập tức hiểu ý của hắn, nội tâm cười khổ không thôi, lấy túi chữ vật kia ra đưa cho hắn. Tên đệ tử kia lúc này duỗi tay nhận lấy, làm thủ thế mời, cười nói. Ba vị mời. Ổ Sâm tức giận không có chỗ đánh, nhỏ giọng nói sau lưng Cẩn Huyên. Về sau không bao giờ cầm một khối nguyên thạch đưa cho tên Mạc đại sư này. Cẩn Huyên biến sắc, quay đầu lại trừng nàng, Ổ Sâm lúc này mới ý thức được mình nói lỡ, vội vàng nhả đầu lưỡi, lùi về sau. Thần thức của thuật luyện sư cực kỳ cường đại, Cẩn Huyên hơi bận tâm, sợ tên đệ tử vừa rồi nghe được Ổ Sâm nói chuyện, nhưng hắn vẫn vui vẻ làm thủ thế mời, lúc này mới yên tâm lại, đi đầu đi vào, Ổ Sâm cùng Lý Vân Tiêu theo sát phía sau. Mọi người nhìn qua đại đỉnh bát giai kia, sau đó đi vào, thần thức Lý Vân Tiêu bị gian phòng ngăn cản, một tên nam tử đang pha trà, ngồi ngay ngắn ở chỗ đó, trong tay cầm một cuốn kinh thư đọc. Tên nam tử này bộ dáng trung niên, nhưng mà trên mặt lại đầy nếp nhăn như người già, hốc mắt cũng lõm xuống, thuật luyện sư tốn hao nhiều thời gian nghiên cứu thuật đạo, thân thể và hồn lực không ngừng hao tổn, cho nên nhìn qua già nua hơn người bình thường. Đương nhiên cũng có một ít tình huống ngoại lệ. Ví dụ như Cổ Phi Dương kiếp trước rất tuấn tú, đó hoàn toàn là do thiên phú, không cần bao nhiêu thời gian và tinh lực cũng có thể lấy được thành tựu không tệ. Lý Vân Tiêu âm thầm kinh ngạc không thôi, có thể ở tuổi trung niên xông lên bát giai thuật luyện sư, thật là thiên phú kinh người, không phải là thế hệ không có tiếng tăm gì đó. Cẩn Huyên vừa thấy người này, lập tức trở nên cung kính, tiến lên thở dài nói. Cẩn Huyên bái kiến Mạc đại sư. Ổ Sâm cũng đi theo cúi đầu. Nội tâm đang mắng thầm. Lý Vân Tiêu vẻ mặt bình tĩnh, lười nhác đứng bên cạnh Cẩn Huyên, nhìn không ra thần sắc. Mạc Hoa Nguyên nói. Cẩn Huyên hội trưởng khách khí, mời ngồi. Sau đó ánh mắt nhìn lên người Lý Vân Tiêu, đồng tử hơi co lại, rõ ràng ngây ngốc, biểu lộ cổ quái. Hắn vốn định điều tra tu vị hồn lực của đối phương, lại bị một lực lượng ngăn cản bên ngoài. Dùng tu vị bát giai của hắn không nên có tình huống này mới đúng. Trên người tiểu tử này có dị bảo ngăn cách thần thức. Mạc Hoa Nguyên lúc này mới khẳng định phán đoán lúc trước. Cẩn Huyên cũng không có ngồi xuống, mà là cẩn thận nghiêng người, nói. Mạc đại sư, lần trước nói. Mạc Hoa Nguyên trực tiếp phất tay chen ngang, nói. Chuyện lần trước không cần nói nữa, tình huống có biến hóa, ta cũng không cách nào nói rõ, các ngươi nên đi thôi, bản thân nên tìm biện pháp khác. Nếu không phải những năm qua Tử Vân Thương hội cung kính với ta, hôm nay ta sẽ không gặp các ngươi.